Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 731, quan hệ là tấm thẻ vàng, tư duy mới là lệnh bài của vua. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Lữ lão mà thật sự có chút chết lặng, hắn tuy rất không muốn, nhưng bây giờ đứng trước mặt lãnh đạo lại không còn gì để nói. Hơn nữa đám lãnh đạo cũng không cho Vương Tử Quân cơ hội lên tiếng, Thạch Kiên Quân thấy tình cảnh hiện tại thì cười ha hả nói. Lữ lão, thật sự khó có được ánh mắt như ngài. Ngài cố tình đến đầu tư ở tỉnh Sơn Nam chúng tôi, thật sự là may mắn cho nhân dân tỉnh Sơn Nam. Tôi đại biểu cho tỉnh Sơn Nam chào mừng ngài đến đầu tư. Bí thư Vương, nếu Lữ lão đã có thành ý hợp tác với thành phố La Nam, chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ quang vinh này cho anh. Nếu như anh có thể sáng tạo hoàn cảnh tốt đẹp để tập đoàn Huyền Lục đầu tư mạnh mẽ vào thành phố La Nam, lãnh đạo tỉnh ủy chỉ có một câu, nếu Na không làm tốt thì cẩn thận chiếc mũ quan trên đầu đấy. Thạch Kiên Quân nói xem như khoanh tròn sự kiện, dù dấu khoanh tròn này làm cho Vương Tử Quân có chút khó chịu, cảm thấy mình phải xin lỗi Tần Hồng Cẩm. Tình cảnh hiện tại cũng không còn nằm trong tầm tay xử lý của Vương Tử Quân, bên kia Lữ lão đang chờ trả lời, đã bắt đầu cảm tạ các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân ở trước mặt An Triệu Hoa càng tỏ ra khiêm tốn, chính miệng đảm bảo sẽ sáng tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn Huyền Lục đầu tư vào tỉnh Sơn Nam. Đại sự đã định, tất nhiên các bên sẽ tỏ ra vui mừng. Lúc này mặt trời đã dần hạ thấp, ánh sáng vàng rực, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn ánh sáng bên ngoài, trong lòng thầm than một tiếng, bản thân lại đứng lên mời các vị lãnh đạo đi dùng cơm. Hội nghị kết thúc thắng lợi, hơn nữa vì mở tiệc chào đón Lữ lão, thế nên các vị lãnh đạo tai to mặt lớn của Đông Bộ đều xuất hiện. Thức ăn được làm rất nhanh, chỉ sau vài phút đã có đầy đủ, lại rất phong phú, bầu không khí rất nhiệt liệt. Bữa tối không tính là quá lâu, vì hơn phân nửa là khách sáo, cũng không tính là quá ngắn vì ngoài khách sáo cũng có việc cần làm. Thời gian thật sự có chừng mực, mọi người đều hiểu ý, đều gật đầu cười, giống như trong đầu mọi người đều có một chiếc đồng hồ sinh học, có thể cảm ứng được thời gian nên kết thúc tiệc rượu. Bí thư Nguyễn, pháo bông đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Đức Càn đi theo sau lưng Nguyễn Chấn Nhạc, hắn khẽ báo cáo. Bình thường Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy Triệu Đức Càn này làm việc rất tốt, lại chịu khó và có ánh mắt. Hôm nay dù hắn không có tư cách ngồi trên bàn tiệc, thế nhưng lại không rời xa Nguyễn Chấn Nhạc. Chỉ là hôm nay Nguyễn Chấn Nhạc thật sự không thoải mái, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nguyễn Chấn Nhạc hầu như hào hứng bừng bừng đôn đốc sắp xếp cho màn pháo hoa dành cho bữa tiệc tối hôm nay. Hắn cảm thấy cũng nên cho nhân dân vui vẻ một chút, sao lại trầm lắng cho được. Không có chút pháo hoa thì còn gì là vui. Đốt đi. Nguyễn Chấn Nhạc phất tay dùng giọng mất hết sức lực nói với Triệu Đức Càn. Lúc này có nhiều lãnh đạo đến Đông Bộ, hơn nữa An Triệu Hoa cũng có mặt trong bữa tiệc hôm nay, nếu mình hủy bỏ tiết mục pháo hoa, không khỏi làm cho người ta cảm thấy không phóng khoáng. Triệu Đức Càn là tâm phúc của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn đã bỏ ra khá nhiều thời gian để nghiên cứu tính cách của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Ngoài phương diện cùng lãnh đạo nhất trí hành động, đồng bộ hợp cách, còn có một phương diện quan trọng hơn. Chính là hắn hy vọng có thể thông qua quỹ tích phát triển mạnh mẽ của bí thư Nguyễn để tìm cho mình một con đường tắt. Lúc này Triệu Đức Càn thấy bộ dạng mất hết sức lực của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn chợt ý thức được mình xin chỉ thị không hợp thời hợp lý, lẽ ra thành tích của thành phố Đông Bộ phải làm cho bí thư Nguyễn Chấn Nhạc vui mừng như điên mới phải chứ, vì sao lại mất hứng? Chẳng lẽ bí thư Nguyễn Chấn Nhạc có xu hướng thích tự ngược? Trong đầu Triệu Đức Càn chợt xuất hiện một ý nghĩ xấu xa, điều này không khỏi làm hắn phải duỗi đầu lưỡi ra ngoài. Hắn thầm nghĩ, tranh thủ thời gian làm tốt công tác của mình, lúc này cũng không nên động vào người Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Vương, cậu xem khi nào thì chúng ta có thể ký hiệp nghị. Lữ lão chẳng biết có phải vì sợ Vương Tử Quân không đồng ý hay không, thế là vừa nâng ly trà lên nhấp một ngụm đã mỉm cười nói. Vương Tử Quân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn cười nói. Lữ lão, chúng ta cũng không nên nóng vội, một hạng mục lớn như vậy phải để chúng tôi tham khảo chi tiết rồi nói sau. Bí thư Vương, tập đoàn Huyền Lục chúng tôi đã sớm tham khảo tình huống cụ thể ở thành phố La Nam, sở dĩ tôi muốn ký kết, chính là muốn nhanh chóng kết thúc hành trình, trở về tiếp tục tĩnh dưỡng. Lữ lão nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của Vương Tử Quân, thế là không khỏi có chút đắc ý. Mình đã sắp 70, thế nhưng vị bí thư thị ủy kia lại trẻ tuổi quá mức. Đến nỗi lão cảm thấy mở miệng nói vui đùa vài câu với người này thật sự là rất hứng thú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lữ lão thúc giục làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác không thoải mái, chiến tích tuy quan trọng, thế nhưng gánh nặng của nó lại ở trên vai người phụ nữ hắn yêu.
trong quan trường thường xem xét chu toàn, làm người trong thể chế thì cần phải có lực kháng cự, phải vững chắc, quan trọng là phải biết khai thác. Vương Tử Quân hiểu rất rõ vấn đề, lúc này hắn không thể tiếp tục đẩy tập đoàn Huyền Lục ra ngoài, nếu không hắn sẽ là tội nhân của thành phố La Nam và thậm chí là của tỉnh Sơn Nam. Nguyễn Chấn Nhạc ngồi bên cạnh cảm thấy rất bức bối. Mau chóng chứng thực, Tiểu Vương, Lữ Lão cũng không phải là thanh niên, các anh nhất định phải đẩy nhanh tiến độ. Cuối cùng vẫn là An Triệu Hoa lên tiếng giải quyết những ý nghĩ vẩn vơ của Vương Tử Quân, cũng xem như hạng mục này không còn dư âm đổi ý. Vương Tử Quân đi từ trong phòng ra ngoài mà thở dài một hơi, hắn chậm rãi vung cánh tay, vận động vài cái, sau đó đi về phía điểm dừng chân của thành phố La Nam. Bí thư Vương. Vương Tử Quân đi vào phòng thì gặp đám người Lý Quý Niên đang ngồi trong phòng khách. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì bọn họ nhanh chóng đứng lên. Đám người suy đoán rất nhiều về tình huống Vương Tử Quân bị quan Vĩnh Hạ mời đi, đám người Sở Cẩm Thu chờ đợi Vương Tử Quân một giờ và đã cáo từ, bây giờ chỉ còn lại nhân viên công tác của thành phố La Nam. Không có gì chứ, Bí Thư Vương. Lý Quý Niên đứng lên mỉm cười hỏi Vương Tử Quân. Không có việc gì, có thương nhân muốn đầu tư, thế nên lãnh đạo tìm tôi nói chuyện. Vương Tử Quân mở miệng nói, Lý Quý Niên cũng không hỏi lại. Thư ký trưởng Kim Điền Lạc tiến lên báo cáo vài hạng mục công tác, sau đó hỏi Vương Tử Quân xem tối nay hay sáng mai rời khỏi thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân hận không thể bỏ đi ngay, thế nhưng nhìn bộ dạng của hai vị lãnh đạo tỉnh là Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân thì rõ ràng sẽ ở lại tối nay, thế nên hắn lên tiếng. Thôi để ngày mai rồi đi. Ha ha ha, Bí Thư Vương, thật sự không ngờ ngài là chân nhân bất lộ tướng, lộ mặt thật thì không phải là chân nhân. Cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Trường Công với nụ cười tươi như hoa đưa theo vài người thành phố Tam Hồ đi vào bên trong. Lâm Trường Công nói làm cho đám công nhân viên của thành phố La Nam thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cả đám nhìn Vương Tử Quân, thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Trường Công đến chứng minh trên thế gian này không phải không có gió lọt tường, đặc biệt là những tin tức có tính bùng nổ, sẽ nhanh chóng được người ta biết đến. Bí Thư Vương, tối nay cậu muốn ăn gì, anh đây nhất định sẽ phụng bồi, nhưng phải nói trước. Cậu ăn thịt cũng nên cho tôi hút chút nước. Khu công nghiệp của thành phố chúng tôi đang chuyển biến sang phương diện kỹ thuật cao, thế cho nên không bằng chúng ta làm ra chút nối tiếp, cũng cho thành phố chúng tôi hưởng chút hào quang. Vương Tử Quân nhìn vào vẻ nhiệt tình của Lâm Trường Công, hắn cười nói. Sự việc còn chưa được nói rõ ràng, anh cũng đừng tán dương tôi cao độ, nếu không sẽ là trèo cao té đau. Ha ha ha, cậu thật sự là quá khiêm nhường, người nào không biết nếu không phải anh kiên trì không ký kết. Bây giờ chục tỷ đã là của thành phố La Nam, còn bà nó thật sự làm cho người ta thèm thuồng. Lâm Trường Công nói rồi kéo tay Vương Tử Quân, lại nói tiếp. Cậu Vương, hành động vẽ mặt của cậu thật sự là quá độc rồi. Vương Tử Quân cảm thấy rất uất ức, nếu như nói hắn cướp hào quang của thành phố Đông Bộ vào lễ khai mạc, đó rõ ràng là cố ý. Mục tiêu của hắn ở hội chợ xúc tiến thương mại lần này chính là đưa cô Yên Sơn ra ngoài, còn những thứ khác thật sự nằm ngoài dự kiến. Hạng mục 10 tỷ, con bà nó thật sự là làm cho người ta căm hận. Vương Tử Quân nghĩ đến Tần Hồng Cẩm, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Thế nhưng hắn chợt thấy Lâm Trường Công đang chú ý nhìn mình, hắn vội vàng thu lại nhân tâm. Nhưng Vương Tử Quân không biết Lâm Trường Công cũng đang cực kỳ quan tâm đến mình, những biến đổi trên gương mặt hắn đều bị đối phương thu vào mắt. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Tử Quân, trong lòng thầm oán vài câu. Lâm Trường Công là bí thư thị ủy. Hắn tất nhiên cũng không phải người kém thông minh. Nhưng hắn dù thông minh đến mức như thế Sơ Na Phô thì cũng không nghĩ rằng lần này mình hiểu sai tâm tư của Vương Tử Quân. Lâm Trường Công nghĩ rằng người trẻ tuổi bây giờ thật sự không nên xem thường, không nên quá chút tâm vào tướng mạo, cũng không nên quá chú trọng biểu hiện. Giống như Vương Tử Quân bây giờ, tuy bí thư Vương đỏ mặt nhưng khi ra tay thì thật sự là cực kỳ mạnh mẽ nham hiểm. Màn bắn pháo hoa ở thành phố Đông Bộ đã được tuyên truyền vài ngày qua. Thế nên hôm nay nhân dân thành phố ăn cơm sớm và rủ bạn bè đến hội chợ xúc tiến thương mại, chuẩn bị xem bắn pháo hoa. Đám người hối hả làm cho con đường lớn trở nên náo nhiệt, những người bán hàng rong tham gia càng làm cho đám đông thêm hỗn loạn, những âm thanh giao hàng vang lên thật sự náo nhiệt. Mau lên, đi chỗ khác mà buôn bán, cỗ này không được, nếu không sẽ bị tịch thu. Nhân viên thị trường thành phố Đông Bộ bắt đầu đi tuần. Khi âm thanh của bọn họ vang lên thì những tiếng náo loạn mới chấm dứt, xem như bừng ánh rạng đông. Còn bà nó, còn cho người ta sống nửa không? Đã tăng cả nửa tháng rồi, còn chưa được nghỉ ngơi nữa.
Sau khi đuổi một người bán chân gà nướng đi nơi khác, một nhân viên chấp pháp hơn 20 tuổi của đội quản lý thị trường chợt mở miệng nói bằng giọng rất bực tức. Tiểu Ngô, cậu cũng đừng ở đây mà cào nhau, mọi người không phải đều như nhau sao? Ôi, tự do thì không phải là người hầu, đắc là người hầu thì đừng hòng tự do. Một người đàn ông trung niên ở trong xe thở dài mỏi mệt nói. Tên cán bộ thanh niên có tính khí quật cường, càng không cho nói càng nói nhiều. Hắn cười đùa. Anh Hà, không cho đi về thì rõ ràng không được, anh nghe em nói này, bạn gái đã vài ngày không quan tâm đến em rồi, lần này tất cả là do anh phụ trách. Hừ, tôi sẽ nói với chị dâu của cậu, để cô ấy lưu ý cho, đàn ông sợ gì không lấy được vợ. Một người thường còn có vợ đẹp, huống hồ là một nhân viên quản lý thị trường như cậu. Anh Hà mở miệng dùng giọng đầy thiện ý nói. Anh Hà, anh làm anh thật sự không được, anh để cho chị dâu giúp đỡ, không phải đang muốn tôi và bạn gái chia tay sao? Anh sao không tranh thủ cho anh em về sớm đi ước hẹn với bạn gái được chứ? Anh Hà vỗ vỗ vai Tiểu Ngô nói. Cậu à, đừng ở đây mà đầu võ mồm, vợ anh Lỗ ở thành phố Sơn Viên, không phải cũng đã nửa tháng nay hai bên không gặp mặt nhau sao? Tiểu Ngô nghe thấy anh Hà nói đến anh Lỗ thì cười nói. Anh Hà, em và anh Lỗ không giống nhau. Cái gì mà không giống, con bà nó anh Lỗ người ta có thủ tục hợp pháp, bất đắc dĩ cách xa không đến được với nhau. Cậu thì khác, tuy không có thời gian quá nhiều nhưng lại ở gần, khi nào lên xe chạy qua một cái là xong. Anh Hà nói rồi dùng ánh mắt rất sâu sắc nhìn Tiểu Ngô. Cậu à, sau này đường còn dài, nên kiềm chế một chút. Không kiềm chế thì tôi cũng có thể chiến đấu được vài chục năm. Tiểu Ngô vừa cười xấu xa vừa nói. Anh Hà, anh đừng nói làm cho anh Lỗ phải ngại, vì ngoại hiệu của anh ấy là anh Triệt. Tiểu tử này dám mở miệng nói xấu, nếu anh Lỗ mà nghe được, anh ấy không cho cậu biết tay thì thật sự quá oan uổng. Tiểu Ngô nói lời vui đùa, thế là bầu không khí trong xe trở nên thoải mái hơn, nụ cười xuất hiện. Hai người nói với nhau thêm hai câu, Tiểu Ngô chợt nói. Anh Hà, anh nói xem khi nào thì bí thư Nguyễn kia đi. Trước kia khi bí thư Vương còn tại vị, dù có yêu cầu cao với chúng ta, thế nhưng không chú trọng tăng ca. Bây giờ thiên hạ là của họ Nguyễn, đã ra yêu cầu trong thành phố không được có hàng rong, anh nói xem có thể hoàn thành được sao. Con bà nó, cậu đừng quan tâm đến những thứ này, làm tốt việc của mình là được. Anh Hà ném cho Tiểu Ngô một điếu thuốc, sau đó cười nói. Nghe nói ngày mai là xong, tiểu tử cậu có thể đến với bạn gái được rồi. Thật vậy sao, ôi, thế thì quá tốt. Tiểu Ngô châm lửa cho anh Hà, sau đó cười nói. Tôi có thể chuẩn bị một chút xem đi đâu chơi, đúng rồi, mai tôi đưa cô ấy đến cô Yên Sơn. Cậu nói gì vậy, cô Yên Sơn tuy đẹp nhưng còn chưa khai phá du lịch, cậu đi xe đến đó rất lâu, cậu có thời gian sao? Tiểu Ngô sờ đầu cười hì hì, anh Hà lại mở miệng dặn dò. Cậu Ngô, đi dạo chơi trong thành phố, mua vài món ăn ngon, thế là tình cảm tăng tiến, không phải đầy khách sạn ra đấy sao? Chương 732, phía sau hào quang không là dơ bẩn cũng là đau thương. Có lẽ bây giờ cô Yên Sơn chưa có khách sạn, nhưng 2 năm sau thì sẽ có. Tôi nghe nói cô Yên Sơn là núi hoang ở thành phố La Nam, được bí thư Vương đẩy mạnh tuyên truyền. Hi hi, nghe nói có công ty bỏ ra 200 triệu để đầu tư, nếu như bí thư Vương vẫn là lãnh đạo thành phố Đông Bộ thì thật sự quá tốt rồi. Tiểu Ngô nói lời cảm khái thật sự lại lọt tai anh Hà. Anh Hà hít một hơi thuốc rồi cũng cảm khái. Nói ra cũng phải cảm tạ Bí Thư Vương, nếu không phải Bí Thư Vương khôi phục lại nhà máy Tâm Hương Y, chỉ sợ với chút tiền lương của tôi, vợ tôi lại không có việc làm ổn định, như vậy cuộc sống sẽ rất căng. Khi đó trong nhà muốn mua cá thịt cho con trai cũng phải khổ sở suy tính đấy. Được rồi, đừng kể khổ nữa anh, ai mà chẳng biết nhà vợ anh đều công tác trong nhà máy Tâm Hương Y. Đúng rồi, anh nói với chị nhà một câu. Nói rằng tìm một cô gái trong nhà máy giới thiệu cho tôi, tuy tôi không phải là sinh viên đại học nhưng cũng là cao đẳng, không tính là quá đẹp trai nhưng cũng không phải xấu. Tiểu Ngô vỗ vai anh Hà rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Anh Hà nhìn bộ dạng Tiểu Ngô, hắn cười ha hả nói. Được rồi Tiểu Ngô, đừng ăn trong nồi ngồi trong niêu nữa, bây giờ cậu đã tốt rồi, cũng nên lập gia đình. Hơn nữa cưới nữ công nhân nhà máy Tâm Hương Y thì cậu sẽ có áp lực đấy. Cậu cũng không phải không biết, tiền lương của người ta gấp đôi cậu, xem như cậu không có nhiều khí thế, chẳng phải cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng sao. Đây chính là kinh nghiệm của anh phải không? Có lẽ chị nhà cũng cưỡi lên đầu anh, xem như anh là đàn ông mà bị ép quá mức.
Anh Hà bị Tiểu Ngô trêu chọc giả vờ muốn đánh, nhưng đó lại là sự thật. Chỉ là hắn thích cuộc sống như vậy, hắn nhìn một nhà vui vẻ sống với nhau, tất nhiên sẽ là hạnh phúc. Tất cả đều nhờ công lao của Bí Thư Vương. Anh nói xem Bí Thư Vương hôm nay có tham gia buổi bắn pháo hoa hôm nay không? Tiểu Ngô dừng lời vui đùa, hắn trầm giọng hỏi. Anh Hà nói mà không cần nghĩ ngợi. Tất nhiên là có, nghe nói lần này có cả lãnh đạo Trung ương, Bí Thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh đến tham gia. Lúc này cần Bí Thư Nguyễn lộ mặt, tôi nghe nói hiệu quả kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ là rất tốt, hôm nay còn ký được hạng mục hơn 2 tỷ, ép thành phố Sơn Viên và An Dịch xuống vị trí cách biệt. Tiểu Ngô phất phất tay với một người bán hàng rong định bày hàng buôn bán, sau đó nói với anh Hà. Anh Hà không trả lời, hắn trầm ngâm một chút rồi mời khẽ hỏi. Hi hi, vậy cũng không thể, tôi cảm thấy Bí Thư Nguyễn sẽ không vui sướng được. Chuyện gì xảy ra sao? Thành tích tốt như vậy là cực kỳ có thể diện trước mặt lãnh đạo, anh ấy còn mất hứng cái gì? Anh Hà nói làm cho Tiểu Ngô có chút giật mình, thế là không khỏi hỏi lại. Thành tích tương đối tốt, cậu biết không, Lữ lão gia tử của tập đoàn Huyền Lục đã đến Đông Bộ. Anh Hà hút thuốc rồi dùng giọng cảm thán nói với Tiểu Ngô, đối với những người không có quá nhiều ý nghĩ trên quan trường như hắn, niềm vui thú lớn nhất chính là để cho người ta tôn kính mình. Tiểu Ngô là người muốn một bước tiến lên trời, hắn trước nay luôn phục sát đất với Lữ lão là một người tạo dựng sự nghiệp lừng lẫy từ hai bàn tay trắng. Thật hay giả vậy, Lữ lão đến thành phố Đông Bộ chúng ta sao? Tiểu Ngô dùng giọng khó tin nói. Còn không phải à, tôi gạt cậu sao? Anh Hà tương đối thỏa mãn với hiệu quả vào lúc này, hắn gật đầu cười đắc ý với Tiểu Ngô, sau đó chậm rãi nói. Cậu biết không, cậu em của tôi làm đầu bếp ở khách sạn Đông Bộ, có tin tức gì ở bên kia mà không nghe ngóng được. Đây là tin tức mà cậu ấy gọi điện thoại thông báo cho tôi vào giấc trưa. Thật vậy sao, tôi rất muốn có chữ ký của Lữ lão, ông ấy là thần tượng của tôi. Anh Hà hừ mũi một tiếng, hắn chỉ cười nhạt với chút tâm tư của Tiểu Ngô. Hắn là một người có chiều sâu tư tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không hùa theo nguyện vọng này với Tiểu Ngô. Tất nhiên bây giờ hắn không có năng lực này, loại người kia mình có thể tùy tiện tiếp xúc sao? Hắn nghĩ đến đây rồi nói. Này cậu, tốt xấu gì cậu cũng đã tham gia công tác nhiều năm, cậu có muốn chữ ký của Lữ lão không? Tôi sẽ nói cậu em ở khách sạn Đông Bộ giúp đỡ một chút, cũng không phải nói đùa. Tiểu Ngô cười hì hì, hắn dùng giọng bát quái nói. Lữ lão đến thành phố Đông Bộ không phải là chuyện vui vẻ rất lớn với Bí Thư Nguyễn sao? Hôm nay càng có nhiều người đến thì Bí Thư sẽ càng có thể diện. Cậu nói cũng đúng, nhưng cậu có biết không, người ta đến thành phố Đông Bộ cũng không phải vì hội chợ xúc tiến thương mại, mà là vì đầu tư một hạng mục. Anh Hà nói đến đây thì dùng giọng vui vẻ cố làm ra vẻ huyễn hoặc nói. Là đầu tư hạng mục ở thành phố La Nam. Anh nói Lữ lão đến vì Bí Thư Vương sao? Tất nhiên rồi. Ông say không phải vì rượu, tôi nghe nói đó là hạng mục trên chục tỷ. Nguyễn Trấn Nhạc khổ sở chuẩn bị nửa năm, cuối cùng lại may áo cưới cho người khác. Anh Hà cười hì hì nói. Anh so sánh rất hay, con bà nó, sao tôi nghe được tin tức này thì vui vẻ như vậy. Nếu biết Bí Thư Nguyễn đến thành phố Đông Bộ không thuận lợi như vậy, không bằng không đến, để cho Bí Thư Vương tiếp tục ở lại thành phố Đông Bộ thì hay hơn. Tiểu Ngô nói tất nhiên sẽ nhận được lời đồng ý từ anh Hà. Khi hai người thầm nói thì phía sau vang lên tiếng kèn, chợt thấy vị phó cục trưởng cục công thương chủ khảo nghiệp vụ chạy xe đến. Anh Hà là người cực kỳ thông minh, hắn tranh thủ thời gian nhìn khắp bốn phía xem có tình huống gì bất thường hay không. Sau đó hắn chạy đến trước xe của phó cục trưởng, báo cáo đại khái tình huống, tất nhiên lãnh đạo sẽ dặn dò bọn họ nhất định làm tốt công tác, bảo vệ bộ mặt thành phố, vài phút sau lãnh đạo phải đi đến chủ trì công tác bắn pháo hoa. Sau khi anh Hà vỗ ngực đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn mới đi về phía xe chấp pháp. Hắn nói với Tiểu Ngô. May mà tôi phát hiện kịp thời, chúng ta cũng không thể tiếp tục nói nhiều, cần phải công tác cho tốt, cũng không thể gây ra vấn đề, tôi nghe nói cả cục trưởng cũng phải lên đường tuần tra. Xem ra lãnh đạo cũng không muốn làm nơi trút giận của Bí Thư Nguyễn. Tiểu Ngô cảm khái nói một tiếng rồi chậm chậm lái xe đi trên con đường hỗn loạn, tiếp tục công tác của mình. 10 phút sau, tiếng loa vang lên, ánh đèn bừng sáng rực rỡ, đài chủ tịch sáng như ban ngày. Trúc Phu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ, là người chủ trì sự kiện ngày hôm nay, hắn bắt đầu giới thiệu các vị khách quý. Nhìn kìa, đó không phải là chủ tịch Vương sao? Vì sao anh ấy lại ở trên đài chủ tịch? Anh Hà chỉ vào Vương Tử Quân, sau đó khẽ hỏi.
Nhưng lúc này Tiểu Ngô cũng không trả lời, hắn chuyển mắt lên người thần tượng, sau đó dùng giọng kích động không thôi nói. Lữ lão có thể nói là nhìn qua rất tinh thần, hèn gì có thể dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Anh Hà chỉ cười thầm với tình huống không tiếp lời của Tiểu Ngô, hắn nhìn thoáng qua Lữ lão rồi nói. Cậu xem kìa, Lữ lão và Bí Thư Vương ngồi sát bên nhau, có phải lát nữa sẽ tuyên cáo hạng mục đầu tư chục tỷ kia không? Tôi thấy đây có lẽ là không phải, vì nó chỉ là một sự kiện bắn pháo hoa mà thôi. Tiểu Ngô nhìn thần tượng của mình rồi nói với anh Hà. Khi hai người anh Hà và Tiểu Ngô nói chuyện với nhau thì các vị lãnh đạo đứng trên đài bắt đầu phát biểu. Có lẽ vì đám người bên dưới chỉ chú tâm vào pháo hoa, thế cho nên không quan tâm lãnh đạo nói gì, sau 10 phút thì các vị lãnh đạo đã nói xong. Khi Hào Nhất Phong nói hai chữ bắt đầu bắn pháo hoa, một chùm pháo hoa đẹp đẽ bay lên. Anh đèn chợt tối hẳn đi, càng làm cho pháo hoa nổ tung trên bầu trời có thêm vài phần quyến rũ. Anh Hà, bên kia có người bán khoai lang. Tiểu Ngô quay đầu, chợt phát hiện tình huống. Anh Hà quay đầu nhìn rồi trầm ngâm giây lát nói. Người ta cũng xem pháo hoa, dù sao thì sự kiện pháo hoa cũng bắt đầu, thôi thì nhắm một mắt mở một mắt cho bọn họ. Tiểu Ngô khẽ gật đầu, ánh mắt hắn rời qua thần tượng của mình, chợt rơi lên người Nguyễn Chấn Nhạc. Dù cách khá xa nhưng Tiểu Ngô vẫn có thể thấy khá rõ biểu hiện của Bí Thư Nguyễn. Hắn ngẩng đầu nhìn, sau đó dùng giọng nghiêm túc hỏi anh Hà. Anh Hà, sao tôi cảm thấy lúc này Bí Thư Nguyễn có chút cô đơn thì phải? Nguyễn Chấn Nhạc quay về nhà ở khu thường ủy thành phố Đông Bộ thì đã là 11 giờ khuya. Tuy lúc này hắn rất mệt mỏi nhưng thứ làm cho hắn mệt mỏi hơn chính là tâm lý, nếu tất cả phát triển theo đúng kế hoạch thì có lẽ hắn sẽ phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất mệt mỏi, sự việc hôm nay thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, điều này càng làm hắn sinh ra cảm giác bị đòn cảnh cáo. Tuy áp lực này cũng không làm gì được hắn, nhưng hắn lại thấy rất không thoải mái. Không chỉ một lần Nguyễn Chấn Nhạc coi Vương Tử Quân là kẻ đối đầu trời sinh của mình, nhưng bây giờ ý nghĩ kia càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải lần nay Vương Tử Quân ầm ầm xuất hiện cực kỳ cường thế, chỉ sợ hội chợ xúc tiến thương mại lần này sẽ là của riêng Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng tất cả đã kết thúc, cuối cùng Nguyễn Chấn Nhạc mới biết mình không phải là nhân vật chính. Hắn cũng không cho rằng mình là nhân vật phụ, hắn lại cảm thấy mình giống như kẻ đóng thế. Khi tất cả chuẩn bị xong thì đột nhiên thay người lên sân khấu biểu diễn, cảm giác này cực kỳ không dễ chịu. Hắn nghĩ lại tình huống bữa tiệc tối, khi hắn rót rượu cho Lữ lão, đối phương đã cười nói, Bí Thư Nguyễn đừng khách khí, ngày sau chúng ta còn nhiều thời gian. Khi đó Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất khó khăn, trong lòng càng bừng bừng hương vị khó chịu. Hắn suy xét thật kỹ lời nói của Lữ lão, hắn cảm thấy nó có ý nghĩa rất sâu. Ngày sau còn nhiều thời gian, ngày sau này là cái ngày gì? Chỉ sợ sau khi tập đoàn Huyền Lục và Vương Tử Quân ký kết với nhau, bọn họ sẽ nổi lòng căm hận với mình ấy chứ. Bí Thư Nguyễn. Nguyễn Chấn Nhạc ngồi do dự trong xe khá lâu, cuối cùng lái xe cũng phải mở miệng nhắc nhở. Nguyễn Chấn Nhạc giật mình trong cảm giác không thoải mái, hắn nhìn thoáng qua lái xe rồi cười nói. Tiểu Trịnh, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Lãnh đạo còn ở trong khách sạn Đông Bộ, ngày mai cậu đến đón tôi sớm một chút, đồng thời tối nay cũng đừng tắt điện thoại. Bí Thư Nguyễn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ theo lời kêu gọi của ngài. Lái xe cũng không dám chậm trễ vì lời khách khí của Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi hắn nói vài câu, bị Nguyễn Chấn Nhạc thúc giục rời khỏi nhà bí thư. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn chiếc xe chạy đi như bay, hắn đẩy cửa bước vào nhà. Tiếng nhạc du dương vang lên rất quen thuộc giống như chào đón Nguyễn Chấn Nhạc vui vẻ về nhà, nhưng lúc này hắn cũng không muốn nghe bài hát sung sướng kia. Hắn đi về phía phòng khách. Vừa đi vừa vung tay tắt chiếc máy nghe nhạc ở bên cạnh. Chấn Nhạc, chẳng lẽ anh không thích nghe những bài này nữa sao? Tào Chân Nhi mặc một bộ áo tơ tằm mỏng dính đang nằm trên ghế salon, nàng chợt ngồi dậy. Tào Chân Nhi mặc áo ngủ, tóc xõa tung dưới ánh đèn, thật sự có vài phần quyến rũ. Nhưng khi nhìn vào miệng Tào Chân Nhi, Nguyễn Chấn Nhạc chợt cảm thấy ATANG lòng chậm rãi bùng lên dòng nước nóng, lúc này hắn giống như cảm thấy có thứ gì đó kẹt trong lồng ngực mình. Anh có chút mệt mỏi, mai còn phải đến khách sạn, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng bình tĩnh nói, nhưng lời nói lại làm cho lửa giận cho Ninh lòng bùng ra mạn mẽ hơn. Anh không phải mệt người mà là mệt tâm. Tào Chân Nhi đi đến bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, nàng nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói. Nếu anh để cho ông cụ thấy được bộ dạng vào lúc này, em nghĩ bọn họ sẽ cho rằng mình chọn sai người. Anh là Nguyễn Chấn Nhạc.
sao có thể thất bại và rơi vào tình huống này được. Cơ thể Nguyễn Chấn Nhạc có hơi lay động, biên độ rất nhỏ, chỉ có mình hắn mới nhận ra được, thế nhưng lúc này hắn lại thấy đỏ mặt. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, hắn dùng ánh mắt lanh lùng nhìn Tào Chân Nhi, sau đó hắn dùng giọng căm tức nói. Chuyện của anh không cần em quan tâm. Không cần em quan tâm, đây là lời của anh sao? Tào Chân Nhi không những lui mà còn tiến lên một bước. Trốn tránh là nhu nhược, sau này đường đi của anh còn dài, một Vương Tử Quân mà có thể dọa anh ra như vậy, sau này anh cũng đừng lăn lộn trong quan trường, tôi đề nghị cho anh về làm ruộng thì hay hơn. Nguyễn Chấn Nhạc đối mặt với bộ dạng gay gắt không chịu nhường của Tào Chân Nhi, hắn cảm thấy giống như có thứ gì chặn lại trong ngực, thật sự nói không nên lời. Hắn lăn lộn quan trường nhiều năm, hắn hiểu rõ, dù anh thuận buồn xuôi gió ngay ngược gió dong thuyền trong quan trường, anh cũng không thể kiếm thêm phiền phức từ phương diện hôn nhân. Anh còn chưa làm tốt công tác trong gia đình của mình, lấy gì để nói Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu động một chút thì trong gia đình đã phát sinh vấn đề, rõ ràng là không có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa trước mặt người ngoài thì Tào Chân Nhi luôn là một hình mẫu phụ nữ xinh đẹp thông minh dịu dàng hòa ái, có đầy đủ tố chất của một tiểu thư khuê các, Nguyễn Chấn Nhạc thật sự không thể nói gì hơn được. Không ai hiểu nổi khổ sở của hắn, nhìn qua thì hắn rất rạng rỡ, nhưng thực tế là thế nào thì kẻ ở bên trong mới biết rõ ấm lạnh, chỉ mình hắn tự biết, trên phương diện cảm tình thì hắn rất chán nản. Nói thật lòng, hắn thật sự cảm thấy mình mang theo vài phần cảm giác tang thương đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ. Mặc dù lần này hắn hàng không xuống nhận chức có rất nhiều người hâm mộ, chịu nhiều sự kỳ vọng của các lão tiền bối. Chương 733, chân ngựa cuối cùng cũng lộ ra. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc lại cảm thấy cuộc sống của mình hỏng bét, chỉ có thể nuốt một bụng chất đắng, cái gì mà nghệ thuật tiếp xúc với lãnh đạo, hàm dưỡng của bản thân, v.v. đều chỉ là mỡ bụng mà thôi. Hắn thật sự khó chịu, thật sự luôn cố gắng vì mỗi hành vi cử chỉ của mình đều liên quan đến hình tượng. Khi đến thành phố Đông Bộ, những ông lão ở thủ đô ép hắn phải đưa Tào Chân Nhi theo. Những cán bộ từ tuyến trung ương xuống địa phương nhận chức, nếu như không đưa phu nhân đi nhận chức, rõ ràng là cán bộ chim bồ câu, sớm muộn gì cũng bay đi nơi khác. Hễ là những cán bộ đi nhận chức có mang theo phu nhân, ít nhiều cũng để lại chút danh tiếng. Nhưng thật lòng thì Nguyễn Chấn Nhạc hy vọng chỉ cần Tào Chân Nhi đến vài ngày là được, sau đó nhanh chóng quay về thủ đô. Lúc này bên ngoài có lan truyền một câu vẻ thuận miệng về lãnh đạo, nói là cán bộ lãnh đạo thì vợ chồng ngủ riêng, lãnh đạo trao đổi sẽ là đổ dầu xe hơi, chồng ra ngoài tiêu sái, vợ ở nhà phong lưu. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nghĩ gì nhiều về phương diện này, hắn chỉ không muốn ồn ào với Tào Chân Nhi, không muốn nghe nàng nói nhiều, chỉ cần về nhà được ngủ yên là tốt rồi. Nhưng hôm nay trò cũ lại tái diễn, dù sao nói đi nói lại cũng là một câu thì thật sự không khác gì tra tấn. Nguyễn Chấn Nhạc áp chế cảm giác tức giận, trong đầu một mảnh mênh mang nhưng một lúc lâu sau mới tỉnh táo được. Hắn cảm thấy mình giống như một hạt cát trong bình, lắc qua lắc lại đục ngầu rồi để một lúc lâu mới chịu lắng xuống. Nguyễn Chấn Nhạc đi đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi về phòng ngủ. Nhưng hắn còn chưa đi đến phòng ngủ thì chợt nghe thấy Tào Chân Nhi mỉa mai sau lưng. Gặp mâu thuẫn thì người ta nghênh đón khó khăn, dùng trăm phương ngàn kế để giải quyết, anh thì sao? Anh cam tâm tình nguyện làm rùa đen rụt đập à? Bây giờ anh không muốn cãi vã với em. Nguyễn Chấn Nhạc nghiêng đầu đi chỗ khác dùng giọng lạnh lùng nói với Tào Chân Nhi. Anh nghĩ rằng em tình nguyện cãi vã với anh sao? Trong mắt Tào Chân Nhi chợt mang theo vài phần trào phúng. Không biết khi đó các cụ bị mù hay sao mà chọn một người như vậy, em nói cho anh biết, dù là con vua cũng không phải là cả đời bằng phẳng, chỉ có rèn luyện mới có thể đi xa hơn. Tào Chân Nhi nói ra những lời như vậy có nghĩa là gì thì Nguyễn Chấn Nhạc hiểu rất rõ, cho đến nay hắn cũng luôn yêu cầu mình như vậy, thậm chí hắn cho rằng mình là một cây tùng mọc trên đất đầy đá, đứng vững giữa khó khăn dù bao phong ba bão tố. Nhưng lúc này Vương Tử Quân là một âm hồn không tiêu tan, sau nhiều lần giao thủ thì Nguyễn Chấn Nhạc sinh ra một ảo giác rất lạ, đó là mình căn bản không phải cây tùng, áp lực từ đối phương quá lớn làm hắn khó thể lảng tránh, mà chính hắn cũng phải có lúc phải khom lưng. Nguyễn Chấn Nhạc vì thế mà cảm thấy rất bất an, hắn càng sinh ra ý nghĩ kỳ quái, cảm thấy mình đối diện với Vương Tử Quân như một con chuột ở trong hang, luôn phải trốn tránh, lo lắng, sợ hãi, xảo trá. Hắn lúc nào cũng phải đề phòng Vương Tử Quân ra tay, thế cho nên lúc nào cũng căng thẳng, hít thở dồn dập, cơ thể như hư thoát, mất đi hương vị. Nguyễn Chấn Nhạc chậm rãi nuốt khổ sở vào bụng, hắn dù sao cũng là Nguyễn Chấn Nhạc, hắn ngẩng đầu nhìn Tào Chân Nhi rồi lạnh lùng nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Anh biết rồi. Biết thì làm được cái gì? Tuy Vương Tử Quân rất mạnh, hơn nữa vượt xa dự đoán của em, nhưng sự việc hôm nay thật sự là cả em cũng không nghĩ đến. Không phải em không thừa nhận, người kia thật sự không phải bình thường. Tào Chân Nhi đứng trước mặt người đàn ông của mình, lại không kiệm lời ca ngợi một người đàn ông khác. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không nói gì, hắn chờ cho Tào Chân Nhi nói xong. Anh cũng không cần ủ rũ, hội chợ xúc tiến thương mại lần này tương đối thành công, nhìn vào phương diện này thì ít nhất anh cũng đã tổ chức thành công. Hơn nữa thành phố Đông Bộ có thành tích rõ ràng, vượt lên độ cao mới, ai cũng thấy rất rõ. Phương diện không vui duy nhất chính là Vương Tử Quân đoạt hết danh tiếng, kìm nén hào quang của anh. Nguyễn Trấn Nhạc thật sự đã sớm nghĩ ra lời nói tiếp theo của Tào Chân Nhi, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho phương diện người ta che giấu hào quang của mình, càng không muốn mình là sao phụ trợ cho người ta là ánh trăng. Nguyễn Trấn Nhạc không nói gì thêm, hắn lấy ra một điếu thuốc từ dưới ngăn kéo bàn trà. Tào Chân Nhi thấy hắn rút thuốc ra thì khóe mắt có vài phần chán ghét, nàng vô thức há miệng, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, thế nhưng cuối cùng cũng có thể nuốt những lời định nói vào trong bụng. Khói thuốc chậm rãi bay lên, trong phòng cũng không có đèn, chỉ có một tàn thuốc màu đỏ giống như một đốm lửa chốc chốc lại bừng sáng. Tào Chân Nhi đi vào phòng ngủ, thấy gương mặt đầy sầu khổ của chồng mình, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau và Nguyễn Trấn Nhạc hút thuốc trong phòng ngủ. Anh có rất nhiều cơ hội. Sau khi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, Nguyễn Trấn Nhạc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh của mình. Tào Chân Nhi phất phất tay xua khói, sau đó nàng thản nhiên nói. Anh còn rất nhiều cơ hội, thật sự là có rất nhiều cơ hội. Tuy lần này anh giao chiến và thua trên tay Vương Tử Quân, thế nhưng anh có người chèo chống mà Vương Tử Quân lại không, anh có những mối quan hệ mà anh ta không có, chỉ cần anh có thể tiếp tục kiên trì phát triển, em tin tưởng Vương Tử Quân sẽ vĩnh viễn đứng dưới háng của anh. Tào Chân Nhi nói chém đinh chặt sắt, Nguyễn Trấn Nhạc trầm mặc không nói một lời. Hắn nghĩ đến người chống lưng cho mình, thế là tâm tình đang rối loạn chợt bình tĩnh trở lại. Con đường làm quan giống như ngồi xe lửa, chỉ cần ngồi yên lặng một chút và chịu khó nhìn chung quanh, miễn cho người ta lợi dụng lúc anh ngủ gật hoặc chểnh máng để cướp tiền, công tác cũng giống như vậy, chỉ cần anh làm quan và cho ra vài thành tích để người ta ghét mắt nhìn, cần gì phải quan tâm đến Vương Tử Quân là người thế nào. Mình có thể tiến lên hay không? Điều này căn bản không liên quan đến Vương Tử Quân. Nhưng có một số việc không thể nào lảng tránh, gặp mặt Vương Tử Quân thì chính mình có cơ hội nắm chắc một ván hòa không? Tuy lần này Vương Tử Quân cực kỳ tỏa sáng nhưng trên thực tế cũng đã lộ ra sơ hở. Tào Chân Nhi là một người có thể hiểu được tâm tư ma quỷ của kẻ khác, khi Nguyễn Trấn Nhạc vừa sinh ra cảm giác yếu hèn, giọng điệu hấp dẫn của nàng chợt vang lên. Nguyễn Trấn Nhạc bị những lời nói của Tào Chân Nhi thu hút, ánh mắt hắn chợt co rút. Sau đó hắn tiến lên trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân có sơ hở gì? Anh có biết vì sao lần này tập đoàn Huyền Lục lại đến đầu tư ở thành phố La Nam không? Tào Chân Nhi dù hỏi nhưng lại không chờ Nguyễn Trấn Nhạc trả lời, nàng cười nói. Những năm qua người có tiền đầu tư đều được các nơi xem như thần tài, được người ta cung phụng, những người như Lữ Lão càng là thần tài trong thần tài. Nếu ông ta nói rằng có hạng mục lớn cần đầu tư, đừng nói là thành phố các anh, dù là các tỉnh cũng phải đâm đầu vào đàm phán. Anh nói xem, ông ta đáng giá vì một Vương Tử Quân để chạy đến dán mặt nóng vào mông lạnh sao? Chương 734, lãnh đạo nhảy mũi thì thuộc hạ đều quan tâm. Bí thư thị ủy, phó bí thư nắm khối tổ chức, trưởng phòng tổ chức thị ủy, hầu như đây là bộ ba lãnh đạo quyền lực mạnh mẽ ở phương diện tổ chức nhân sự. Bí thư thị ủy là lãnh đạo đứng đầu thành phố, tất nhiên sẽ là người nắm thế chủ động. Nhưng một khi phó bí thư nắm khối tổ chức và trưởng phòng tổ chức liên minh với nhau ngồi chung một băng ghế, biết đâu thế cục sẽ biến hóa, điều này sẽ tạo nên xu thế bị động với bí thư thị ủy. Lúc này bí thư Vương đã dựng lên uy tín rất cao, nhưng nếu muốn nắm nhân sự trong tay thì cũng phải thông qua phòng tổ chức để quán triệt ý chỉ của mình xuống bên dưới, không ít phương diện phải tiến hành ma sát với Lục Ngọc Hùng. Phương diện nhân sự ở thành phố La Nam là một chiếc bánh ngọt lớn. Nếu có người ăn nhiều hơn một phần thì phía bên kia tất nhiên sẽ ăn ít đi. Nhân sự là thứ mà ai cũng thèm thuồng, sẽ có người cam tâm tình nguyện ăn ít hơn sao? Thế cho nên lúc này thái độ của trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy là rất quan trọng. Tôn Chiêu Hy sẽ hướng về ai? Đồng chí Tân cũng không có ý nghĩ rõ ràng, tuy hắn cảm thấy khả năng Tôn Chiêu Hy nhào vào lòng bí thư Vương là rất lớn, hơn nữa có sự giúp đỡ của bí thư thị ủy thì Tôn Chiêu Hy hoàn toàn có thể công khai tất cả trên mặt bàn. Nhưng đồng chí Tân cũng hiểu những chuyện trên quan trường khó thể nào suy đoán được.
Vương Tử Quân đã đến thành phố La Nam được nửa năm, lúc này phương diện điều chỉnh nhân sự đã ở vào thế phải làm, nếu lúc này lại không có được một trưởng phòng tổ chức khống chế cục diện, như vậy sẽ rất bất lợi với Bí Thư Vương. Chí Tân, vài tháng qua anh đã vất vả nhiều rồi, nhưng trước khi anh đi, còn phải giúp tôi một việc. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phương xa, sau đó trầm giọng nói với đồng chí Tân. Bí Thư Vương, nói thật là tôi cảm thấy làm thư ký ở bên cạnh ngài thì hay hơn, nếu không thì ngài lại phái một người nào đó ra chỉ huy đường cao tốc, để tôi theo ngài một thời gian nữa. Đồng chí Tân nhìn vào mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng chân thành nói. Đồng chí Tân cũng không phải nói lời khách khí, hắn lúc này thật sự không muốn rời khỏi bên cạnh Vương Tử Quân. Tuy vị trí tổng chỉ huy thiết kế xây dựng đường cao tốc là rất tốt, không những quyền lực lớn còn nhanh chóng cho ra thành tích. Chỉ cần mất một năm rưỡi là thành phố La Nam sẽ thông xe đường cao tốc Sơn La, đến lúc đó luận công nhận thưởng, cho dù hắn không thể dựa vào nó để được đề bạt lên vị trí lãnh đạo thành phố, thế nhưng ít nhất cũng có thể tiến lên một bước. Sau khi làm thư ký cho Vương Tử Quân vài tháng, đồng chí Tân thật sự tình nguyện muốn đi theo làm thư ký cho Bí Thư Vương. Hắn cảm thấy làm thư ký cho Bí Thư Vương còn thoải mái hơn cả lãnh đạo xây dựng đường cao tốc Sơn La. Vương Tử Quân cười cười nói. Được rồi, anh cũng đừng nói nhiều nữa, đường cao tốc Sơn La là hạng mục cực kỳ quan trọng của thành phố La Nam, nó liên quan đến phương diện phát triển sau này của cả thành phố, tôi không giao cho anh thì cho ai. Có một số việc hai bên thầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng nói ra lại làm cho đồng chí Tân cảm động, hắn hiểu lúc này Bí Thư Vương cũng không xem mình là người ngoài. Bí Thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không cho ngài thất vọng. Đồng chí Tân dùng giọng cảm kích nói với Vương Tử Quân. À, tôi cũng nắm chắc tâm lý này, tôi tin tưởng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Nhưng trước khi đi tôi cần anh tìm giúp cho tôi một thư ký. Vương Tử Quân nhìn đồng chí Tân rồi cười nói tiếp. Phạm vi không cần cực hạn là văn phòng thị ủy, có thể là các đơn vị ban ngành trong thành phố, thậm chí là các quận huyện bên dưới cũng được. Tôi chỉ có một yêu cầu. Tuyển thư ký chứ không phải tuyển người đến xách cặp cho tôi. Đồng chí Tân cảm kích lòng tín nhiệm của Vương Tử Quân với mình, đồng thời trong lòng cũng thầm đổ mồ hôi. Tuy Vương Tử Quân cho mình phạm vi rất rộng, hơn nữa chỉ cho ra một yêu cầu, thế nhưng muốn tuyển một người phù hợp với yêu cầu như vậy cũng là không dễ dàng gì. Nhưng dù không dễ dàng thì hắn vẫn không thể không làm tốt, hắn biết rõ đây là Vương Tử Quân ném cho mình một lợi ích lớn, là lợi ích làm tốt mối quan hệ với thư ký mới của lãnh đạo. Bí Thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng việc này. Đồng chí Tân trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng đảm bảo. Vương Tử Quân cười cười, hắn định lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên, nhưng người lấy điện thoại ra là đồng chí Tân. Lúc này đồng chí Tân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, là thư ký trưởng Kim. Anh nghe máy đi. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Chí Tân, Bí Thư Vương đang ở đâu vậy? Vừa mới nghe máy thì âm thanh của thư ký trưởng Kim Điền Lạc đã vang lên bên tai. Kim Điền Lạc tuy chỉ hỏi một câu nhưng đồng chí Tân hiểu rõ lúc này thư ký trưởng đang có ý nghĩ gì. Lúc này Kim Điền Lạc thật sự có thể nói là theo sát tiến độ của Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân đi ra ngoài mà không đưa thư ký trưởng Kim theo, thế nên thư ký trưởng có chút bất an, vì vậy không khỏi gọi điện thoại đến hỏi han. Đồng chí Tân đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, khi thấy Bí Thư Vương gật đầu thì mới nói. Thư ký trưởng Kim, tôi và anh Vương đến phía tây thành phố đón người. À, cậu vất vả rồi. Kim Điền Lạc tuy không nói gì trong điện thoại nhưng giọng điệu rất thất lạc. Đồng chí Tân nghe thấy tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn thừa cơ hội này để đem những gì mình đã chuẩn bị khi tiếp nhận vị trí chỉ huy xây dựng đường cao tốc Sơn La nói cho Vương Tử Quân. Dù sao bây giờ hắn cũng là thư ký của Bí Thư Vương. Lãnh đạo Trình là người giúp đỡ lớn nhất với công tác của hắn. Vương Tử Quân rất đồng ý với những ý nghĩ công tác của đồng chí Tân, thế nhưng cũng đưa ra vài yêu cầu, đó chính là dưới điều kiện tiên quyết đẩy nhanh tiến độ công tác, nhất định phải làm tốt công tác đền bù giải tỏa cho dân. Đường cao tốc Sơn La không những phải xây dựng nhanh chóng, còn phải có điều kiện tiên quyết là ổn định áp đảo tất cả. Khi hai người nói chuyện với nhau, 10 phút vô tình trôi qua, Vương Tử Quân lại nhìn đồng hồ. Chợt thấy một chiếc xe màu đen chạy đến từ xa. Đồng chí Tân nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, hắn chợt hiểu vì sao vừa rồi mình sinh ra cảm giác sai lầm. Khi xe dừng lại ở bên đường thì Kim Điền Lạc từ trong xe đi ra, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Bí Thư Vương, vừa rồi tôi có chút việc, không có mặt ở thị ủy.
Chương 735, chúng ta đoàn tụ. Vương Tử Quân nghe lời giải thích của Kim Điền Lạc, hắn hiểu ý nghĩ của vị thư ký trưởng này. Hắn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, cũng không tiếp tục lên tiếng. Khi Kim Điền Lạc cảm thấy có chút khó hiểu thì chợt nghe thấy tiếng còi hơi vang lên, một chiếc xe màu đen giống hệt như của Kim Điền Lạc chợt chạy đến dừng lại bên cạnh xe của Kim Điền Lạc. Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân vừa đẩy cửa bước ra vừa nói. Bí thư Vương, vừa rồi tôi nghe các đồng chí cục công an nói anh đến đây kiểm tra công tác, vừa vặn tôi cũng muốn đi xem công tác xây dựng tòa án, thế là tiện đường chạy đến, anh xem có nên để Mễ Hoa Lâm báo cáo hay không. Tống Ích Dân dù nói mình vô tình gặp mặt lãnh đạo, thế nhưng đám người nơi đây đều hiểu đó chỉ là cái cớ. Thậm chí đồng chí Tân còn suy đoán xem có phải là Tống Ích Dân vừa nghe nói Vương Tử Quân ở chỗ này thì đã vội vàng chạy đến hay không. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân càng trở nên bất đắc dĩ, mình không ở trong phòng mà ra ngoài này đón người, không ngờ lại làm cho Tống Ích Dân và Kim Điền Lạc sinh ra hiểu lầm như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu thái độ của hai người kia, đặc biệt là của Kim Điền Lạc. Bình thường mình đi ra ngoài đều đưa Kim Điền Lạc theo, đều có mặt thư ký trưởng Kim ở bên cạnh. Bây giờ mình đưa theo đồng chí Tân ra ngoài đầu đường đón người, khó tránh khỏi tình huống thư ký trưởng Kim nghĩ này nọ. Vương Tử Quân khoát tay áo với Tống Ích Dân, hắn trầm giọng nói. Bí thư Ích Dân, tôi đến đây kiểm tra công tác, anh cũng đừng làm cho các đồng chí cục công an phải chạy tới chạy lui náo loạn, cứ để bọn họ thực hiện công tác của mình là được. Tống Ích Dân đồng ý một tiếng, hắn cầm điện thoại lên gọi cho cục trưởng cục công an Mễ Hoa Lâm, nhưng vừa nói được hai câu thì đã phải cười nói. Bí thư Vương, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Mễ Hoa Lâm nói là đã đến rồi, anh xem. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Tống Ích Dân, chợt thấy một chiếc xe cảnh sát từ phương xa chạy đến như bay. Hắn nhìn chiếc xe cảnh sát kia mà càng thêm nhức đầu. Đồng chí Tân không biết Vương Tử Quân tiếp đón người nào, thế nhưng lúc này thấy có nhiều người xuất hiện, hắn cũng hiểu sự việc hôm nay có chút phiền toái. Nhưng hắn chỉ là một thư ký, bây giờ có nhiều lãnh đạo ở đây, hắn cũng không tiện tỏ thái độ. Lát sau Mễ Hoa Lâm xuống xe rồi đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn chào một cái theo thói quen, giọng điệu rất lớn. Bí thư Vương, Cục Công an thành phố đang giám sát xây dựng một đồn công an, cố gắng hoàn thành trong thời gian một tháng, coi như hộ tống thành phố phát triển kinh tế, Mễ Hoa Lâm mong Bí thư Vương cho ra chỉ thị. Tốt, ổn định là đại sự, ổn định áp đảo tất cả, hoàn cảnh phát triển kinh tế là cực kỳ quan trọng, Cục Công an nhất định phải phối hợp tốt với các phương diện công tác. Phải làm tốt hoàn cảnh thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân cực kỳ muốn nói Mễ Hoa Lâm không cần đến đây, thế nhưng người ta đã có mặt và báo cáo, còn nói được gì nữa? Không phải chối bỏ tính tích cực công tác của người ta sao? Toét, toét, tiếng kèn xe hơi vang lên, chợt thấy Chủ tịch Lý Quý Niên và Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Duệ từ trên một chiếc xe bước xuống. Còn chưa đi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì Lý Quý Niên đã cười nói. Bí thư Vương, thật sự trùng hợp. Anh cũng đến kiểm tra tình huống đập chứa nước sao? Tôi và Chủ tịch Hà nghĩ rằng đến kiểm tra đập chứa nước và báo cáo với ngài, vừa vặn gặp mặt ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân bắt tay Lý Quý Niên, thật sự cảm thấy hết chỗ nói. Hắn thật sự không ngờ mình chỉ là không nhìn được chút kích động mà cho ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Lý Quý Niên đã nói như thế, hắn chỉ có thể gật đầu nói tốt. Mọi người đứng nói chuyện với nhau, đúng lúc một chiếc xe Việt dã màu trắng chạy đến như bay. Vương Tử Quân đang nói chuyện với Lý Quý Niên, khi thấy chiếc xe Việt dã chạy đến thì tiến lên nghênh đón. Xe quân dụng, Vương Tử Quân đến đón ai vậy? Khi mọi người đang thầm suy đoán thì đã thấy cửa xe mở ra, một người phụ nữ tuy không mặc quân trang nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác anh hùng khí khái đi xuống xe. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân với nhóm người tiền hô hậu ủng mà khẽ nở nụ cười, lúc này Vương Tử Quân cũng nở nụ cười bất đắc dĩ với Mạc Tiểu Bắc. Vốn hắn rất kích động vì được gặp vợ. Bây giờ thuộc hạ kéo đến quá đông, hắn đành phải áp chế cảm giác trong lòng. Khi thấy Vương Tử Quân đi ra nghênh đón một người phụ nữ trẻ đẹp, đám người thành phố La Nam cảm thấy có chút xấu hổ, giống như thật sự rất muốn tìm một chiếc lỗ nào đó để chui xuống. Đặc biệt là thư ký trưởng Kim Điền Lạc, hắn càng cảm thấy vã mồ hôi lạnh. Nếu như người phụ nữ kia là người tình của Vương Tử Quân, Bí thư Vương muốn che giấu tai mắt mọi người đến đây nghênh đón, chính mình không những không hiểu ý còn chạy đến. Không phải là vỗ mông ngựa lên đùi ngựa sao? Hắn nghĩ đến hậu quả biến hay thành dở của mình, thế là chợt cảm thấy lòng trung thành của mình đã làm ra chuyện xấu. Chủ tịch Lý, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là vợ của tôi, tên là Mạc Tiểu Bắc.
Lúc này cô ấy được phái đến công tác ở phân khu thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt đám người chung quanh, thế là vội vàng lên tiếng giải vây. Lý Quý Niên có chút không biết phải làm sao, hắn cũng không ngờ mình căng thẳng chạy đến, trên đường thúc giục lái xe chạy như bay, nóng lòng như lửa đốt chạy đến đây, rõ ràng lại gặp phải tình huống này. Vương Tử Quân đi đến đây nghênh đón một người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ này lại xinh đẹp chói mắt, chỉ có thể nhìn, khó thể nhìn thẳng. Đón phụ nữ, Lý Quý Niên biết rõ, nhưng mấy ai hiểu cho rõ, đây là điều tuyệt đối không nên nói ra ngoài. Lúc này nhóm mình ở đây gặp được nhân tình của Vương Tử Quân, làm sao cho phải đây? Lý Quý Niên nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân cực kỳ hùng mạnh, dục vọng khiêu chiến Vương Tử Quân từ khi mới đến thành phố La Nam đã được hắn chôn giấu từ sâu trong lòng, bây giờ thấy người phụ nữ trẻ tuổi kia thì giống như bừng bừng bùng phát. Nhưng sau khi nghe Vương Tử Quân mở miệng giới thiệu, hắn thành thật áp chế dục vọng của mình. Đây là Mạc Tiểu Bắc vợ tôi, sau khi nghe câu giới thiệu rõ ràng sáng tỏ như vậy thì gương mặt cứng nhắc của Lý Quý Niên đã nở nụ cười sáng lạn. Hắn muốn vươn tay ra, thế nhưng khi nhìn người phụ nữ xinh đẹp như hoa, lại cảm thấy mình đưa tay ra là đường đột, thật sự không hay. Hắn dứt khoát dùng bất biến đối ứng với vạn biến, chỉ đứng nở nụ cười mà thôi. Sau đó hắn mới dùng giọng chân thành nói. Đồng chí Tiểu Bắc, chào mừng chị đến thành phố La Nam. Chị đến thật sự là cho chúng tôi một viên thuốc an thần, Bí Thư Vương vì thành phố Đông Bộ mà cả ngày bận rộn, công tác rất vất vả, thật sự cần có một người đến quan tâm chăm sóc. Lý Quý Niên mở miệng thì đám người chúng quanh cũng xem như bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ đây là cơ hội nịnh hót rất hiếm có. Thì ra đó là vợ của Bí Thư Vương, thế là tình huống tiền hô hậu ủng hôm nay tuy có chút phô trương nhưng thật sự là không có vấn đề. Chương 736, một gần thì kiêu ngạo, xa thì oán giận. Vương Tử Quân nở nụ cười nói với Tiểu Na. Chào Tiểu Na, sau này nếu tôi và Tiểu Bắc có bận rộn thì làm phiền cô trông Tiểu Bảo dùm. Tiểu Na nở nụ cười ngượng ngùng, nàng cúi đầu thấp hơn vài phần. Vương Tử Quân thấy cô gái kia đỏ mặt, thế là cảm thấy rất hài lòng. Khi Mạc Tiểu Bắc đến thì hắn cũng muốn tìm một người trông con, thế nhưng công tác quá bận rộn, hắn còn nhiều quyết sách cần cho ra chỉ thị, thế nên định chờ Tiểu Bắc đến rồi nói. Cuối cùng vẫn là ông cụ suy nghĩ chu đáo, đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện này. Trên đường đi cũng không phải thích hợp nói chuyện, Tiểu Lý xin chỉ thị của Vương Tử Quân, sau đó chạy xe về phía khu nhà thị ủy. Tiểu Lý là người thành phố La Nam, hắn tương đối quen thuộc tình hình giao thông ở thành phố La Nam, thế là chỉ sau 10 phút lái xe thì đã đi đến khu nhà thị ủy. Tuy nhà của Bí Thư Vương không phải là nhà mới, thế nhưng vì phu nhân của Bí Thư đến, vì vậy mà đám người trong phòng quản lý sự vụ cơ quan được một phen chạy loạn. Vài vị phó phòng bận rộn trước sau, cuối cùng mới thu dọn một căn nhà trong khu nhà dành cho cán bộ thị ủy, điều này làm cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thở dài một hơi. Gió mát thổi lên, không khí dịu dàng thoáng đãng, Vương Tử Quân khẽ ôm lấy Mạc Tiểu Bắc ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn nhà. Tiểu Bảo Nhi nằm trên một chiếc xe nhỏ, có một tấm vải sa mỏng che đậy tiểu tử này lại. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hồng hào của con mình khi ngủ, không khỏi cảm thấy tràn đầy ấm áp. Nếu so sánh với Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc đang dựa vào vai hắn, nàng đang ngủ. Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác kỳ quái, hắn biết vợ mình chăm con mệt mỏi, thế nhưng không dễ ngủ như vậy đấy chứ. Hơn nữa đây cũng không phải là phong cách của nàng. Một lúc lâu sau Vương Tử Quân đánh thức Mạc Tiểu Bắc, nàng nói trên người hắn có một mùi vị đặc trưng, gối đầu lên rất thoải mái. Vương Tử Quân không nói cho nàng biết, thậm chí nước miếng của nàng còn nhiễu cả lên người hắn. Vương Tử Quân ngược lại rất thích nhìn Mạc Tiểu Bắc như vậy, hắn thích nhìn bộ dạng khờ khạo ngốc nghếch của nàng, tất nhiên cơ hội này là không nhiều, vì nàng quá thông minh. Màn đêm lặng lẽ trôi qua, bóng tối như một tấm màn vô tận che phủ tất cả vạn vật. Vương Tử Quân thức dậy đúng 7 giờ sáng, khi hắn thức tỉnh thì thấy ở bên cạnh mình là con trai mập mạp đang ngủ say sưa trên nôi, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Tối qua hắn bị con trai đánh thức lúc nửa đêm, thế là hắn mới đặt nôi ở bên cạnh và mở miệng tự biên tự diễn một bài dân ca, cuối cùng mới có thể du con trai vào giấc ngủ. Anh tranh thủ rửa mặt ăn điểm tâm. Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ trang phục ở nhà rón rén đi vào trong phòng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng ánh mắt yêu thương nhìn con, sau đó vội vàng thức dậy. Hắn đơn giản đi rửa mặt, sau đó thấy trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa sáng nóng hôi hổi. Một tô cháo vàng óng ánh, trứng gà luộc, bánh bao nhỏ, sữa, còn có cả một dĩa rau. Điều này không khỏi làm hắn cảm khái là có vợ ở bên cạnh thật sự khác hẳn, hắn tiến lên định hôn vợ một cái,
thế nhưng thấy ánh mắt của nàng nhìn mình thì dừng lại. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Na đang đoan chính dọn thức ăn lên bàn, thế là không khỏi thè lưỡi nở nụ cười. Trước tiên hắn ăn trứng gà luộc, cảm thấy ngon hơn tự mình làm rất nhiều, sau đó lại ăn một chén cháo, cảm thấy rất thoải mái. Bình thường hắn ăn khá chậm, hôm nay hợp khẩu vị, lại ăn vui vẻ, thế cho nên nhanh chóng xử lý chén cháo trong tay. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười nói, anh ăn nhanh như vậy làm gì? Vương Tử Quân nở nụ cười ngại ngùng, hắn cố ý ăn chậm một chút, nhưng dù thế nào thì cũng nhanh hơn Mạc Tiểu Bắc. Hai người ăn cơm, sau đó nhìn nhau cười, Mạc Tiểu Bắc khẽ cúi đầu nói. Thấy anh ăn nhiều như vậy, em cảm thấy rất vui, trước kia em thật sự quá khờ, vì công tác mà bỏ quên cả chồng. Vương Tử Quân chợt phát hiện vợ mình sau khi có con thì biến đổi rất lớn, thì ra đây mới chính là thứ quan trọng nhất. Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, tất nhiên sẽ không có ai dám quản giờ đi làm của lãnh đạo. Nhưng hắn là bí thư thị ủy, thật sự có khá nhiều việc cần phải giải quyết, không có tình huống đặc thù thì hắn căn bản sẽ luôn làm gương tốt, mỗi ngày đều đi làm từ sớm. 7 giờ 50 đồng chí Tân và lái xe đã đến dưới lầu, khi thấy Vương Tử Quân ra khỏi nhà thì đồng chí Tân nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe giúp lãnh đạo. Lái xe cũng tràn đầy nụ cười. Ngày hôm qua thư ký trưởng Kim đã nói chuyện với hắn, dù không được làm lái xe cho bí thư Vương, điều này làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng hắn lại được xuống làm một phó khoa của phòng quản lý sự vụ cơ quan, xem như là lựa chọn tốt. Từ khu nhà cho cán bộ thị ủy đến đơn vị mất hơn 5 phút đi xe, trên đường đi Vương Tử Quân khích lệ lái xe đến đơn vị mới cần làm cho tốt, có việc gì cần cứ đến phòng làm việc của hắn. Lái xe tất nhiên sẽ không động một chút là đến tìm gặp Vương Tử Quân. Thế nhưng lời căn dặn của Bí Thư Vương thật sự làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Những lời này được Bí Thư Vương nói ra, rõ ràng mình làm lái xe nửa năm qua cũng không quá uổng công. Bí Thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, công tác thật tốt, không làm ngài xấu hổ. Lái xe kích động nói ra vài lời, cuối cùng vì gấp rút mà thật sự cảm thấy khó hít thở. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ vỗ lên vai lái xe, xem như một lời cổ vũ. Vương Tử Quân cảm thấy không hài lòng với viên lái xe này, có một lần hắn đến thành phố Nam Phương công tác, buổi tối muốn đến dùng cơm với Tần Hồng Cầm. Sau khi xong việc công thì hắn nói buổi tối đến nhà bạn chơi, không cần đồng chí Tân đi cùng, chỉ cần cho lái xe đến đưa đi một đoạn là được. Đồng chí Tân gật đầu cười cười, hầu hạ hắn lên xe. Đồng chí Tân cũng rất thức thời, đứng chờ mãi đến khi xe chạy đi thật xa. Vương Tử Quân nhìn lại, thấy đồng chí Tân đứng nơi đó. Giống như phía sau xe có ánh mắt đang nhìn mình. Vương Tử Quân ngồi vào trong xe, đồng chí Tân quay đầu bước đi ngay giống như sẽ sợ bất kính với lãnh đạo. Sau đó đến khu nhà Tần Hồng Cẩm, Vương Tử Quân đi xuống xe, hắn muốn đến khách sạn dùng cơm tối, sợ có vấn đề nên cố ý bắt xe chạy đi. Tần Hồng Cẩm là người phụ nữ thông minh, nàng có thể dễ dàng tìm được hắn. Vương Tử Quân đi ra khỏi khu nhà thì thấy xe mình vẫn chờ, hắn thật sự có chút mất hứng nhưng không phát tác. Lái xe thấy hắn thì đi ra mở cửa xe, Vương Tử Quân nói. Cậu vất vả rồi, thật ra đây đến khách sạn cũng không bao xa, tôi vừa ăn cơm xong, muốn đi tản bộ, cậu cũng không cần đến đón, nếu cần xe tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Chương 736-2, gần thì kiêu ngạo, xa thì oán giận. Lái xe dùng giọng cẩn thận nói. Tôi gọi điện thoại cho ngài không được, gọi điện thoại vào khách sạn không ai nghe máy, thế nên dứt khoát đến đây chờ ngài. Lái xe cũng xem như trung thành tận tâm, tất nhiên không thể trách được, nhưng điều này lại làm Vương Tử Quân không thoải mái, hắn cảm thấy người này không thông suốt hiểu ý như đồng chí Tân. Sau này có một thương nhân hỏi lái xe xem Vương Tử Quân đang ở đâu, ngày hôm đó Vương Tử Quân đi làm, hắn đang ngồi xem báo trong phòng làm việc, lái xe chợt đi vào. Từ buổi sáng lúc đó bí thư Vương thì hắn giống như e ngại đồng chí Tân mà không lên tiếng, bây giờ đến phòng làm việc của lãnh đạo lại tỏ ra thần bí nói. Bí thư Vương, có một thương nhân hỏi tôi rằng ngài đang ở chỗ nào, tôi nói bí thư Vương có nhắc nhở, có gì cứ đến phòng làm việc tìm anh ấy. Vương Tử Quân nói, tốt, cậu làm rất tốt, không nên nói với ai, đó là quy củ. Lái xe lại nói có nhiều người hỏi nhưng tôi không nói gì. Vương Tử Quân nhắc lại lần nữa, tốt, cậu làm rất tốt. Sau đó lái xe mới đắc ý bỏ đi. Có lẽ vì nghĩ rằng mình được Vương Tử Quân tín nhiệm nên khi đi đường có bộ dạng ưỡn ngực ngẩng đầu rất khí thế. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy mất vui, đi theo bên cạnh lãnh đạo nếu chỉ có lòng chung là chưa đủ. Hắn thật sự có ý nghĩ muốn đổi người, đúng lúc Tiểu Bắc đưa một người từ thủ đô đến,
vậy là hắn dứt khoát mượn cớ đổi lái xe. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc, hắn uống xong một ly trà thì Kim Điền Lạc đi vào. Thư ký trưởng Kim ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Vương Tử Quân theo thói quen rồi nói. Bí thư Vương, ngày hôm qua chính ủy phân khu gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn đi hoan nghênh trung tá Mạc đến thành phố La Nam. Tôi thấy anh vừa đoàn tụ với vợ, thế cho nên để anh ấy hai ngày sau hãy nói đến chuyện này. Thư ký trưởng Kim, anh làm rất tốt, nhưng làm phiền anh nói với đồng chí chính ủy, nói là Tiểu Bắc còn phải nghỉ ngơi hai ngày, sau khi sắp xếp xong chuyện nhà cửa sẽ đi làm. Vương Tử Quân ném một điếu thuốc cho Kim Điền Lạc rồi khẽ nói. Mạc Tiểu Bắc là việc tư của Vương Tử Quân, loại chuyện này nên giao cho Kim Điền Lạc đi thực hiện, điều này làm cho Kim Điền Lạc sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Trong thể chế quan trường thì tất cả mọi người đều biết rõ lãnh đạo giao việc tư cho anh chính là cực kỳ tín nhiệm anh, Kim Điền Lạc là người kiên định đi theo Vương Tử Quân, tất nhiên hắn càng tỏ ra cực kỳ vui mừng với sự kiện này. Sau khi đơn giản báo cáo những công tác ngày hôm nay ở thành phố La Nam cho Vương Tử Quân, Kim Điền Lạc cười nói. Bí thư Vương, hôm qua tôi đã nói ý kiến của ngài với trưởng phòng Tôn, anh ấy cực kỳ đồng ý với ý kiến của anh. Anh ấy nói bây giờ cán bộ thành phố La Nam nên được điều động, anh ấy kiên quyết quán triệt ý chỉ của thị ủy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, những ngày qua cũng không có động tác điều động nhân sự gì lớn, hắn cũng không có liên lạc gì nhiều với Tôn Chiêu Hy. Lúc này Tôn Chiêu Hy lại tỏ thái độ nghe đàn biết nhạc, điều này không khỏi làm hắn thoải mái hơn rất nhiều. Tôn Chiêu Hy nói sẽ quán triệt ý chỉ của thị ủy, chẳng khác nào trưởng phòng Tôn cho thấy nhất định sẽ quán triệt ý chỉ của Vương Tử Quân. Đây là một tín hiệu tích cực, nói rõ Tôn Chiêu Hy muốn dựa về phía Vương Tử Quân. Nắm quyền nhân sự chính là một công tác trọng điểm của Vương Tử Quân trong thời gian gần đây. Tuy hắn thu được những thành tích cực kỳ lớn ở phương diện phát triển kinh tế, nhưng hắn là một bí thư thị ủy. Điều hắn cần làm nhất chính là khống chế quyền nhân sự trong lòng bàn tay của mình. À, trưởng phòng Chiêu Hy có gọi điện thoại cho tôi, lát nữa hai anh bàn luận với nhau cho tốt. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi cười nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cười cười, cũng không tiếp nhận câu chuyện. Hắn biết rõ lúc này mình căn bản không phù hợp phát biểu ý kiến. Hắn thầm khen Tôn Chiêu Hy phản ứng nhanh nhạy, sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, trước khi ngài cho ra điều chỉnh nhân sự tốt nhất nên trao đổi thoáng qua với Bí thư Lục, trước kia anh ấy là người rất có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ gật đầu uống trà. Kim Điền Lạc cũng không tiếp tục ở đề tài này, hắn đã biểu đạt ý kiến của mình, tất nhiên đúng điểm là dừng. Hắn đã cho rằng mình là người của Vương Tử Quân, thế nhưng có những lời nói cũng không nên quá mức. Dù sao một sự việc cũng không nên nói quá rõ ràng. Kim Điền Lạc tin tưởng mình đã làm cho Vương Tử Quân phải đề phòng Lục Ngọc Hùng, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu ý. Tuy hắn có lòng tin với Vương Tử Quân, bây giờ Tôn Chiêu Hy lại dựa về phía Vương Tử Quân, tất cả nhìn qua có vẻ rất hoàn mỹ. Thế nhưng hắn là cộng sự của Lục Ngọc Hùng nhiều năm, hắn không cho rằng Lục Ngọc Hùng sẽ trơ mắt nhìn quyền nhân sự rời khỏi tay mình. Dù sao có rất nhiều người đi theo Lục Ngọc Hùng, rất nhiều người muốn được tấn chức. Nếu Lục Ngọc Hùng không làm được điều này, chỉ sợ sẽ không có nhiều người đi theo hắn như vậy. Khi Vương Tử Quân chưa đến thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng luôn là người đứng thứ ba, thế nhưng Trình Tự Học còn phải ẩn nhẫn với Lục Ngọc Hùng, bây giờ Lục Ngọc Hùng sẽ làm thế nào? Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Điền Lạc, ánh mắt hắn rơi lên gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, cuối cùng chuyển chủ đề sang phương diện khác. Hắn báo cáo thêm vài hạng mục công tác, sau đó mới rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dù không mở miệng nhưng hắn cũng không phải không quan tâm đến lời nhắc nhở của Kim Điền Lạc. Lục Ngọc Hùng là phó bí thư quản khối tổ chức, đặc biệt lại là phó bí thư thâm niên trong công tác tổ chức, dù gì cũng là một tồn tại không thể coi thường với các vị bí thư thị ủy. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân suy tư thì đồng chí Tân gõ cửa đi đến, hắn cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, trưởng phòng Tôn đến. Mau mời trưởng phòng Tôn vào. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên. Hắn cùng đi ra với đồng chí Tân, hắn vừa bắt tay Tôn Chiêu Hy vừa nói với đồng chí Tân. Trưởng phòng Tôn của chúng ta là người nổi tiếng hiểu trà trong thị ủy, anh pha loại trà tốt nhất cho trưởng phòng Tôn. Không, phải nói là bước đi của anh là cho trưởng phòng Tôn định đoạt đấy. Tôn Chiêu Hy cũng không dám tỏ ra chậm trễ với vị bí thư thị ủy nhỏ hơn mình cả chục tuổi này, hắn dù đã là 47, thế nhưng đứng cùng với Vương Tử Quân vẫn là chênh lệch quá lớn. Khi Vương Tử Quân vừa đến thì hắn không nói nhiều, tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, mà động tác của Vương Tử Quân lại làm hắn thấy hỗn loạn.
Khi hắn còn chưa kịp tỉnh táo thì phát hiện Bí Thư Vương không những tìm thành tích chói mắt cho thành phố La Nam, càng làm cho đám người cực kỳ vững vàng ở thành phố La Nam rời khỏi cương vị. Khi Kim Điền Lạc thay mặt Vương Tử Quân đến bàn với Tôn Chiêu Hy về phương diện cải cách nhân sự, Tôn Chiêu Hy biết rõ cơ hội của mình đã đến. Bây giờ là lúc hắn biểu hiện giá trị của bản thân, cũng chính là thời cơ tốt nhất để dựa vào Vương Tử Quân, nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này, như vậy sau này muốn dựa vào cũng không dễ dàng như vậy. Chương 737, cho anh bức tranh bánh mì nhìn cho đỡ đói. Sau khi báo cáo những công tác gần đây của phòng tổ chức thị ủy, Tôn Chiêu Hy cười nói. Bí Thư Vương, bây giờ trong thành phố có 10 vị cán bộ cấp cục đến niên hạn về hưu, cũng có một số đồng chí cần điều chỉnh. Nếu thật sự không tiến hành, chỉ sợ sang năm sẽ trễ nãi công tác. Tôn Chiêu Hy nói rất hay, hắn căn bản không đề cập đến chuyện mình đã bàn với Kim Điền Lạc, thu gom tất cả lên người mình, rõ ràng nói cho Bí Thư biết đó là những thứ mà mình tự đưa ra. Như vậy Tôn Chiêu Hy sẽ đẩy Vương Tử Quân từ vị trí thúc đẩy sang trọng tài. Trước đó hắn đã từng sinh ra cảm giác về sự tồn tại của mình trước mặt Vương Tử Quân, bây giờ có một sự việc nhất cử lưỡng tiện, sao không làm cho được. Vương Tử Quân cười cười với Tôn Chiêu Hy, hắn có vài phần hảo cảm với vị trưởng phòng tổ chức nhìn gương mặt có vẻ như thành thật này. Hắn cần khống chế quyền nhân sự ở thành phố La Nam, nếu như có thể trợ giúp hắn thực hiện mục đích này, rõ ràng Tôn Chiêu Hy là một nhân tuyển rất tốt. Trưởng phòng Tôn, phòng tổ chức các anh nên cho ra phương án, mau chóng đưa đến chỗ tôi. Động vào cán bộ xưa nay đều là rất mẫn cảm, tuy Vương Tử Quân chỉ cùng nói chuyện với Tôn Chiêu Hy nhưng tin tức vẫn khó thể nào che giấu, đám cán bộ liên quan bắt đầu ngồi không yên. Không chạy quan hệ không bỏ tiền thì đứng bất động tại chỗ, chỉ chạy quan hệ mà không ném tiền thì chỉ là điều động cung cấp, vừa chạy quan hệ vừa có tiền thì rõ ràng là điều động trọng dụng. Không biết câu vẻ này bắt đầu truyền lưu mạnh mẽ trong quan trường từ khi nào, thế nhưng lại được rất nhiều cán bộ tôn sùng như bảo điển. Thế là lúc này những người cảm thấy mình có lý lịch, có thế lực, hoặc cảm thấy mình có thực lực và có thể được điều động đều bận rộn chạy tới chạy lui. Lúc này ở thành phố La Nam lựa chọn tốt nhất cho bọn họ chính là Bí Thư Thị ủy Vương Tử Quân. Bí Thư Vương ở trước mặt người khác luôn tỏ ra ôn hòa, thế nhưng đám cán bộ không biết vì sao đối diện với Vương Tử Quân đều không dám thở mạnh, đừng nói là bọn họ có thể chạy cửa sau, chạy quan hệ. Ngoài những người có lãnh đạo bên trên che chở, không ít người bắt đầu đặt tâm tư lên các vị lãnh đạo khác có thể ảnh hưởng đến vị trí của mình. Thế là lúc này những vị thường ủy thị ủy cũng trở nên bận rộn, phòng làm việc náo loạn, số người đến báo cáo công tác, báo cáo tư tưởng là rất lớn, tất nhiên bọn họ luôn hy vọng lãnh đạo của mình có thể cho ra những lời hay ý đẹp vào thời điểm mấu chốt. Làm thường ủy thị ủy, nếu như muốn làm cho người bên dưới giúp mình, làm theo lệnh mình, luôn trung thành tận tâm thì cũng phải có vài người thủ hạ. Nếu như có quá ít người, hơn nữa điều kiện của ai cũng cứng, như vậy không cần lo lắng. Nhưng có kẻ có quá nhiều môn hạ, nếu như muốn vận dụng toàn bộ thì căn bản không phải là chuyện gì dễ dàng. Lục Ngọc Hùng thật sự có không ít thủ hạ bên dưới, dựa theo câu nói thông tục thì vòng tròn quan hệ của Bí Thư Lục là rất đông, lực lượng lớn. Điều này làm cho lực ảnh hưởng của hắn ở thành phố La Nam là rất mạnh, vào thời của Trình Tự Học thì hắn là một lực lượng quan trọng trong thành phố. Nhưng Vương Tử Quân không phải là Trình Tự Học. Lúc này Vương Tử Quân điều chỉnh nhân sự, sẽ cho phép Lục Ngọc Hùng thò tay vào để tạo nên một thế lực khác sao? Bí Thư Lục, Lâm Tương Đông gõ cửa đi vào phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng, hắn khẽ nói. Chủ tịch Trần của huyện Dương Phong đến. Lục Ngọc Hùng không ngẩng đầu, hắn vẫn nhìn văn kiện trong tay, giống như ném tất cả tâm tư lên văn kiện. Lâm Tương Đông cũng không dám nói thêm, hắn đi theo Lục Ngọc Hùng đã nhiều năm, hắn biết rõ tính tình của Bí Thư Lục. Đó chính là khi lãnh đạo không nói lời nào thì tốt nhất anh cũng đừng nên lên tiếng. Vài phút trôi qua, Lục Ngọc Hùng ngẩng đầu lên nói. Anh đi mời Chủ tịch Trần vào đây. Lâm Tương Đông đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Tuy những ngày qua Lục Ngọc Hùng luôn cười tủm tỉm, thế nhưng Lâm Tương Đông là thư ký, hắn biết lúc này trong lòng Lục Ngọc Hùng căn bản là không thoải mái chút nào. Sự kiện điều chỉnh cán bộ, tuy Bí Thư Vương không nói rõ nhưng Lâm Tương Đông lại biết rõ ràng. Nó chủ yếu là chĩa vào Bí Thư Lục, vì Bí Thư Lục là người nắm giữ phần lớn quyền lợi nhân sự trong thành phố La Nam. Bí Thư Vương đã hoàn toàn dựng lên quyền uy của mình ở La Nam, tất nhiên Bí Thư sẽ không cho phép tình huống trên diễn ra. Bí Thư Lục có thể chơi trò cao tay với Bí Thư Vương sao? Nếu như là cách đây vài tháng thì Lâm Tương Đông thấy điều đó không là vấn đề, nhưng bây giờ hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Dù sao Vương Tử Quân cũng lập nên uy tín quá lớn ở thành phố La Nam.
đã vượt mặt tất cả các đời bí thư thị ủy ở thành phố La Nam này rồi. Đường sắt Mân Cô, đường cao tốc Sơn La, du lịch Cô Yên Sơn, hàng loạt hạng mục không khỏi làm cho người ta lóe mắt, những hạng mục này lại chính là quân cờ trên bàn cờ phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Thành phố này đã nghèo đói quá nhiều năm, có quá nhiều người tình nguyện đi theo bí thư Vương để đưa La Nam đi về giai đoạn phát triển huy hoàng. Nhân tâm biến đổi, nhân tâm phát triển, nhân tâm ổn định, thế cục đã thành, dưới thế cục này của bí thư Vương thì Lâm Tương Đông cảm thấy khó thể nào thắng được. Chính hắn cũng hiểu Lục Ngọc Hùng bây giờ không còn đường lui, trừ khi bí thư Lục có thể buông bỏ vị trí thứ ba ở thành phố La Nam của mình, thành thật làm một vị phó bí thư thị ủy. Nhưng Lục Ngọc Hùng sẽ không làm như vậy. Lâm Tương Đông không cần nghĩ ngợi cũng biết Lục Ngọc Hùng sẽ có thái độ gì, hắn thấy Lục Ngọc Hùng là người trời sinh làm lãnh đạo đứng đầu, là người có thái độ nói một không hai, người khác không thể không khuất phục. Tương Đông, bí thư Lục thế nào? Trần Minh Tuấn ở trong phòng Lâm Tương Đông chờ đợi, lúc này thấy Lâm Tương Đông thì vội vàng đón chào. Lâm Tương Đông cười cười nói. Chủ tịch Trần, bí thư Lục mời ngài vào. Cảm ơn cậu, tối nay nếu cậu không có việc gì, chúng ta cùng uống với nhau một bữa. Trần Minh Tuấn nói rồi vỗ vỗ lên vai Lâm Tương Đông, sau đó cười nói. Cậu Lâm, chuyện của em vợ cậu tôi đã sắp xếp xong, là phó phòng tài chính huyện, ngày mai sẽ có văn kiện bổ nhiệm. Lâm Tương Đông nhìn gương mặt tươi cười của Trần Minh Tuấn, hắn cũng cười theo. Sau đó hắn bắt tay thật chặt với Trần Minh Tuấn, bộ dạng rõ ràng là đại ân không nói nên lời. Trần Minh Tuấn cũng không nhiều lời với Lâm Tương Đông, có một số việc nên hiểu lẫn nhau là được. Sau khi buông tay Lâm Tương Đông, hai người nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng vẫn đang xem văn kiện, khi Trần Minh Tuấn đi vào, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ chăm chú. Lúc này Lục Ngọc Hùng không mở miệng, dù Trần Minh Tuấn có quan hệ không tệ với bí thư Lục cũng không dám ngồi xuống. Chương 738, tác phong bá đạo không phải là công tác quyết đoán. Đồng chí Tân thật sự rất cảm kích với Vương Tử Quân, hắn cũng rất chờ mong công tác sắp tới của mình. Nhưng phương diện tìm thư ký cho bí thư Vương thật sự là rất nhức đầu. Chưa nói đến những thứ khác, hai ngày qua tình huống ở nhà đã đủ làm cho đồng chí Tân phải phiền lòng. Không biết ai để lộ tin tức bí thư Vương tuyển thư ký ra ngoài, thế là kết quả nhà hắn trở nên rộn rã, hai ngày qua đủ mọi nhân vật ở bốn phương chạy đến nhà hắn. Những người căn bản không quen không biết thì dễ đuổi khéo, nhưng một số bạn bè và đồng sự cũng không phải nói vài ba lời qua loa là xong. Hơn nữa còn có một vài lãnh đạo thành phố dùng trăm phương ngàn kế gọi hắn vào phòng làm việc, sau đó lơ đãng nói mình có một đứa cháu, năng lực công tác rất mạnh, hy vọng có thể được hắn quan tâm. Quan tâm cái gì, rõ ràng muốn người ta tiếp nhận vị trí của mình, nhưng chuyện này đồng chí Tân nào dám hứa, nếu không chỉ sợ lòng tín nhiệm của bí thư Vương với mình sẽ mất sạch. Thời gian này điện thoại của hắn càng trở thành đường dây nóng, có rất nhiều người mời hắn uống rượu, làm hắn nhức cả đầu. Nhưng dù sao thì cũng dễ từ chối, hắn là người đi theo Vương Tử Quân, khi nói bí thư sắp phải đi thì đối phương sẽ không tiếp tục dây dưa. Chỉ là hắn cố gắng trốn chạy lại làm cho người vợ giáo viên của mình cả đời sống yên bình phải rời vào hoàn cảnh khốn khó, trong nhà đông như chảy hội, thật sự làm cho vợ cảm thấy khó chịu. Bản thân đồng chí Tân cũng có thời gian không ngủ ở nhà vì sợ có người tìm. Lúc này hắn còn chưa cho ra phương án phù hợp, vì vậy do dự giây lát rồi khẽ nói. Bí thư Vương, chuyện này ngài đến nên để cho thư ký trưởng Kim ra tay, tôi thật sự cảm thấy rất khó khăn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng sầu khổ của đồng chí Tân, hắn cũng nghĩ ra được nguyên nhân bên trong, thế là gật đầu nói với đồng chí Tân. Chuyện này tôi biết đã làm khó anh, nhưng anh làm mới tốt, gặp khó khăn phải nghênh đón, đi đường vòng cũng không phải là tính cách của anh. Sau này anh tiếp nhận công tác chỉ đạo làm đường cao tốc Sơn La, sẽ còn gặp phải nhiều tình huống còn phiền toái hơn rất nhiều. Đồng chí Tân biết rõ Vương Tử Quân nói ra sự thật, nhưng hắn cảm thấy đường cao tốc Sơn La tuy khó làm, nhưng tuyển thư ký cho bí thư Vương lại càng khó khăn hơn. Anh đấy, anh không cần phải nghĩ rằng tự mình chọn lựa, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy anh không nể mặt. Anh nên mở rộng tầm mắt, cho ra một phương án cạnh tranh công bằng, như vậy sẽ xong, nếu đối phương không có bản lĩnh thì căn bản không đạt, người ta cũng không thể trách anh được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhíu mày sầu khổ của thư ký, hắn chợt sinh ra cảm giác không đành lòng, thế là mở miệng bày mưu nghĩ kế. Cạnh tranh công bằng. Đồng chí Tân chợt cảm thấy như mở ra cửa sổ trong lòng mình, hắn là người từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch huyện, tuy hắn thích kiên trì nguyên tắc, nhưng sau nhiều năm lăn lộn quan trường thì trong lòng cũng xuất hiện không ít đường cong.
Hắn biết rõ đây là biện pháp rất tốt, thế là không khỏi tỏ ra bội phục bí thư trẻ tuổi Vương Tử Quân. Xem ra hai bên đứng ở độ cao khác nhau thì chênh lệch cũng không giống nhau. Đồng chí Tân Nhai nuốt ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, hắn chợt có một ý nghĩ, không phải bí thư Vương đã sớm có tâm tư này rồi đấy chứ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, đồng chí Tân vội vàng vứt bỏ suy nghĩ của mình, hắn nhanh chóng chạy ra mở cửa, sau đó thấy được gương mặt của Thường ủy Thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân. Chào bí thư Vương. Tống Ích Dân bắt chuyện với Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Tử Quân. Khi quan hệ giữa hai bên càng thêm thân cận, Tống Ích Dân lại càng tùy ý đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Cũng không phải nhiều người được hưởng cảm giác tùy ý như thế này, mà đồng chí Tân có thể thông qua những hành vi tùy ý như vậy để xem trong đám Thường ủy Thị ủy thì ai là người có quan hệ tốt nhất với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Tống Ích Dân rồi nói. Mời anh ngồi, tôi đang chờ anh, nếu anh không đến thì tôi chuẩn bị tan tầm rồi. Hi hi, bí thư Vương thật sự là người đàn ông chú ý gia đình. Tôi nghe nói từ khi Trung tá Mạc đến La Nam thì anh căn bản giảm hơn phân nửa những bữa cơm xả giao của mình. Tống Ích Dân ngồi xuống ghế salon rồi dùng giọng đùa giỡn nói với Vương Tử Quân. Đồng chí Tân biết rõ hai người lãnh đạo có việc gấp, thế cho nên sau khi dâng trà cho bí thư Tống Ích Dân thì nhanh chóng lui ra khỏi phòng, lại khẽ đóng cửa. Bí thư Ích Dân, anh nói có biến sao? Sau khi đồng chí Tân rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân dùng giọng nghiêm túc hỏi Tống Ích Dân. Đúng vậy, bí thư Vương, hôm nay các đồng chí viện kiểm sát đến tìm tôi. Trải qua điều tra, một nhà cung cấp vật liệu cho công trình đập nước tên là Triệu Tiểu Thủy từng hối lộ cho phó phòng xây dựng Nhiếp Vinh Quân 50 ngàn. Tống Ích Dân đặt phần văn kiện sao chép lên mặt bàn làm việc của Vương Tử Quân, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Người ta đưa cho Nhiếp Vinh Quân 50 ngàn. Vương Tử Quân nhìn bản ghi chép mà hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Lúc này Nhiếp Vinh Quân đã chết, nếu như Nhiếp Vinh Quân thu 50 ngàn, như vậy nguyên nhân lớn nhất của sự kiện vỡ đập nước là chất lượng không đảm bảo. Sự kiện Nhiếp Vinh Quân tự sát cũng xem như thuận lý hợp tình. Nhưng Vương Tử Quân cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy, chưa nói đến cáo trạng của Giang Tiểu Vinh, Trịnh Khiếu Đống lại là người nhận thầu công trình, điều này làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Tuy Nhiếp Vinh Quân là người phụ trách cụ thể ở sự kiện con đập bị vỡ, nhưng anh ta ở phòng xây dựng thành phố La Nam căn bản không phải một tay che trời. Anh cho đồng chí viện kiểm sát tiếp tục gia tăng mức độ thẩm vấn với Triệu Tiểu Thủy, để xem cô nàng này đưa tiền cho ai. Tống Ích Dân khẽ gật đầu, hắn cũng thật sự nghi hoặc với lời khai của Triệu Tiểu Thủy. Nhiếp Vinh Quân nếu như chỉ thu 50 ngàn thì sẽ tuyệt đối không chết, đập nước cũng không phải chỉ là một tay Nhiếp Vinh Quân làm nên chuyện. Lúc này Tống Ích Dân đến báo cáo chính là muốn xem xét thái độ của Vương Tử Quân, nếu bí thư Vương tiếp tục ủng hộ, hắn sẽ dốc toàn lực điều tra. Nếu như bí thư Vương có chút dao động, hắn sẽ dự theo manh mối hiện tại để tạm thời dừng điều tra vụ án này. Cũng may thái độ của Vương Tử Quân không làm cho Tống Ích Dân thất vọng, sau khi báo cáo vài hạng mục công tác của mình, hắn cười nói. Bí thư Vương, hệ thống tư pháp của chúng tôi cũng không thiếu các đồng chí vĩ đại. Mong rằng lãnh đạo có thể quan tâm hơn trong công tác điều chỉnh lần này. Tuy nói ra làm cho Vương Tử Quân thêm vài phần lo toan, nhưng Tống Ích Dân là Thường ủy Thị ủy, hắn tất nhiên sẽ không phải là người ngoài, hắn biết rõ vấn đề bên trong. Vương Tử Quân cũng hiểu ý của Tống Ích Dân, dù sao hắn cũng là người phụ trách, nếu muốn làm cho đám người bên dưới đi theo anh, quan trọng nhất là phải đề bạt vài cán bộ quan trọng của bọn họ. Chỉ khi có tương lai thì người ta mới trung thành với anh. Nếu như anh chẳng ném ra miếng bánh nào, có ai o bế coi anh là lãnh đạo. Yêu cầu của Tống Ích Dân cũng không có gì tính là quá lớn, Vương Tử Quân cười cười nói. Chuyện này anh cứ liên hệ trước với trưởng phòng Tôn, chỉ cần điều kiện tốt là có thể phân công. Thành phố La Nam chúng ta cần những cán bộ có năng lực công tác, dám nghĩ dám làm, cần những nhân tài không bám víu vào khuôn mẫu. Cảm ơn Bí Thư Vương, tôi sẽ đi tìm trưởng phòng Tôn, mong anh ấy giơ cao đánh khẽ. Để cho hệ thống tư pháp chúng tôi xuất nhân tài. Tống Ích Dân hàn huyên thêm vài câu với Vương Tử Quân rồi rời khỏi phòng. Vương Tử Quân chuẩn bị về nhà, bây giờ lại trở nên trầm ngâm. Hắn đã bày ra phương án điều chỉnh nhân sự ở thành phố La Nam được khá lâu, tuy tất cả đều ở trong lòng bàn tay, thế nhưng cuối cùng cũng có người xuất hiện. Trời sắp mưa, cô gái sắp lấy chồng, Vương Tử Quân cũng muốn xem đám người kia sẽ nhảy nhót thế nào trong mưa gió. Chương 739, không nên tức giận khi thua, không nên giữ lại khi phá.
Vương Tử Quân khẽ lật vài trang văn kiện ra xem, sau đó lại nghĩ sang hướng khác, trong đầu chợt lóe lên hình bóng của đứa con trai mập mạp. Nên về nhà chơi với con. Vương Tử Quân chợt mỉm cười, hắn đi ra khỏi phòng. Lý Đức Trụ vừa được sắp xếp vào ban lái xe của thị ủy, hắn đã sớm chờ dưới lầu, khi thấy Vương Tử Quân đi xuống thì vội vàng xuống xe mở cửa. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Đức Trụ, hắn khẽ gật đầu, nói muốn về nhà rồi dựa lưng lên ghế khẽ híp mắt. Khi xe chạy ra khỏi thị ủy La Nam, hắn chợt thấy hai chiếc xe một trước một sau đang chạy cùng một hướng ở phía trước xe của hắn. Sao lại là xe của hai người bọn họ? Vương Tử Quân nhìn biển số xe của hai chiếc xe kia mà cũng không xa lạ gì, phía trước là xe của Phó Bí Thư Lục Ngọc Hùng, xe phía sau chính là số 6 thị ủy, là của trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy. Hai người một là Phó Bí Thư nắm công tác tổ chức, một là trưởng phòng tổ chức, bọn họ đi cùng với nhau cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng hai ngày qua mình tiến hành điều chỉnh nhân sự, bây giờ Tôn Chiêu Hy và Lục Ngọc Hùng lại đi cùng nhau, sự việc cũng không đơn giản như vậy. Nhảy đi! Vương Tử Quân thầm mắng một câu, sau đó hắn nhắm mắt lại. Lý Đức Trụ lái xe rất cẩn thận, hắn nhanh chóng chạy về phía khu nhà thị ủy. Tôn Chiêu Hy lúc này cũng không thấy xe của Vương Tử Quân chạy ra ngoài, nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự không bình tĩnh. Hôm nay hắn sở dĩ đồng ý với lời mời của Lục Ngọc Hùng, chủ yếu là vì nể mặt người này, thứ hai cũng là vì trước khi đến đã nhận được điện thoại của Chủ tịch Trình Tự Học của Hội đồng Nhân dân thành phố. Lần này Tôn Chiêu Hy cũng có ý nghĩ của mình trong sự kiện điều chỉnh nhân sự, khi hắn đi đến đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tổ chức thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng đã xem như nắm cả thiên hạ trong công tác tổ chức. Dù hắn là trưởng phòng tổ chức thành phố, thế nhưng Lục Ngọc Hùng là phó bí thư nắm công tác tổ chức, bí thư Lục vẫn có quyền chủ đạo rất lớn. Tôn Chiêu Hy là lãnh đạo một phương, hắn rơi vào tình huống mất quyền lực và cảm thấy rất không thoải mái. Bất đắc dĩ là vì khi đó Trình Tự Học căn bản là mặc kệ Lục Ngọc Hùng, thế nên dù hắn không thoải mái thì cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Tôn Chiêu Hy xem như đã nhẫn nhịn nhiều năm, bây giờ Vương Tử Quân đến nhận chức, hắn cảm thấy cơ hội đã đến với mình, cuối cùng cũng có cơ hội phá kén chui ra. Phương diện điều chỉnh nhân sự lần này không phải chỉ là một lần lật bài của Vương Tử Quân, cũng là một cơ hội lớn cho Tôn Chiêu Hy nắm công tác tổ chức vào trong bàn tay của mình. Tôn Chiêu Hy luôn quan sát Vương Tử Quân từ đi đến thành phố La Nam, với những thành tích chói sáng của Bí Thư Vương, Tôn Chiêu Hy cảm thấy Vương Tử Quân là người đáng giá được mình đầu tư bây giờ và cũng là về sau. Lục Ngọc Hùng sẽ không cam lòng ném quyền nhân sự cho Vương Tử Quân, nếu Tôn Chiêu Hy có thể giúp Vương Tử Quân đoạt được quyền nhân sự, như vậy địa vị của mình ở trước mặt Vương Tử Quân sẽ là nước lên thuyền lên. Dù Lục Ngọc Hùng và Trình Tự Học có nói với nhau cái gì, chính mình hôm nay thật sự giống như là từ thứ vào doanh trại quân Tào. Tôn Chiêu Hy có tính toán như vậy, thế nên vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Vài phút sau xe dừng lại ở một khách sạn trên đường Tây Giao, Tôn Chiêu Hy xuống xe, Lục Ngọc Hùng đã xuống xe sẵn, hắn cười nói. Trưởng phòng Tôn, nơi này tuy không lớn nhưng tay nghề của đầu bếp rất tốt. Không thể tin thành phố La Nam còn có một nơi tốt như thế này, thật sự thế ngoại đào viên. Tôn Chiêu Hy nở nụ cười qua loa mở miệng ứng phó hai câu, sau đó cùng đi với Lục Ngọc Hùng vào trong phòng. Thảm trong khách sạn rất dày, dẫm chân lên không phát ra chút âm thanh. Tôn Chiêu Hy nhìn trang sức bên trong mà thầm nghĩ mình giống như vừa bước vào một khoảng không gian khác biệt. Khi hai cô gái xinh đẹp mặc sườn xám xe tà cúi người mở cửa, một gian phòng rộng hơn 80 mét vuông xuất hiện trước mặt Tôn Chiêu Hy. Ha ha ha, thật sự nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trưởng phòng Tôn, tôi và Tiểu Trịnh đang nói đến anh, còn chưa kịp nói xong thì anh đã đến rồi. Tiếng cười phóng khoáng vang lên, Trình Tự Học đứng lên khỏi ghế nói. Trình Tự Học cười rất cởi mở, tuy trước sau như một nhưng Tôn Chiêu Hy nghe thấy những câu bày trò này thì không khỏi sinh ra cảm giác bi ai. Thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn, hắn dùng giọng vui sướng nói. Chủ tịch Trình, đã nhiều ngày không gặp, sao tôi cảm thấy ngày càng trẻ ra như vậy nhỉ? Phải không, tôi đến Hội đồng Nhân dân thành phố thật sự ít được quan tâm, thế nên tinh thần mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Trình Tự Học cười ha hả, sau đó kéo Tôn Chiêu Hy ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Tuy Trình Tự Học không còn là bí thư thị ủy La Nam, nhưng lão là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, vẫn là người ngồi xuống ghế chủ vị không chịu nhường ai. Tôn Chiêu Hy đối mặt với tình huống Trình Tự Học kéo mình ngồi xuống, thế là vội vàng ngồi xuống bên phải của Trình Tự Học. Tuy lúc này Lục Ngọc Hùng và Trình Tự Học kéo Tôn Chiêu Hy đến là vì có việc cần bàn, thế nhưng có một vài thứ mà Tôn Chiêu Hy căn bản không muốn thất lễ.
Sau khi nói hai câu khiêm tốn thì Trình Tự Học chỉ vào một người đàn ông ở bên cạnh Tôn Chiêu Hy rồi nói. Trưởng phòng Tôn, đây là Tiểu Trịnh, là Trịnh Khiếu Đống, trưởng phòng Tôn cũng đừng tỏ ra xa lạ. Chào trưởng phòng Tôn, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ ngài, nét chữ của ngài rất thanh nhã lại cứng cáp, rõ ràng nhưng đầy khí thế bức người, đủ độ nặng trong lòng người, ai mà không biết ngài là một chuyên gia thư pháp ở La Nam chứ? Tôi là người vụng về, lúc đầu thật sự không biết. Sau đó Chủ tịch Đỗ của Hiệp hội Thư pháp thành phố La Nam đề cử trưởng phòng Tôn ghi bảng hiệu cho tập đoàn chúng tôi, nói rằng trước mặt anh ấy là ngài, thế nên cũng không dám khoe cái xấu. Tôi đang định tìm cách để nhờ trưởng phòng Tôn ghi cho tập đoàn mình một tấm biển, không ngờ hôm nay nhờ Chủ tịch Trình mà có thể được gặp trưởng phòng Tôn, thế nên cũng mong Chủ tịch Tôn có thể quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của công ty chúng tôi. Trịnh Khiếu Đống nói làm cho Tôn Chiêu Hy cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng từ sâu trong lòng vẫn tỏ ra rất đề phòng Trịnh Khiếu Đống. Dù bản thân hắn không có quan hệ gì với Trịnh Khiếu Đống, nhưng hắn biết đối phương là loại người ăn thịt không chừa xương, là loại hung ác, nếu không cần thiết thì nên đứng cách xa hạng người này ra. Cảm ơn Giám đốc Trịnh đã xem trọng, nhưng chữ của tôi rất xấu, cũng không tiện đặt ra mặt bàn. Nếu Giám đốc Trịnh muốn nghi bảng hiệu, không bằng đến thành phố Sơn Viên tìm các vị thái sợn bắt đầu về thư pháp thì hay hơn. Tôn Chiêu Hy nói đến đây thì hạ thấp giọng nói vài phần. Tôi nghe nói năm xưa Chủ tịch Đỗ đã học qua thư pháp của Văn Liễu Tiên Sinh, ngài không bằng nhờ Chủ tịch Đỗ ra mặt để tìm Văn Liễu Tiên Sinh ghi bảng hiệu cho mình là được. Chương 740, gió lộng trước lúc đề bạt. Từ nhỏ Tôn Tĩnh Viễn đã sống trong nhà quan, gia cảnh tất nhiên là thượng đẳng, học xong đại học vừa ra khỏi cổng trường đã có việc làm. Con gia đình bình thường nếu không có công tác thì thật sự rất khổ sở. Nhưng đối với con một gia đình nhà quan, muốn có công tác là quá dễ dàng. Lúc này là thời đại quan lại, thế nên con cháu nhà quan có hiệu năng rất lớn, Tôn Chiêu Hy biết rất rõ điều này. Hắn thường xuyên xem những bộ phim phóng sự về quan tham, đại khái là con cháu nhà quan thường là những kẻ thần thông quảng đại, thay đổi như trong chóng, lật tay làm mưa. Bản thân bọn họ cũng không để xây dựng công trình, thế nhưng sau khi nắm bắt hạng mục thì cho kẻ khác đi làm, mình lại làm đại lý thu phí. Thực tế đại lý thu phí chỉ là trò mèo che giấu tai mắt người khác, thực tế chính là có công trình lớn, công ty muốn nhờ người trung gian đứng ra nắm bắt, sau đó tất nhiên phải chi một phần cứng cho đại lý. Tôn Chiêu Hy nhìn đứa con trai đứng trước mặt mà trong lòng run rẩy, con lớn lên rất giống hắn, chỉ là bụng cơ hơi lớn, giống như biểu hiện rõ sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học. Tôn Tĩnh Viễn cẩn thận đến bên cửa nhìn vào, hắn ngẩng đầu thấy bố đang đứng dùng ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn mình. Thế là càng tỏ ra bối rối, tay chân luống cuống, lại càng thêm bối rối. Hắn đứng chố mắt một lát, sau đó đi vài bước đến trước mặt Tôn Chiêu Hy, hắn giữ lấy tay bố rồi dùng giọng buồn bã nói. Bố, con sai rồi, bố mau cứu con. Tôn Chiêu Hy thấy con trai nhận sai, thế là giống như quay về thời điểm năm xưa con nhận sai khi còn nhỏ tuổi. Điều bất đắc dĩ là đứa trẻ năm xưa bây giờ đã là một người lớn trưởng thành, sai lầm mà đứa trẻ năm xưa mắc phải sẽ dễ dàng tha thứ. Nhưng bây giờ căn bản không thể nào dùng tình thương của cha để tha thứ được nữa. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôn Chiêu Hy tỏ ra cực kỳ nghiêm túc thế nhưng giọng điệu lại trở nên hòa hoãn, hắn thật sự sợ con trai mình xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ mất đi đứa con độc nhất của mình. Bố, khi đập nước Tiểu Nha Sơn vừa được xây dựng thì Trịnh Khiếu Đống có kéo con vào cùng tham gia, con cảm thấy công trình kia có thể hái ra tiền, thế là đầu tư vào một phần tiền. Tôn Tĩnh Viễn lúc này cũng không giấu giếm, hắn nói rõ ràng vấn đề cho Tôn Chiêu Hy. Quân tử ái tài, làm gì cũng phải nhìn vào đạo lý, kinh doanh chú trọng đường đường chính chính, ai bảo con làm như vậy. Tôn Chiêu Hy nghĩ đến đập nước Tiểu Nha Sơn mà thiếu chút nữa đã thổi bùng lửa giận điên cuồng. Tôn Tĩnh Viễn nhìn gương mặt nổi giận của bố mình, hắn chợt cảm thấy hai chân mềm nhũn, hắn giữ lấy tay Tôn Chiêu Hy để giải thích. Bố, người ta đều làm như vậy, con. Cậu đi ra ngoài. Tôn Chiêu Hy lúc này thật sự không thể nào khống chế được tình cảm của mình, hắn phất tay đuổi con trai ra ngoài, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt chảy ra ào ào. Trong phòng làm việc không một bóng người nào, Tôn Chiêu Hy cảm thấy mình giống như bị người ta áp chế, thật sự buồn bực không thở nổi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay là người ta đã đào hố chờ sẵn, chỉ chờ đến ngày đẩy hắn xuống mà thôi. Cũng chỉ có thể làm như vậy, Tôn Chiêu Hy thở dài một hơi. Thật sự sinh ra cảm giác chán nản. Vương Tử Quân đưa tay khẽ véo gương mặt mập mạp của con trai, sau đó hắn đi ra khỏi nhà. Sau khi Mạc Tiểu Bắc đưa con đến, cuộc sống của Vương Tử Quân nhanh chóng trở nên có quy luật.
Bí thư Vương. Lý Đức Trụ mặc tây trang nhanh chóng mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt căng cứng của Lý Đức Trụ, hắn chợt cười nói. Tiểu Lý, chỗ này của tôi cũng không cần nghiêm túc như vậy, thế nào rồi, sắp xếp xong chưa? Cảm ơn Bí thư Vương đã quan tâm, cũng đã sắp xếp xong. Phòng sự vụ cơ quan đã sắp xếp cho tôi một gian, bên trong khá đủ tiện nghi, thật sự điều kiện rất tốt. Lý Đức Trụ vừa khởi động xe vừa cười nói với Vương Tử Quân. Những gì được trải qua trong thời gian 2 ngày làm cho Lý Đức Trụ sinh ra cảm giác kỳ quái, khi hắn còn ở trong quân đội thì đã từng lái xe cho lãnh đạo, có tình huống nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng đãi ngộ 2 ngày qua thật sự mới làm cho hắn sinh ra cảm giác áo gấm về làng. Các vị đồng sự trong đơn vị thì khỏi cần nói, hơn nữa những người bạn học cũ, bạn cũ trước kia đường ai nấy đi cũng bắt đầu xuất hiện như nấm sau mưa. Bọn họ nhiệt tình với Lý Đức Trụ dùng cơm, giống như muốn gióng trống khua chiêng chúc mừng một phen. Lý Đức Trụ nhìn vào nụ cười nịnh nọt trên mặt đám bạn, hắn biết rõ mối quan hệ giữa hai bên căn bản không còn thuần khiết như xưa. Lúc này bọn họ coi trọng hắn, cũng không phải bọn họ đột nhiên nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, mà bởi vì thân phận của mình chợt thay đổi. Lý Đức Trụ là lái xe cho bí thư thị ủy, dù không có cấp bậc gì nhưng dù là ai cũng không dám khinh thường. Đặc biệt là trưa hôm qua, bố hắn và cậu hai từ nông thôn đi đến, cũng không phải là bắt xe đến, mà là lãnh đạo huyện phái xe đưa đến, mang theo khá nhiều đặc sản. Cũng không có lý do gì khác, chỉ là lãnh đạo huyện muốn dùng cơm với Lý Đức Trụ. Cậu hai kéo hắn sang một bên dùng vẻ mặt hưng phấn nói. Ôi, chiếc xe này là của lãnh đạo huyện, bọn họ đưa chúng tôi đến đây, đồng thời lãnh đạo huyện cũng đến nhà thăm bố mẹ cậu khá nhiều lần. Trước khi Lý Đức Trụ gia nhập quân ngũ thì lãnh đạo huyện chính là đại nhân vật, tuy những năm qua hắn đã mở rộng tầm mắt. Thế nhưng lúc này thấy đám lãnh đạo huyện tỏ ra ưu ái với nhà mình, hắn cũng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Lý Đức Trụ nghĩ đến trạng thái của mình vào lúc hiện tại, hắn thầm cảm tạ Mạc Tiểu Bắc. Hắn biết rõ tất cả vì sao lại đến với mình, hắn cố gắng khuyến khích mình làm một lái xe tốt cho Bí thư Vương. Vương Tử Quân rất hài lòng với những sắp xếp dành cho Lý Đức Trụ, vì chuyện này hắn đã bắt chuyện với Kim Điền Lạc, đó là vừa thoải mái, vừa không thể khác người. Bây giờ hắn thấy Kim Điền Lạc đã sắp xếp rất có chừng mực. 10 phút sau đi vào phòng làm việc, một ly trà nóng đã xuất hiện trên bàn làm việc của Vương Tử Quân, khi hắn đặt cặp lên mặt bàn thì đồng chí Tân nở nụ cười đi đến. Bí thư Vương, đây là phương án mà tối qua tôi và thư ký trưởng Kim đã thương lượng với nhau rồi thông qua, ngài xem đã được chưa? Đồng chí Tân vừa nói vừa đặt một phần văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm văn kiện lên nhìn. Trên mặt nở nụ cười. Phần văn kiện này với nội dung chủ yếu là chọn lựa thư ký cho mình, nó liên quan đến bản lĩnh viết văn, năng lực ứng biến mà khí độ cá nhân. Vương Tử Quân thấy phương án này còn kém yêu cầu tuyển chọn nhân tài vào đời sau, thế nhưng nhìn qua cũng thấy khá nhiều điểm nhấn. Chương 741, hoặc làm anh hùng, hoặc làm cẩu hùng. Chí Tân, phương án này rất tốt, nhưng không cần phải lấy danh là tìm thư ký cho tôi. Anh có thể gọi đó là công tác tuyển chọn nhân viên cho văn phòng thị ủy. Vương Tử Quân nói rồi mở miệng tiết lộ vài câu liên quan đến phương diện tuyển công nhân viên cho văn phòng thị ủy vào đời sau cho đồng chí Tân. Đồng chí Tân vốn rất thỏa mãn với phương án mà mình và Kim Điền Lạc đã mày mò tìm ra, hắn biểu hiện khiêm tốn chờ Vương Tử Quân chỉ điểm, thật ra trong lòng rất đắc ý. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn thật sự có chút hổ thẹn. Vì những lời chỉ điểm có vẻ nhẹ nhàng của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn sinh ra cảm giác xóa tan mây mù. Đừng nghĩ những ý kiến kia đơn giản thế nhưng thật sự có ích lợi rất lớn với hắn. Bí thư Vương, nếu như sau này thị ủy chúng ta tiến hành theo phương án này để tìm kiên nhân tài, như vậy rõ ràng từng người đều là binh hùng tướng mạnh, biện pháp của ngài rõ ràng là khai sáng cơ chế tìm nhân tài cho cơ quan ban ngành. Đồng chí Tân nói vài lời nịnh nọt làm cho Vương Tử Quân không khỏi đỏ mặt. Dù sao đây cũng chỉ là thứ mà hắn đạo văn mà thôi. Nếu như không phải hắn là người trọng sinh, hắn sao có thể nghĩ ra những thứ như vậy được. Cũng may nhiều năm lăn lộn quan trường đã làm cho hắn căn bản không có chút biểu hiện thất thố. Ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Sau khi cùng đồng chí Tân tham khảo vài phương diện chi tiết, Vương Tử Quân nói sang chuyện khác. Chiều nay có một hội nghị tài chính và thuế vụ cần ngài tham gia, 9 giờ sáng trưởng phòng Tôn sẽ đến báo cáo công tác với ngài. Đồng chí Tân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đã xem qua bản thảo hội nghị tài chính thuế vụ của thành phố, hắn cũng không quá quan tâm.
Lúc này điều quan trọng nhất chính là Tôn Chiêu Hy sẽ báo cáo cho mình phương án thế nào. Vương Tử Quân nghĩ đến Tôn Chiêu Hy mà thầm nhớ đến tình huống hai chiếc xe của Bí Thư Lục và trưởng phòng Tôn nối đuôi nhau chạy trước mặt mình. Hắn nhớ đến những lời đã nói ngày hôm đó với Tôn Chiêu Hy, nhìn có vẻ như sáng như tối, như nắng như nhẹ, nghe vào tai giống như đang nhắc đến việc nhà, chốc chốc lại cười ha hả, bộ dạng không quan tâm, cuối cùng hắn chỉ hời hợt nói ý kiến của tôi chỉ có tác dụng tham khảo cho phòng tổ chức, cũng không phải là ý đồ của thị ủy. Tất nhiên cũng nói rõ phương châm chính sách, nhân tố quyết định là cán bộ, dù sao xẻ lửa chạy nhanh cũng là vì đầu kéo. Cũng may Tôn Chiêu Hy thầm hiểu, cũng nhanh chóng có thái độ rất tốt với những lời gió thổi đầy ám hiệu của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, hắn rõ ràng là người bận rộn nhất. Một giờ sau liên tục có người đến phòng làm việc của hắn báo cáo công tác. Những người đến báo cáo dù nói đến công tác là chủ yếu, thế nhưng có một ý nghĩa không cần nói cũng hiểu, đó là bọn họ đến vì phương diện điều chỉnh nhân sự. Tuy bọn họ không nói thẳng thế nhưng lại nói đến đúng điểm dừng. Những cán bộ đáng tín nhiệm thì tất nhiên phải sử dụng mạnh mẽ hơn, cũng có những mối quan hệ cần phải hòa giải, cũng có người không thể nào chọc vào được. Vương Tử Quân không muốn mình là người ăn dưa hấu nuốt tất cả hạt, như vậy chỉ sợ sẽ đau bụng. Vì thế dù hắn đã định hình sẵn phương án thay đổi nhân sự, thế nhưng vẫn để cho Tôn Chiêu Hy tự cho ra một phương án điều chỉnh sơ bộ. Thời gian dần trôi, Tôn Chiêu Hy được đồng chí Tân đưa đến trước mặt Vương Tử Quân. Lúc này Tôn Chiêu Hy nhìn qua vẫn rất tinh thần, mái tóc mượt mà không rối loạn. Tôn Chiêu Hy nhìn Vương Tử Quân ngồi vững vàng trước mặt mình, hắn thật sự càng sinh ra cảm giác không yên. Tối qua hắn trằn trọc cả đêm, hầu như không thể ngủ được. Hắn là người làm bố, lựa chọn như vậy không có gì đáng trách, thế nhưng khi làm ra quyết định như vậy thì hắn thật sự rất khó chịu. Vương Tử Quân sẽ nhận thua sao? Mình và Lục Ngọc Hùng liên thủ có thể chiếm ưu thế trong công tác điều động nhân sự lần này. Vương Tử Quân sẽ tình nguyện thua cuộc sao? Hàng loạt ý nghĩ điên cuồng xoay chuyển trong đầu Tôn Chiêu Hy. Nếu có thể lựa chọn, hắn sẽ tình nguyện cho ra phương án thay đổi nhân sự theo ý của Vương Tử Quân, thế nhưng đáng tiếc, con trai đã làm hắn mất đi đường lui. Sự gia nhập của Tôn Chiêu Hy vào sự kiện lần này không khác gì ép Vương Tử Quân phải là kẻ may áo cưới cho người khác. Tôn Chiêu Hy nghĩ đến chuyện này mà sáng sớm thấy gương mặt mình trắng bệch, vì không cho người ta thấy bộ dạng mỏi mệt của mình, hắn đã tắm giặt sạch sẽ, cố gắng để cho mình có tinh thần cực kỳ sung túc. Bí thư Vương, đây là phương án mà phòng tổ chức chúng tôi căn cứ vào tình huống hiện tại để điều chỉnh, xin ngài xem qua. Sau khi hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân, Tôn Chiêu Hy đem phương án điều chỉnh nhân sự của mình đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Nửa năm qua Vương Tử Quân đã thăm dò đại khái về phương diện nhân sự của thành phố La Nam, ánh mắt của hắn rơi lên văn kiện trên bàn, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Nhan Sĩ Tắc được điều nhiệm làm trưởng phòng nông nghiệp, Trần Minh Tuấn làm bí thư huyện ủy Dương Phong. Vương Tử Quân nhìn danh sách điều chỉnh hơn 20 cán bộ cấp cục mà không khỏi nhíu mày, nếu như điều chỉnh dựa theo danh sách này, phần lớn người thân cận với mình sẽ bị điều động, từ vị trí nóng sang vị trí ghẻ lạnh. Những cán bộ thân cận với Lục Ngọc Hùng sẽ chiếm lấy những vị trí cực kỳ quan trọng trong sự kiện lần này. Vương Tử Quân khẽ đặt văn kiện trong tay xuống bàn, hắn nhìn thoáng qua Tôn Chiêu Hy, sau đó chậm rãi hỏi. Dựa vào đâu để cho ra phương án này? Bí thư Vương, phương án này dựa theo trình tự tổ chức, kết hợp với tất cả tình huống các quận huyện. Nếu như ngài thấy có chỗ nào không ổn, chúng ta có thể sửa chữa. Tôn Chiêu Hy mở miệng rất khách khí, thế nhưng trong lời nói khách khí lại có vài phần cứng nhắc, đó là phòng tổ chức chúng tôi cho ra phương án, ngài là bí thư thị ủy có thể sửa đổi, nhưng không được xóa bỏ toàn bộ. Vương Tử Quân thấy ánh mắt Tôn Chiêu Hy rất bình thản, hắn cũng cảm nhận được thái độ của đối phương. Thật ra lúc này Tôn Chiêu Hy tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ rối loạn, hắn biết mình nói như vậy xong là xem như đã bằng mặt không bằng lòng với bí thư trẻ tuổi ở thành phố La Nam, đã triệt để quyết liệt với nhau. Không phải bạn thì là kẻ địch, tuy Tôn Chiêu Hy đã có giác ngộ về kẻ địch của Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy làm như vậy thật sự không có gì là tốt đẹp, thế nên trong lòng càng có thêm vài phần khổ sở. Chương 742, một gió mây bùng nổ. Thật ra Vương Tử Quân cho phép trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy cho ra ý kiến của mình, có thể sắp xếp vào vài thân tín, vì đề bạt cán bộ không phải là chuyện chơi. Thế nhưng Tôn Chiêu Hy lại quá đáng, điều này làm hắn khó thể chấp nhận được. Không cần hòa hoãn. Vương Tử Quân nói rồi đưa phương án của Tôn Chiêu Hy cho Kim Điền Lạc xem, lại nói. Anh xem những cán bộ trong danh sách này đi,
nói cho tôi nghe xem năng lực công tác của bọn họ là như thế nào. Kim Điền Lạc là cán bộ lão thành ở thành phố La Nam, hắn biết rất rõ về những cán bộ này. Tuy hắn không biết Vương Tử Quân thật sự có tính toán gì, thế nhưng hắn vẫn cầm lấy bản danh sách kia, dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát kỹ càng. Sau khi trầm ngâm vài phút thì Kim Điền Lạc mới nói. Trong số các cán bộ được phòng tổ chức đề bạt trọng dụng có vài người cần phải chú ý, ví dụ như Trần Minh Tuấn, người này có phản ứng không tốt ở huyện Dương Phong, những tin tố cáo về người này có thể dùng bao tải để chứa, còn đồng chí Hứa Tranh Viễn được đề bạt làm trưởng phòng giao thông cũng có phản ánh không tốt trong đơn vị, không những tác phong có vấn đề, tay chân cũng không sạch sẽ. Nếu người này không có người cha tốt, chỉ sợ sẽ chẳng được ngồi lên vị trí hiện tại. Vương Tử Quân biết rõ bố của Hứa Tranh Viễn là ai, hắn cười cười không nói gì, chờ Kim Điền Lạc tiếp tục giới thiệu. Cốc cốc cốc. Khi Kim Điền Lạc chuẩn bị lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Quân mở miệng mời vào, thấy đồng chí Tân và Lý Quý Niên từ ngoài cửa đi vào. Khi thấy Lý Quý Niên thì Vương Tử Quân đứng lên đón chào. Mau lấy trà mà Tiểu Bắc đưa từ thủ đô đến cho Chủ tịch Lý nếm thử. Vương Tử Quân vừa cùng Lý Quý Niên ngồi xuống ghế salon vừa cười nói. Lý Quý Niên ngồi xuống ghế salon, sau đó hắn cười nói. Bí thư Vương, lần này tôi đến có nửa nguyên nhân đến từ trà. Hi hi, tôi nghe nói loại trà này mỗi năm cũng không cho ra được nhiều, thế cho nên đến uống thêm một lần thì càng thêm quý. Lý Quý Niên nói làm cho đám người trong phòng đều nở nụ cười, bầu không khí có chút ngăn cách vì Lý Quý Niên đi đến chợt trở nên có chút hòa hợp. Kim Điền Lạc biết rõ Lý Quý Niên đến có việc cần, thế cho nên cũng không ở lại lâu. Hắn bắt chuyện với Lý Quý Niên rồi cùng đồng chí Tân đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lý Quý Niên cười nói. Chí Tân dưới sự chỉ điểm của Bí Thư Vương thật sự càng ngày càng có khả năng, nếu như không phải ngài chuẩn bị đưa anh ấy đến làm lãnh đạo xây dựng đường cao tốc, tôi thậm chí còn muốn nhận lấy cho anh ấy làm thư ký trưởng. Vương Tử Quân biết rõ đó là những lời khách khí của Lý Quý Niên, dù Lý Quý Niên có quan hệ với mình tốt đẹp như thế nào. Đối phương cũng sẽ không lấy thư ký của mình đến làm thư ký trưởng. Tất nhiên những lời khách khí như thế này căn bản không nên chọc ra, chỉ cần thầm hiểu là được. Vương Tử Quân cười nói. Sớm biết Chủ tịch Lý yêu thương Chí Tân như vậy, dù gì tôi cũng sẽ giữ anh ấy lại cho anh. Nhưng lúc này công tác động thổ xây dựng đường cao tốc đã rất cấp bách, thành phố La Nam lại là người đi đầu, thế cho nên cũng không thể để cho thành phố Tam Hồ và Triệu Lô vượt mặt được. Điều này là đương nhiên. Nếu như bọn họ vượt mặt thành phố La Nam, như vậy cũng xem như chúng ta bị người ta chê cười. Chí Tân quản lý xây dựng đường cao tốc Sơn La là rất phù hợp, anh ấy là người an tâm chịu khó công tác, có thể nói là nhân tài. Tuy nhìn qua có vẻ còn chưa xứng với năng lực của anh ấy, thế nhưng xây dựng đường cao tốc cũng khá quan trọng, chúng ta cũng chỉ có thể làm phiền anh ấy mà thôi. Lý Quý Niên cảm khái vài câu, sau đó cười nói. Bí thư Vương, tôi báo cáo cho ngài một sự việc. Đó là ngày hôm qua cục du lịch đã phản ánh với tôi, nói là tuy bây giờ cầu đường chưa làm xong nhưng đã có nhiều du khách đi đến núi Cô Yên Sơn, cũng có không ít phóng viên xuất hiện ở phim trường của đoàn làm phim Thiên Kiếm Vấn Tình, còn có một tờ báo ở phương Nam đăng bài Cô Yên Sơn du ký. Xem ra hạng mục du lịch Cô Yên Sơn không phát triển là không được. Vương Tử Quân lần đầu nghe thấy những chuyện thế này, hắn thật sự rất có lòng tin với cảnh đẹp của núi Cô Yên Sơn. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, phát triển du lịch Cô Yên Sơn là một khởi đầu không tệ, nhưng lúc này có chút ít khách đến Cô Yên Sơn, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, để cho huyện Dương Phong làm tốt công tác phục vụ ở Cô Yên Sơn. Đặc biệt là những vùng có địa thế hiểm yếu, càng làm tốt công tác bảo đảm an toàn, nếu không suy xét tốt phương diện này thì chỉ sợ tương lai sẽ xảy ra vấn đề. Lý Quý Niên thầm chấn động, hắn thật sự không nghĩ đến phương diện này, bây giờ nghĩ đến tuyến trên chú trọng công tác an toàn. Càng thật sự thêm bội phục Vương Tử Quân vài phần. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, sẽ cố gắng nắm bắt thật chặt. Lý Quý Niên nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp. Hôm nay có một vị phó giám đốc của công ty Đông Du đến thành phố chúng ta, bọn họ nói muốn cùng chúng ta bỏ vốn làm con đường hơn 100 km từ thành phố Tam Hồ đến Cô Yên Sơn, nhưng yêu cầu hạn ngạch đầu tư lại là bọn họ 6 chúng ta 4. Đây là chuyện tốt. Xem ra bọn họ đang chuẩn bị thúc đẩy nhanh chóng khai phá Cô Yên Sơn. Lúc này đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La đều cần thời gian hơn một năm, chúng ta chờ được nhưng thật sự là bọn họ không chờ được. Vương Tử Quân đã đoán được tâm tư của công ty Đông Du, nhưng hắn cũng có tính toán với con đường này.
Vốn hắn chuẩn bị bỏ tài chính của thành phố ra để làm lại, bây giờ có công ty Đông Du bỏ ra hơn một nửa số tiền, tất nhiên hắn sẽ không phản đối. Hai người tiếp tục nói về phương diện công tác, Lý Quý Niên lại châm trà vào ly cho Vương Tử Quân, sau đó mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, phương diện điều chỉnh nhân sự lần này, với ý kiến cá nhân của tôi, khối chính quyền hoàn toàn phục tùng quyết định của thị ủy. Lý Quý Niên nói rất hàm xúc, hắn không nói đến Vương Tử Quân mà nói đến thị ủy, lại biểu đạt thái độ của mình rất đúng chỗ. Thị ủy có đôi khi là rất rộng, thế nhưng vào những trường hợp đặc biệt thì lại có nghĩa hẹp. Người trong quan trường phát biểu ý kiến thì ngoài miệng luôn là ý kiến cá nhân, nếu không nói là ý kiến cá nhân thì sẽ có ý nghĩa khác. Bình thường hạ cấp đến trước mặt thượng cấp cũng cho ra ý kiến cá nhân, như vậy sẽ có ý khiêm tốn, thượng cấp nói ra ý kiến cá nhân trước mặt thủ hạ cũng là biểu hiện khiêm tốn nhưng thực chất lại là khẳng định cường điệu quyền uy của mình. Lý Quý Niên bây giờ mở miệng, bỏ qua ý nghĩa bình thường, rõ ràng là cá nhân tôi cực kỳ tôn trọng Bí Thư Vương. Lý Quý Niên còn ném vào hai chữ thị ủy. Tất nhiên thị ủy sẽ liên hệ trực tiếp đến Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân không thích như thế này, thế nhưng ý nghĩa lời nói của Lý Quý Niên đã quá rõ ràng. Chương 742, 2, gió mây bùng nổ. Lý Quý Niên giúp đỡ mình ở sự kiện này, đây là một tình huống cực kỳ khó có được. Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố hai tay liên hợp, càng xem như là một lực lượng khó thể chống lại. Dù là Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy có quyền lên tiếng rất lớn trong sự kiện nhân sự lần này, thế nhưng Bí thư thị ủy và Chủ tịch thành phố liên hợp phủ quyết, như vậy sẽ làm cho phương án của phòng tổ chức không thể thông qua. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lý Quý Niên, hắn khẽ cười nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn Chủ tịch Lý. Lý Quý Niên cũng không nói đến chủ đề vừa rồi, hắn thay đổi chủ đề. Trung tá Mạc đến thành phố La Nam chúng ta một thời gian ngắn, vợ nhà tôi luôn muốn mời Trung tá Mạc một bữa cơm. Bí thư Vương, ngài xem khi nào có thời gian thì sắp xếp chung vui. Vì bà vợ tôi nấu cơm ăn rất ngon. Tôi cũng có nghe nói về phương diện này, chị nhà thật sự là đệ nhất trong khu nhà thường ủy thị ủy. Nhưng này Chủ tịch Lý, có một điều tôi cần phê bình, chị nhà đang còn rất trẻ, anh mở miệng nói bà vợ là không được. Lý Quý Niên nghe thấy Vương Tử Quân nói lời ẩn giấu như vậy thì nở nụ cười, hắn lại dùng giọng ha hả nói. Ôi, vợ tôi vóc dáng khó coi, nếu so sánh với Trung tá Mạc, đúng là người thường với tiên nữ. Hai người Vương Tử Quân và Lý Quý Niên cùng cười phá lên ha hả. Lý Quý Niên sở dĩ giúp đỡ Vương Tử Quân cũng là vì đã chú tâm suy xét rất kỹ. Tuy hắn mong muốn Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng có tranh chấp lớn thì mình mới có lợi, thế nhưng thành phố La Nam đang chuyển biến từng ngày kể từ khi Vương Tử Quân đến nhận công tác, hơn nữa Vương Tử Quân lại luôn giữ gìn danh dự cho hắn ở hội chợ xúc tiến thương mại, thế nên lần này hắn quyết định đứng về phía Vương Tử Quân. Nhưng nếu so sánh với những lý do kia, điều cuối cùng làm cho Lý Quý Niên cho ra quyết định đó là niềm tin vào Vương Tử Quân. Hắn biết rõ tính cách của Vương Tử Quân, hắn tin Vương Tử Quân căn bản sẽ không thất bại trong sự kiện giành quyền nhân sự lần này. Gần đây có nhiều người đến phòng làm việc và đến nhà tìm Lý Quý Niên. Hắn là người công tác nhiều năm ở thành phố La Nam, hắn là người có độ nặng rất lớn, thế nên đến tối hắn cũng không về nhà. Hiện tại đang ở vào thời điểm điều chỉnh ban ngành. Tất nhiên đám cán bộ cấp dưới sẽ luôn tranh thủ chạy đi tìm thượng cấp. Những người kia liên tục chạy đến nhà tìm Lý Quý Niên, khi không thấy có lãnh đạo ở nhà thì chạy đến phòng làm việc tìm. Đám người này mở miệng với danh nghĩa là báo cáo công tác, thật ra cũng không có quá nhiều công tác để báo cáo. Lý Quý Niên hiểu tâm tư của bọn họ, nhưng nghe phải xem ý, tìm kiếm thật giả. Lúc này là thời điểm điều chỉnh cán bộ, hắn cũng không thể nào mở miệng cho ra lời hứa hẹn với người ta. Có đôi khi những lời nói trước khi điều động chính là ám hiệu, là do chiều gió, nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tổ chức có thể thăm dò Trương Tam, cũng có thể xem xét Lý Tứ, hoặc có thể động đến Vương Ngũ, quan trọng là trình tự của tổ chức là như thế nào. Người có quyền cho ra ám hiệu thì thật sự có quyền quyết định vận mệnh của con người, ai đến tìm anh xin ám hiệu hay đo chiều gió chính là môn sinh của anh, những thứ này thật sự sẽ liên quan đến vận mệnh chính trị của anh. Đám người đến tận cửa tìm đều là lãnh đạo. Bọn họ đều đang gấp đến mức bứt đầu vào tai, bộ dạng muốn nói lại thôi, nhìn qua thật sự rất có ý muốn nói rõ sự việc cho xong. Thế nhưng Lý Quý Niên lại giả vờ hồ đồ, dù là ai đến thì cũng chỉ nói vài câu rồi đuổi đi. Không phải Lý Quý Niên không chú trọng nhân tình, thế nhưng Vương Tử Quân bên kia quá mạnh, lãnh đạo đứng đầu có thực lực quá khủng khiếp, hắn căn bản không thể nào lay động được. Vương Tử Quân nói vài câu chuyện phiếm với Lý Quý Niên, mà Lý Quý Niên cũng chuẩn bị rời đi.
Vương Tử Quân nhìn hình bóng Lý Quý Niên chuẩn bị rời đi, hắn khẽ nói. Chủ tịch Lý, lúc này không những cải cách thể chế kinh tế, còn phải cải cách cả cơ chế cán bộ. Thành phố La Nam chúng ta hiện tại đang ở trong con nước lớn cải cách, thật sự đang cần tích cực quán triệt chỉ thị tinh thần của thượng cấp, kiên trì nguyên tắc đảng quản lý tất cả. Chúng ta sẽ tiến thêm một bước trong công tác tăng cường phân công cán bộ công khai, ngang hàng, cạnh tranh, đề cao nguyên tắc chọn lựa ưu tú, chọn người có năng lực, có thể làm được việc để đề bạt đến cương vị phù hợp. Lý Quý Niên nhai nuốt những lời của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sáng tỏ. Hắn thầm cảm thấy may mắn, chính mình xem ra đã có quyết định đúng đắn. Tút tút tút, chuông điện thoại của Vương Tử Quân khẽ vang lên. Hắn có hai bộ điện thoại, một chiếc ở trong tay đồng chí Tân, một chiếc điện thoại tư nhân ở trong tay mình, nhưng số người biết được số điện thoại này cũng không nhiều. Vương Tử Quân nhìn số di động quen thuộc trên màn hình, hắn nở nụ cười vui vẻ, sau đó nghe máy, chợt nghe bên trong vang lên những âm thanh IA. Tiểu Bắc, em làm gì con trai của anh vậy? Ngày nào cũng bắt con phải biểu diễn, coi chừng anh đấy nhé. Vương Tử Quân cười mở lời trêu chọc Mạc Tiểu Bắc ở bên kia. Chồng, vừa rồi em nói chuyện với con, nó vừa mới kêu ba ba, thật sự làm em kích động. Giọng điệu trong trẻo của Mạc Tiểu Bắc truyền đến từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, tuy hắn biết rõ sau này tất nhiên con trai sẽ gọi mình là ba ba, thế nhưng tình huống Mạc Tiểu Bắc nói ra lại khác, đó là nó vô thức nói ra, làm hắn thật sự có chút kích động. Thật vậy à, tốt quá, xem ra con trai cũng biết là ba ba tốt. Vương Tử Quân cảm khái một tiếng, sau đó đổ hết công lao lên đầu mình. Hừ, anh này đúng là, anh cảm thấy mình tỏa sáng lắm sao, con trai gọi mẹ từ trước rồi cơ. Mạc Tiểu Bắc hờn dỗi nói, nàng có chút do dự, cuối cùng khẽ nói. Hôm nay khi nào thì về? Chiều nay phải mở hội nghị thường ủy, có lẽ đến tối mới về nhà. Vương Tử Quân cảm thấy có chút áy náy với Mạc Tiểu Bắc, dù hắn cố gắng áp xúc công tác của mình, thế nhưng thời gian về nhà vẫn khó được đảm bảo. Hắn là lãnh đạo một thành phố đang dần biểu hiện sức mạnh như thành phố La Nam, thật sự là có rất nhiều chuyện cần hắn làm. À, vậy thì mọi người sẽ không chờ anh về ăn cơm. Mạc Tiểu Bắc vẫn dùng giọng điệu trong trẻo thấy hiểu lòng người như vậy. Vương Tử Quân cảm thấy có chút áy náy, hắn trêu chọc Mạc Tiểu Bắc ở nhà nuôi con khổ cực, sau đó mới cúp điện thoại. Bí thư Vương, đã đến lúc mở hội nghị thường ủy. Đồng chí Tân gõ cửa phòng đi đến, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ treo tường, hắn chợt gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi qua. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, hắn có quyền lực đi đến phòng họp thường ủy vào thời điểm cuối cùng. Khi hắn đi trên hành lang yên tĩnh, có nhiều cán bộ mở miệng chào hỏi. Tuy hắn căn bản không thể nào biết tên đám cán bộ này, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười và khẽ gật đầu với bọn họ. Chương 743, anh chính là món rau trộn. Sau khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam nhận chức, trong thể chế quan trường thành phố La Nam có truyền ra rất nhiều chuyện lý thú. Tạm thời chưa xét đến phương diện đúng hay sai, mỗi sự kiện đều cực kỳ có cá tính. Nghe nói có một lần mở hội nghị chuyên đề với các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành, không có quá nhiều người đến tham gia. Đến giờ họp thì Vương Tử Quân ngồi xuống ghế nhìn một vòng khắp chung quanh, sau đó hắn cười hỏi. Thư ký trưởng Kim, phương diện thông báo hội nghị như thế nào? Không phải đã nói các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành phải đến tham gia sao? Thế nào tôi lại thấy toàn các vị cấp phó như thế này? Kim Điền Lạc sờ sờ đầu, hắn nở nụ cười làm lành nói. Điều này, Vương Tử Quân không chờ Kim Điền Lạc nói tiếp, hắn lên tiếng. Có một kỷ luật vốn không cần phải tuyên bố, hôm nay tôi nhắc lại. Thị ủy đã cho ra thông báo rõ ràng về hội nghị, tất cả các đơn vị ban ngành đều phải đến tham gia hội nghị theo đúng như thông báo. Mong các vị cấp phó ở đây chú ý, bây giờ các anh rút đi, tôi cho các anh 20 phút, các anh phải liên hệ với lãnh đạo của mình, 20 phút sau tôi sẽ tiếp tục mở hội nghị. Sau này hễ thị ủy tổ chức hội nghị, nếu như lãnh đạo đơn vị không có mặt ở nhà, như vậy muốn cấp phó đến tham gia thay mình phải báo cáo và nhân được sự đồng ý của thị ủy. Không gian vốn xôn xao chợt lạnh ngắt như tờ, vài vị cấp phó tỏ ra mất tự nhiên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau gió đứng lên đi ra ngoài phòng. Những lãnh đạo đứng đầu đơn vị dã nhanh chóng đến trình diện, sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Vương Tử Quân thấy mọi người đã đến đủ, thế là ngẩng đầu lên nói. Các anh ngồi ở phía sau làm gì? Là sợ tôi ăn thịt các anh, hay là muốn phân biệt rõ giới hạn với tôi?
Tất cả nhanh chóng lên phía trước ngồi cho tôi. Mọi người lại tranh thủ tiến lên ngồi ở những hàng ghế đầu, Vương Tử Quân nói tiếp. Mong mọi người chú ý, thành phố La Nam cần phát triển, điều quan trọng nhất chính là nhân tài, các vị đang ngồi đây chính là những viên chỉ huy trên chiếc xe chiến đấu của thành phố La Nam. Các đồng chí, từ hôm nay trở đi phương diện chỉnh đốn tác phong của cán bộ thành phố La Nam sẽ bắt đầu từ các vị. Theo như tôi biết thì đây chính là công tác kỷ luật tối thiểu nhất, nếu các đồng chí còn không làm được, như vậy sao có thể làm lãnh đạo, sao có thể phục tùng tổ chức. Được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Sau này những đồng chí tham dự hội nghị của Vương Tử Quân đều tỏ ra cực kỳ chăm chú, mỗi lần đều chú ý lắng nghe, thậm chí còn liên tục ghi bút ký. Có người quên mang sổ thì lấy giấy ghi chép, khoa tay múa chân rất bận rộn. Nhưng sau này dù là hội nghị lớn hay nhỏ, chỉ cần có Vương Tử Quân tham gia, tất cả nhân viên đều đến đầy đủ, ai cũng sớm an vị trong phòng họp, ánh mắt chờ mong Vương Tử Quân đến. Vương Tử Quân đang đi trên hành lang chợt đụng mặt Phó Bí Thư Thị ủy kiêm Bí Thư ủy Ban Kỷ luật Trương Hợp Tuân đang vội vàng đi tới. Khi thấy Vương Tử Quân thì Trương Hợp Tuân ngại ngùng nói. Bí Thư Vương, hôm nay tôi đến huyện Dương Cương nghiên cứu công tác, trên đường về có chút kẹt xe, thế cho nên mới đến muộn. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí Thư Trương, anh không cần phải gấp, vẫn còn một chút nữa mới đến lúc mở hội nghị. Hi hi, Bí Thư Vương. Lần này không biết có phải là trùng hợp không, có hai chiếc xe va quẹt vào nhau. Tuy không có chuyện lớn gì xảy ra, thế nhưng hai bên đều không nhường nhịn, để cho xe chắn cả đường. Nói thật chỉ hôm nay tôi mới gặp phải tình huống này trong thành phố La Nam, trước kia trong thành phố La Nam căn bản chưa từng phát sinh tình huống kẹt xe như vậy, huống hồ là ở vùng ngoại ô. Xem ra lần này thành phố La Nam đã thật sự đang phát triển mạnh mẽ, dòng người cuồn cuộn thật sự là một nguồn tài nguyên hiếm có. Trường hợp tuân nhanh chóng tiến lên bắt kịp tiến độ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Phương diện giao thông cần phải tăng cường quản lý, đặc biệt là thành phố La Nam chúng ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, xe hơi sẽ ngày càng nhiều, phương diện an toàn giao thông càng cần phải chú trọng. Ôi, góc nhìn của lãnh đạo thật sự không tầm thường, là nhìn xa trông rộng. Lúc này cả xã hội ai cũng có tâm tính nóng nảy. Anh nghĩ mà xem, đi đường có khi nào không va chạm. Thật ra chỉ là chút ma sát, chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần lui một bước là trời cao biển rộng, nhường nhịn nhau một chút là xong mà thôi. Trường hợp tuân nói xong thì cười lên ha hả, giống như rất đắc ý vì tài ăn nói của mình. Vương Tử Quân cũng cười nhưng không phát biểu ý kiến, thế nhưng ánh mắt lại rơi lên người của Trường hợp tuân. Trong ấn tượng của Vương Tử Quân thì Trường hợp tuân luôn là người không đơn giản, là người trưởng thành trầm ổn và lão luyện, làm việc rất khéo léo giỏi giang. Vừa rồi người này rõ ràng mở miệng khuyên Vương Tử Quân nên uyển chuyển lùi một bước trong sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này, hơn nữa lại càng có ý nghĩa coi mình là người hòa giải. Bí thư Trương nói rất đúng, phần lớn tình huống là nên dĩ hòa vi quý. Khóe miệng Vương Tử Quân khẽ nhếch lên, hắn lại mở miệng tiếp tục. Nhưng những phương diện mang tính nguyên tắc thì căn bản không thể nào nói lời ba phải cho được, ví dụ như phương diện giao thông khó tránh khỏi ma sát. Một khi xảy ra sự cố thì trách nhiệm phải được phân biệt rõ ràng. Không thể nào để cho đám lái xe trốn tránh trách nhiệm, cũng không thể dung túng cho kẻ phạm tội. Nếu chúng ta không nắm chắc phương hướng, như vậy sẽ khó đảm bảo tính nguyên tắc, kết quả sẽ làm cho sự cố giao thông xảy ra càng nhiều hơn. Trường hợp tuân luôn nở nụ cười thế nhưng chút vui vẻ trong ánh mắt đã tan biến gần hết. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ lợi dụng phương diện kẹt xe để bày tỏ ý kiến của mình với Vương Tử Quân. Muốn Vương Tử Quân thấu hiểu sự thật. Không ngờ Vương Tử Quân lại căn bản không quan tâm, ngược lại còn lấy luật giao thông ra để từ chối phương án của mình. Dựa theo nguyên tắc pháp luật sao? Sự thật thì cuộc sống nào có đơn giản như vậy? Trường hợp tuân thầm cười lạnh, thế nhưng hắn vẫn gật đầu cười nói. Bí thư Vương nói đúng, sao tôi lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Hai người nói cười vài câu, sau đó đi đến bên ngoài phòng họp. Lúc này đám nhân viên công tác đang bận rộn di chuyển những vật dụng dành cho hội nghị thường ủy, khi thấy hai người đi vào thì bọn họ nhanh chóng cung kính cúi người chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đám nhân viên công tác, khi hắn chuẩn bị bước vào phòng thì thấy trưởng phòng tổ chức thị ủy Tôn Chiêu Hy đi từ bên kia đến. Tôn Chiêu Hy đi cũng không nhanh, khi thấy Vương Tử Quân thì hắn có chút chần chừ, sau đó đi đến khẽ chào hỏi. Bí thư Vương, trưởng phòng Tôn, chúng ta cùng nhau vào thôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tôn Chiêu Hy, sau đó dùng giọng tươi cười nói. Tôn Chiêu Hy lần này vốn đã đi đến sớm, thế nhưng đi đường lại phát hiện mình quên mang theo vài món, vì vậy quay về phòng làm việc của mình.
hắn thật sự không ngờ lại gặp Vương Tử Quân ở ngay trước cửa phòng họp thường ủy. Nói thật thì hai ngày qua tâm tình của Tôn Chiêu Hy thật sự không tốt, ngoài phương diện điều chỉnh nhân sự, điều làm hắn phiền lòng nhất là con trai Tôn Tĩnh Viễn. Dù con trai phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thế nhưng máu mủ tình thân căn bản là không thể nào xóa đi được, hắn sao có thể yên tâm cho được. Dù lúc này Tôn Chiêu Hy còn chưa biết con trai Tôn Tĩnh Viễn đã cùng Trịnh Khiếu Đống làm ăn lớn như thế nào, nhưng nhìn vào biểu hiện của con trai, hắn biết con mình ném vào một số tiền không nhỏ. Chương 744, một cán bộ cần được quần chúng quyết định. Tôn Chiêu Hy tất nhiên rất sủng ái đứa con duy nhất của mình, nhưng hắn vẫn hiểu đạo lý giấy không gói được lửa. Nhưng trong lòng hắn luôn có tồn tại cảm giác may mắn, chính là vì điều này làm hắn kiên định đứng về phía Lục Ngọc Hùng. Tôn Chiêu Hy biết rõ lực ảnh hưởng của mình với sự kiện điều động Nhan Sự lần này. Hắn là trưởng phòng tổ chức, hắn là người có quyền lên tiếng rất nặng ở phương diện nhân sự. Lúc này Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng tranh đoạt quyền nhân sự, hắn chỉ cần ủng hộ một bên, như vậy bên kia sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nói thật, nếu không phải vì con trai bảo bối của mình là Tôn Tĩnh Viễn, Tôn Chiêu Hy căn bản sẽ có thiên hướng về phía Vương Tử Quân. Nhưng dưới tình huống này hắn không có lựa chọn nào khác, giống như hắn đã ném lập trường của mình ra ngoài, hắn biết bây giờ mình căn bản không còn đường lui. Từ hành lang đi đến cửa phòng họp chỉ có vài bước, thế nhưng Tôn Chiêu Hy lại cảm thấy nó rất xa xôi, hắn khẽ nói. Bí thư Vương, thật sự xin lỗi. Tôn Chiêu Hy nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ một mình Vương Tử Quân ở bên cạnh hắn mới nghe được. Ánh mắt Vương Tử Quân đặt lên người Tôn Chiêu Hy, sau khi nghe Tôn Chiêu Hy lên tiếng thì hắn chợt nở nụ cười nhẹ nhàng. Không có vấn đề, thật ra anh cũng không quá quan trọng như tôi tưởng. Một âm thanh nhẹ nhàng của Vương Tử Quân rơi vào trong tai làm cho Tôn Chiêu Hy đang bình tĩnh phải sinh ra cảm giác run rẩy. Vương Tử Quân nói rất đơn giản, nói rất tùy ý và lạnh nhạt, thế nhưng lời nói lại giống như búa tạ đập lên đầu Tôn Chiêu Hy. Thật ra anh cũng không quan trọng như vậy Bí Thư Vương nói là tự mình đa tình. Bí Thư Vương cũng không trông mong vào một phiếu của mình. Tôn Chiêu Hy thật sự có chút khó khăn, hắn chợt cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Hắn muốn giải thích vài lời với Vương Tử Quân, thế nhưng thời gian thật sự không còn phù hợp. Vương Tử Quân cũng không thèm nhìn Tôn Chiêu Hy, tiếp tục đi về phía trước. Tôn Chiêu Hy nhìn Vương Tử Quân đi vào trong phòng họp, chút áy náy trong lòng hắn chợt tan biến sạch sẽ. Lúc này hắn không còn cảm giác không thoải mái như vừa rồi, trong lòng chợt bùng ra chiến ý mãnh liệt, một loại chiến ý muốn chứng minh sự hiện diện, sự quan trọng của mình trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân, tôi phải cho anh biết tôi quan trọng như thế nào. Ý nghĩ này điên cuồng xuất hiện trong đầu Tôn Chiêu Hy, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó cất bước đi vào phòng họp, các vị thường ủy đã ngồi đầy đủ ở bên trong. Vương Tử Quân vừa xuất hiện thì phòng họp chợt yên tĩnh, những người vừa rồi còn lên tiếng nói chuyện đã dừng lời, không tiếp tục xôn xao bàn tán, thật sự rất yên tĩnh. Từng ánh mắt phức tạp không đồng nhất cuối cùng đổ lên người Vương Tử Quân, tuy bọn họ đều biết hội nghị lần này nghiên cứu về vấn đề gì. Thế nhưng Bí Thư Vương vẫn là tiêu điểm của bọn họ. Các đồng chí, chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy hôm nay với mục đích là... Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía, giọng nói có hơi lớn. Tuy người nào cũng biết mục đích của hội nghị thường ủy lần này chính là nghiên cứu vấn đề nhân sự, thế nhưng khi hội nghị thường ủy bắt đầu thì chính là nghiên cứu vấn đề phối hợp và xây dựng đường cao tốc Sơn La và đường sắt Mân Cô. Đối với những hạng mục trên cơ bản đã được quyết định như thế này, trên cơ bản thì đám thường ủy đều không phát biểu ý kiến gì khác. Khi Chủ tịch Lý Quý Niên đề nghị cho đồng chí Tân đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng xây dựng đường cao tốc Sơn La, cũng được thông qua nhanh chóng. Một loạt đề tài thảo luận được thông qua, thế nhưng trong đầu đám người lại không khỏi bùng lên những mạch nước ngầm. Khói thuốc không biết bay lên từ khi nào, phòng họp dần dày đặc khói, càng làm cho không gian có thêm vài phần thần bí. Vương Tử Quân luôn nở nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn đám người tham gia hội nghị. Trong lòng thầm suy nghĩ về những gì mình đã chuẩn bị ngày hôm nay. Khi đã quyết định cơ cấu văn phòng của hạng mục du lịch Cô Yên Sơn, từng ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Đề tài thảo luận kế tiếp chính là phương diện nghiên cứu điều chỉnh nhân sự. Phương diện điều chỉnh nhân sự mẫn cảm chính là nguyên nhân gây ra những rối loạn gần đây trong thành phố La Nam. Nó cũng là một chướng ngại khiêu chiến quyền lực của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Phương án của phòng tổ chức căn bản là không hợp với tâm ý của Bí Thư Vương. Điều này cũng không phải là bí mật. Trên phương diện nhân sự thì không có bất kỳ người nào không có ai là người quen hay bạn bè, càng là một mớ rối loạn, tất nhiên những người có chút quyền nhân sự đều tranh thủ cho mình,
dù sao thì chén canh này cũng không thể buông tha cho người khác được. Trước đó trưởng phòng Tôn đã báo cáo tình huống cán bộ thành phố LA Nam cho tôi, có nhiều cán bộ đến thời điểm về hưu, có nhiều cán bộ đến niên hạn nhận chức cần điều chỉnh. Lúc này đã đến mùa đông, nếu như không thể hoàn thành điều chỉnh lần này trước mùa đông, rất có thể tạo thành ảnh hưởng kinh tế với năm mới. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt dừng lại một lát trên mặt Tôn Chiêu Hy. Lúc này Tôn Chiêu Hy vẫn mỉm cười, hắn lẳng lặng đón ánh mắt của Vương Tử Quân, dùng biểu hiện của mình để tỏ ra thản nhiên với sự kiện lần này. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Phòng tổ chức cho ra một phương án điều chỉnh, tôi nhìn qua, cảm thấy các đồng chí phòng tổ chức thật sự rất dụng tâm. Vương Tử Quân nói hai chữ dụng tâm thật sự rất bình thản, nhưng phần lớn tâm tư của mọi người đều đặt ở hai chữ này. Đây rõ ràng là không nói gì là tốt, cũng không nói cái gì là không tốt, mà là dụng tâm. Đám thường ủy nơi đây đều hiểu trạng thái giữa Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng, thế cho nên ai cũng cố gắng suy đoán tâm tư của bí thư Vương Tử Quân. Tôi đến thành phố La Nam còn chưa được nửa năm, tôi cũng chỉ là cơ bản hiểu rõ về cán bộ thành phố La Nam, tôi chỉ miễn cưỡng dò tìm được vị trí các vị trong danh sách phòng tổ chức đưa lên, thế nhưng tôi căn bản không hiểu rõ năng lực của bọn họ là như thế nào. Đám người vốn suy đoán Vương Tử Quân sẽ mở lời gõ lên đầu Tôn Chiêu Hy, bây giờ lại bắt đầu suy đoán tâm tư của Vương Tử Quân. Bây giờ Bí Thư Vương nói như vậy, hầu như là một bước làm đệm, chuẩn bị đặt vụ này xuống, xem như hoãn lại. Lãnh đạo đứng đầu thị ủy còn chưa biết năng lực công tác của các đồng chí bên dưới, như vậy điều chỉnh nhân sự bây giờ xem ra là khá gấp gáp, nếu hỏa hoãn chờ dịp khác, đến khi nào điều chỉnh thì phải nhìn vào tâm tình của Bí Thư Vương. Lục Ngọc Hùng thật sự giống như một khối nham thạch muôn đời không đổi, hắn không nói lời nào, chỉ hít vào một hơi thuốc thật mạnh. Hắn đều chăm chú lắng nghe những lời của Vương Tử Quân, khi nghe thấy Bí Thư Vương nói rằng mình chưa hiểu rõ năng lực của đám cán bộ kia. Hắn thật sự muốn xem vị bí thư thị ủy cao siêu này sẽ làm sao để áp chế nó xuống. Chương 744, hai cán bộ cần được quần chúng quyết định. Sự việc này rơi vào trạng thái hỏa hoãn, Lục Ngọc Hùng cũng không phản đối, vì nó không những Vương Tử Quân phải lui bước ở phương diện nhân sự ở thành phố La Nam, càng có ý nghĩa là những người đang có vị trí quan trọng trong quan trường La Nam cũng không cần phải điều chỉnh. Cộng sự với Vương Tử Quân thật sự rất mệt. Đây là lời cảm khái thật lòng của Lục Ngọc Hùng. Hắn đã trải qua một lần cộng sự với bí thư Trình Tự Học, hắn luôn cảm thấy mình là người tài giỏi, nhưng bây giờ ở chung với Vương Tử Quân, hắn không biết vì sao mà mình luôn sinh ra cảm giác chột dạ. Nếu so với Lục Ngọc Hùng thì Tôn Chiêu Hy lại thở dài một hơi, hắn lại có chút thất lạc. Hắn vốn muốn làm cho Vương Tử Quân biết sự quan trọng của mình, nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại ném ra cái cớ chưa quen thuộc cán bộ để hòa hoãn không điều chỉnh nhân sự. Điều này làm hắn sinh ra cảm giác siết chặt nắm đấm nhưng lại không tìm được mục tiêu phát lực. Chỉ là Tôn Chiêu Hy không phát lực thì cũng chỉ có thể nhịn, dù sao Vương Tử Quân cũng là bí thư thị ủy, hắn dù có lực lượng cũng chỉ có thể gắng gượng buông tay mà thôi. Nhưng tôi không quen thuộc cũng không có vấn đề, các vị ngồi đây chắc chắn sẽ hiểu rõ về các đồng chí được điều động, những đồng chí cộng sự sẽ hiểu về bọn họ. Tôi tin tưởng ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Bọn họ nhất định sẽ cho ra một lời đề cử và bình phán chính xác nhất. Các vị đồng chí, gần đây chúng ta điều động nhân sự luôn chú ý công khai, ngang hàng, cạnh tranh, chọn người ưu tú. Mục đích chính là thông qua con đường này để đem những cán bộ có năng lực mạnh mẽ, có khả năng chịu trách nhiệm, có thể giỏi kiềm chế, có thể làm ra những thành tích thực tế cống hiến cho nhân dân và đất nước, cố gắng cho bọn họ tiến lên một tầm cao phù hợp. Giọng nói của Vương Tử Quân càng thêm vang dội. Thế nhưng lời lẽ đột nhiên biến đổi lại làm cho đám người cảm thấy chấn động. Trong nước đều luôn có những lời thảo luận rất lớn về phương diện cải cách nhân sự, nhưng lại không có bất kỳ người nào cho ra được một phương án phù hợp với thực tế. Lúc này Vương Tử Quân nói đến phương diện cải cách nhân sự, tuyệt đối không phải là nói chơi cho qua. Lúc này Vương Tử Quân nói đến phương diện cải cách nhân sự thì người xúc động lớn nhất là Tôn Chiêu Hy. Tuy hắn không biết một bước đi lúc này của Vương Tử Quân là đến chỗ nào, thế nhưng hắn biết rõ, đối phương bước về phía mình. Tôn Chiêu Hy giữ chặt cây bút trong tay, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang suy tư về lời nói của Vương Tử Quân, suy tư xem mình phải tìm lỗi của Vương Tử Quân ở điểm nào để có thể tiến hành phản kích. Tôi cảm thấy thành phố La Nam chúng ta lần này điều chỉnh cán bộ cũng nên xuất phát từ phương hướng như vậy, cần phải đẩy những cán bộ tốt đến những vị trí có lợi cho sự kiến thiết thành phố La Nam. Các vị lãnh đạo Trung ương từng cường điệu, cán bộ có được hay không cần dựa vào sự quyết định của quần chúng, trước khi phân công thì chúng ta nên tiến hành khảo hạch phẩm hạnh của cán bộ, xác lập vị trí của những đồng chí được đề bạt,
đẩy những người có uy tín cao, có năng lực và khả năng lên những vị trí quan trọng hơn. Khảo hạch phẩm hạnh, trước khi phân công điều động phải tiến hành xác định và đánh giá dân chủ. Tôn Chiêu Hy nghe những lời này của Vương Tử Quân, thế là hiểu Bí Thư Vương định làm gì. Chính hắn thật sự nói không nên lời, tuy hắn biết rõ biện pháp này được thông qua sẽ là một chế ước không nhỏ với quyền lợi của mình, thế nhưng hắn căn bản không thể nào phản bác được. Tuy Tôn Chiêu Hy cảm thấy mình có thể cho ra không ít lý do để từ chối phương án của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cảm thấy những lý do này nói ra căn bản không bằng nuốt vào bụng. Chẳng lẽ Tôn Chiêu Hy có thể nói tất cả cán bộ đã được vượt qua cả quần chúng? Hắn có thể vỗ ngực đảm bảo cán bộ mình đề bạt sẽ có uy tín cáo trong dân. Nếu có bất cứ vị cán bộ nào trong nhóm được điều động có nghi vấn tham ô ủ bại, như vậy hắn có chịu trách nhiệm hay không? Tôn Chiêu Hy khôn thể làm được như vậy, thế cho nên dù hắn không thoải mái thì cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng mà thôi. Lục Ngọc Hùng đặt bút xuống, hắn là một cán bộ lão thành của công tác tổ chức, thời gian hắn làm công tác tổ chức còn dài hơn cả Tôn Chiêu Hy. Tất nhiên hắn hiểu phương án của Vương Tử Quân có thể được áp dụng trong phòng tổ chức, thế nhưng nói sẽ làm phát sinh khá nhiều vấn đề. Tất nhiên hắn thật sự không muốn nhìn thấy những vấn đề như vậy có thể xuất hiện. Bây giờ hắn cũng rơi vào tình cảnh như Tôn Chiêu Hy, hắn biết mình không thể mở miệng nhưng lại rất cần phải mở miệng. Hắn có chút trầm ngâm, thế là mới nói. Bí thư Vương, chúng ta còn chưa có tiền lệ với phương án xác định và khảo hạch của ngài, nếu như tuyến trên có hỏi, vấn đề này thật sự cũng khó thể ứng phó nổi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đông cứng của Lục Ngọc Hùng, hắn cười nói. Phân công cán bộ lãnh đạo trước nay đều thông qua đủ mọi con đường để khảo hạch, cố gắng đưa những cán bộ ưu tú nhất lên cương vị phù hợp. Tuy khảo hạch và xác định dân chủ trước nay chưa từng có tiền lệ, thế nhưng chỉ cần chúng ta thực hiện công tâm, sẽ đạt được mục đích đưa những cán bộ ưu tú nhất lên vị trí phù hợp nhất. Tôi tin chỉ cần chúng ta xuất phát từ phương diện đẩy mạnh phát triển kinh tế và nâng cao trình độ cuộc sống của nhân dân thành phố La Nam, chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ của tỉnh ủy. Vương Tử Quân mở miệng làm cho Lục Ngọc Hùng căn bản không nói nên lời, dù sao thì Vương Tử Quân cũng đứng trên cao điểm nói với mình. Vương Tử Quân nhìn thấy Lục Ngọc Hùng không nói gì mà trong lòng bùng lên cảm giác sảng khoái, đồng thời cũng cảm tạ những tri thức năm xưa vì chú trọng học tập phương án điều chỉnh cán bộ dân chủ vào đời sau khi công tác trong trường học. Hôm nay hắn sở dĩ có thể nắm đại cục trong tay mình, thứ nhất liên quan đến thân phận và uy tín của hắn ở thành phố La Nam. Quan trọng nhất là vì biện pháp mà hắn nói ra chính là xu hướng của tương lai. Trong thời gian 3 ngày văn phòng thị ủy và phòng tổ chức nhanh chóng cho ra phương án khảo hạch cán bộ, bây giờ phương diện điều chỉnh cán bộ đang cực kỳ gấp gáp, chúng ta cần phải hoàn thành điều chỉnh lần này, cung cấp một cơ sở kiên cố cho sự phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Vương Tử Quân đặt phương án điều chỉnh của phòng tổ chức thành phố La Nam xuống bàn, sau đó hắn trầm giọng nói với Kim Điền Lạc và Tôn Chiêu Hy. Vẻ mặt Tôn Chiêu Hy và Kim Điền Lạc có chút lạnh lẽo, thế nhưng cả hai đều gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Tình huống đối kháng ở hội nghị thường ủy trong suy nghĩ của mọi người cũng không được phát sinh, nhưng thủ đoạn thay đổi như trong chóng của Vương Tử Quân lại làm cho không ít người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại có người đưa mắt nhìn về phía Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy có thói quen cài cặp của mình lại rất nhẹ nhàng, lúc này hắn cũng không có gì khác biệt so với trước đó, nhưng trong lòng hắn cũng không quá bình tĩnh. Hắn nghĩ nhiều nhất không phải là vì mình và Kim Điền Lạc phải cùng kết hợp với nhau cho ra phương án cụ thể, mà là một câu nói của Vương Tử Quân trước khi tham gia hội nghị thường ủy. Thật ra anh cũng không quan trọng như vậy. Chương 745, rót vào một lần, thắng thế một lần. Tôn Chiêu Hy ngồi trong phòng làm việc, hắn lẳng lặng nhìn phần văn kiện còn đang tỏa mùi hương mực in. Tuy hắn thật sự không thoải mái với ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng Bí Thư Vương đã cho ra quyết định ở hội nghị thường ủy, hắn nhất định phải chấp hành. Tôn Chiêu Hy nhìn phần văn kiện trước mặt, trong lòng chợt bùng lên cảm giác không yên. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó lại đặt văn kiện xuống bàn. Tuy văn kiện này không dài, thế nhưng trên cơ bản đã khái quát rất đúng tinh thần chỉ thị của Vương Tử Quân. Lúc này văn kiện đã được đưa xuống cho từng cán bộ bên dưới, hơn nữa ngày mai phòng tổ chức sẽ dựa theo phương án này để tiến hành xác định và đánh giá dân chủ đối với những cán bộ phù hợp điều kiện. Sau khi cân nhắc thì Tôn Chiêu Hy quyết định nhấc điện thoại lên, ngay sau đó đầu bên kia vang lên âm thanh vang dội của Lục Ngọc Hùng. Bí thư Ngọc Hùng, ngày mai phòng tổ chức sẽ tiến hành khảo hạch theo đúng phương án. Tôn Chiêu Hy nói xong, sau đó định hỏi một câu ngài có dặn dò gì không, thế nhưng câu nói này lại không thể ra khỏi miệng. Vì hắn thật sự không có tâm tư nói những lời như vậy với Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng hiểu ý nghĩa lời nói của Tôn Chiêu Hy, hắn có chút trầm ngâm,
sau đó trầm giọng nói. À, chuyện này tôi biết rồi, anh không cần quá lo lắng. Tôn Chiêu Hy rất muốn không quan tâm, thế nhưng hắn hiểu đám cán bộ kia, trong lòng có thể không lo lắng được sao? Hai hàng chân mày của hắn khẽ cau lại, cuối cùng dùng giọng thật lòng nói. Ngài nên sớm làm chuẩn bị với những cán bộ như Chủ tịch huyện Trần Minh Tuấn và Hứa Tranh Viễn. Lục Ngọc Hùng chỉ hừ một tiếng rất hàm hồ, giống như đồng ý mà cũng giống như không. Nhưng Tôn Chiêu Hy thật sự không có tâm tư suy đoán bí thư Lục này có tâm tư gì, hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó rơi vào trầm tư. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc, Tôn Chiêu Hy căn bản không rảnh quan tâm đến điều này. Khi mà tin đồn điều động nhân sự ở thành phố La Nam càng thêm nóng hổi thì điện thoại bàn của Tôn Chiêu Hy chợt biến thành đường dây nóng. Đối với tình huống này thì Tôn Chiêu Hy thật sự rất có kinh nghiệm, vì vậy dưới tình huống bình thường hắn sẽ không quan tâm đến những cuộc điện thoại kia. Nhưng hôm nay hắn liên tục nghe điện thoại, mà xui quỷ khiến thế nào lại nhấc ổng nghe lên. Chào ngài, xin hỏi có phải là chú Tôn không? Cháu là Tiểu Hứa. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh rất nhiệt tình, rất vui vẻ. Tôn Chiêu Hy nghe những lời này mà không khỏi thầm hận mình rõ ràng là tiện tay, không có việc gì sao lại nhận điện thoại của người này. Tôn Chiêu Hy biết rất rõ Tiểu Hứa này, là Hứa Tranh Viễn, con trai của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hứa Vân Sơn, bây giờ chưa đến 40 đã là phó phòng giao thông. Người này gần đây đi rất gần với Lục Ngọc Hùng, nghe nói hai người này còn xưng anh em với nhau. Tôn Chiêu Hy nghĩ đến chuyện hai người kia xưng anh em, thế là khẽ cười. Vừa rồi mình gọi điện thoại cho Lục Ngọc Hùng, bây giờ Hứa Tranh Viễn gọi điện thoại đến gọi mình bằng chú, không phải vai vế của mình cao hơn Lục Ngọc Hùng rồi sao? Những ngày hôm nay Tôn Chiêu Hy thật sự rất bực tức với Lục Ngọc Hùng, bất đắc dĩ không có lực đánh trả, chỉ có thể ép cơn tức này ở trong lòng. Lúc này chút tiện nghi lấy được từ Hứa Tranh Viễn làm cho trong lòng hắn có chút hòa hoãn trở lại. Nhưng Tôn Chiêu Hy cũng không quan tâm đến Hứa Tranh Viễn, chỉ ừ một tiếng mà thôi. Nhưng hắn không lên tiếng thì Hứa Tranh Viễn ở bên kia đã dùng giọng nhiệt tình nói. Chú Tôn, cháu nghe nói phòng tổ chức sẽ áp dụng phương án xác định và đánh giá ở phòng giao thông. Chú, đến lúc đó cháu mong chú quan tâm giúp đỡ một chút. Tôn Chiêu Hy cũng không muốn rông dài với Hứa Tranh Viễn, hắn ử một tiếng cực kỳ hàm hồ rồi đặt điện thoại xuống. Hắn thật sự cảm thấy cậu ấm Hứa Tranh Viễn này thật sự dối hơn cả Chủ tịch huyện Trần Minh Tuấn. Dù hắn chưa từng tiếp xúc với Hứa Tranh Viễn, nhưng lại nghe rõ ràng về những chuyện xấu của người này. Nghe nói Hứa công tử rất háo sắc, ngay cả nhân viên trong phòng của mình cũng không chịu buông tha, cấu kết với những cô gái chưa kết hôn. Có ngày không biết hai người này thế nào mà khóa cửa phòng lại cả ngày, làm hại đám cán bộ ngày hôm đó đến xin con dấu phải chạy đến gặp trưởng phòng giao thông. Sau đó viên chủ nhiệm văn phòng có quan hệ đặc biệt thân thiết lên tiếng nhắc nhở Hứa Tranh Viễn, Hứa lãnh đạo, sau này nếu ngài thích thì tôi sẽ sắp xếp cho ngài, cũng không nên vui vẻ trong văn phòng, người ta sẽ nói này nọ, thỏ khôn không nên ăn gần hang. Thế nhưng lời nói của viên chủ nhiệm này không được trưởng phòng Hứa tiếp nhận. Hứa Tranh Viễn trừng mắt dùng giọng không kiên nhẫn để bác bỏ lời viên chủ nhiệm văn phòng, bên cạnh ổ có cỏ thì cần gì phải chạy khắp núi. Chút vấn đề phát sinh trong văn phòng cũng không có gì quá, nhiều lắm thì nói vài câu. Nhưng không biết ngày hôm đó có phải là trưởng phòng Hứa vui vẻ quá trớn hay không, thế là kéo nhân viên nữ vào phòng làm ồn, đám người đến báo cáo công tác không khỏi được nghe những âm thanh không hay. Tất nhiên đây chỉ là một chuyện, còn những chuyện khác cũng không thiếu, thế nhưng Tôn Chiêu Hy lại mặc kệ. Chỉ là với nhân phẩm quá thấp kém như vậy, trưởng phòng Hứa có thể chống lại khảo hạch được sao? Tôn Chiêu Hy nghĩ đến phương diện khảo hạch lần này có cả sự tham dự của nhân viên ủy ban kỷ luật và phòng giám sát thị ủy, trong lòng thật sự rất lo lắng. Đối phương là loại người không ra gì, đã chôn sâu vào hố bùn, anh có thể kéo hắn lên được sao? Trời sắp mưa, cô gái sắp lấy chồng, Tôn Chiêu Hy xem như đã làm hết phận sự của mình, còn kết quả là thế nào thì chỉ có thể nhìn vào đối phương. Tôn Chiêu Hy thầm mắng một tiếng, sau đó dùng tay bóp nát điếu thuốc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài, nghe tiếng gõ cửa thì Tôn Chiêu Hy nhanh chóng khôi phục lại vẻ uy nghiêm của mình. Hắn nói một câu mời vào, ngay sau đó cửa đã bị đẩy ra, phó phòng tổ chức Triệu Quang Phi nhanh chóng bước đến. Triệu Quang Phi hơn 40 tuổi, mái tóc bóng loáng, từ khi tốt nghiệp đại học ở thủ đô thì luôn nói tiếng phổ thông cực kỳ lưu loát, biểu hiện sự khác biệt của mình và người khác. Trong mắt nhiều cán bộ thì Triệu Quang Phi là lãnh đạo có khí độ, nhưng trước mắt Tôn Chiêu Hy thì chỉ có thể kính cẩn cúi đầu lắng nghe mà thôi. Trưởng phòng Tôn, anh tìm tôi sao? Triệu Quang Phi đi đến trước mặt Tôn Chiêu Hy thì khẽ cười hỏi.
Tôn Triệu Hy phất phất tay nói. Anh ngồi đi. Đợi Triệu Quang Phi cung kính ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình, Tôn Triệu Hy mới nói. Quang Phi, phương án xác định đánh giá với những cán bộ được đề cử lần này là rất quan trọng với công tác điều chỉnh nhân sự của thị ủy. Lần này anh xuống dưới nhất định phải đứng ở độ cao chính trị, lấy đại cục làm trọng, có thái độ đoan chính để xử lý những vấn đề này. Tôn Triệu Hy biết rõ về Triệu Quang Phi, đây là người mà hắn đề bạt lên, đối phương hiểu rõ tâm tư của mình. Nhiều khi mình chỉ vừa có một ý nghĩ thì Triệu Quang Phi đã nhanh chóng đi làm rồi. Cũng vì Triệu Quang Phi luôn nhìn thấu tâm tư của Tôn Triệu Hy, thế cho nên Tôn Triệu Hy mới dùng tất cả sức lực nói ra những người được Lục Ngọc Hùng đề cử, công tác xác định đánh giá cán bộ được đề cử lần này được giao hoàn toàn cho Triệu Quang Phi. Trưởng phòng Tôn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng làm tốt công tác này. Triệu Quang Phi không chút do dự, hắn trầm giọng đảm bảo với Tôn Triệu Hy. À, anh phải chăm chú tiếp thu chỉ thị tinh thần của thị ủy, hiểu rõ phương án điều chỉnh cán bộ lần này, nhất định phải cho ra một kết quả khách quan, cung cấp tư liệu trực tiếp nhất cho quyết sách của thị ủy. Tôn Triệu Hy nói bằng giọng điệu cực kỳ ổn định, nhưng Triệu Quang Phi lại hoàn toàn có thể tiếp nhận được những gì ẩn giấu ở bên trong. Chương 746, một rượu bày tỏ cảm tình. Sau khi nói ra vài vấn đề yêu cầu Triệu Quang Phi chú ý, Tôn Triệu Hy lúc này mới rời khỏi phòng. Bầu không khí đã trở nên u ám, nhưng lúc này Tôn Triệu Hy cũng không muốn về nhà. Lúc này có lẽ ở nhà đã tụ tập rất nhiều người, tuy hắn đã nói không ít lần về sự kiện này, thế nhưng mỗi lần có động đến nhân sự là trong nhà lại luôn kín người. Trưởng phòng Tôn, chúng ta đi đâu đây? Lái xe thấy Tôn Triệu Hy không nói lời nào, thế là khẽ hỏi lãnh đạo. Tôn Triệu Hy trầm ngâm giây lát, hắn định mở miệng thì thấy một đoàn người mỉm cười từ trên lầu đi xuống. Đứng trung tâm đoàn người chính là bí thư thị ủy La Nam Vương Tử Quân. Đứng bên cạnh Vương Tử Quân ngoài vài vị cán bộ thành phố La Nam, còn có một người mà Tôn Triệu Hy thấy rất quen mặt nhưng không thể gọi được tên. Tề Tự Tuyển. Khi thấy Vương Tử Quân đứng song sóng với người kia, Tôn Triệu Hy cuối cùng cũng nhận ra đối phương là ai, chính là bí thư Tề Tự Tuyển của thành phố Thiền Duyên, trước kia hắn đã từng tham gia một hội nghị có mặt Tề Tự Tuyển. Đó có phải là đoàn người thành phố Thiền Duyên không? Tôn Triệu Hy trầm ngâm giây lát rồi hỏi lái xe, tuy lái xe chỉ là tiểu nhân vật trong thành phố Đông Bộ, thế nhưng cả ngày hắn đi theo lãnh đạo, mỗi người như vậy đều cực kỳ linh thông tin tức. Lái xe cũng thấy đoàn người đi xuống bên dưới, hắn nghe được câu hỏi của Tôn Triệu Hy thì cười nói. Đúng vậy, trưởng phòng Tôn, nghe nói thành phố Thiền Duyên lần này bỏ ra sức lực rất lớn, ngay cả bí thư thị ủy của bọn họ cũng chạy đến đây. Tôn Triệu Hy cũng từng nghe nói thành phố Thiền Duyên muốn tìm một ngã rẽ trên đường cao tốc Sơn La. Nhưng hắn thật sự không ngờ thành phố Thiền Duyên lại coi trọng như vậy, không những phái đến một đoàn đại biểu, còn có cả bí thư thị ủy Tề Tự Tuyển. Tuy Tôn Triệu Hy chỉ là cán bộ chủ quản tổ chức, nhưng hắn cũng hiểu rõ khá nhiều về phương diện kinh tế. Trước đó khi tìm cách xây dựng đường cao tốc Sơn La thì Vương Tử Quân có đến tìm người của thành phố Thiền Duyên, lại bị người ta đuổi đi. Bây giờ dưới lực ảnh hưởng mạnh mẽ của đường cao tốc Sơn La, đám người thành phố Thiền Duyên bắt đầu ngồi không yên. Tề Tự Tuyển tự mình đến có phải muốn vứt bỏ thể diện để nâng Vương Tử Quân lên, đồng thời cũng mang theo tâm tư cúi đầu nhận lỗi hay không? Trong đầu Tôn Triệu Hy chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nhìn gương mặt mập mạp của Tề Tự Tuyển, nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Khi xuống đến bên dưới thì Vương Tử Quân cũng thấy xe của Tôn Triệu Hy, thế là vẫy vẫy tay với Tôn Triệu Hy. Tỏ ý cho đối phương đi qua bên này. Tuy lúc này Tôn Triệu Hy và Lục Ngọc Hùng đang âm thầm phân cao thấp với Vương Tử Quân, thế nhưng ngoài mặt vẫn xem Vương Tử Quân là lãnh đạo, vì vậy khi Vương Tử Quân vẫy tay thì hắn nhanh chóng đi đến. Bí thư Vương. Vương Tử Quân nhìn Tôn Triệu Hy đi đến, hắn cười cười nói. Bí thư Tề, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là trưởng phòng tổ chức Tôn Triệu Hy của thành phố La Nam chúng tôi. Triệu Hy, anh đến ra mắt bí thư Tề. Tề Tự Tuyển cũng chưa quen thuộc công tác của thành phố La Nam, vì thế cũng không biết mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Tôn Triệu Hy. Nhưng khi hắn nghe thấy Vương Tử Quân mở miệng giới thiệu thì cười nói. Trưởng phòng Tôn, đã sớm nghe nói anh là một viên đại tướng của Bí Thư Vương, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bất phàm. Tôn Triệu Hy thật sự không thích ứng với lời nói dạo đầu của Tề Tự Tuyển, mình dựng lên bàn thờ trinh tiết lại bị người ta xem là kỹ nữ, tất nhiên trong lòng sẽ sinh ra cảm giác cực kỳ mất vui. Nhưng hắn vẫn nhiệt tình dùng hai tay bắt chặt tay của bí thư Tề Tự Tuyển, nhiệt tình hoan nghênh đoàn người Tề Tự Tuyển đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác. Thật sự không dám nhận đến La Nam chỉ đạo công tác,
chỉ là muốn xin Bí Thư Vương một bữa cơm. Trước kia tôi suy xét không ổn thỏa, ném miếng thịt béo qua miệng, bây giờ mới biết đói bụng đến tìm cơm. Bí Thư Vương, anh cũng đừng nên để tôi phải đói bụng quay về được. Tề Tự Tuyển nở nụ cười cực kỳ sáng lạn. Vương Tử Quân thật sự không có mấy thứ phải sợ, thế nhưng cũng thật sự có chút cảm giác sợ hãi với một Tề Tự Tuyển cứ quấn chặt lấy người. Vị bí thư Tề của thành phố Thiền Duyên đến thành phố Đông Bộ thì luôn quấn chặt lấy Vương Tử Quân, bây giờ đến La Nam cũng không bỏ qua, bộ dạng nếu như Vương Tử Quân không đồng ý mở một đường rẽ đi qua thành phố Thiền Duyên, hắn sẽ không chịu đi. Vương Tử Quân thật sự cũng không làm gì được một người có tư thế lưu manh như Tề Tự Tuyển. Nhưng hắn lại rất tức giận vì trước đó đám người thành phố Thiền Duyên mà đặc biệt là Tề Tự Tuyển đã từ chối cho đường cao tốc đi qua thành phố Thiền Duyên, cho nên dù Tề Tự Tuyển có quấn chặt lấy người như thế nào thì hắn cũng không cho ra những lời hoàn thiện. Tề Tự Tuyển bị ép bức, thế là càng đổ tất cả vấn đề lên thân hai thành phố còn lại là Tam Hồ và Triệu Lô. Dù Tề Tự Tuyển có nói như thế nào, hắn biết mình chỉ có một phương án và mục đích, mình phải làm dũng sĩ ôm bộc phá chạy vào đánh tan lô cốt của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đối mặt với lời khẩn cầu của Tề Tự Tuyển thì cười cười nói. Anh đã đến thành phố La Nam, tôi sao có thể cho anh đói bụng quay về được. Thành phố La Nam chúng tôi tuy căng thẳng tài chính nhưng dù thế nào cũng phải chiêu đãi anh cho thật tốt. Chủ tịch Lý bọn họ đang chờ ở khách sạn La Nam, chúng tôi cũng không có gì khác ngoài rượu thịt, chắc chắn sẽ làm cho bí thư Tề được thoải mái. Vương Tử Quân cũng không phải là một cao thủ đánh thái cực quyền, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải tiếp chiêu của Tề Tự Tuyển. Dù sao bây giờ Tề Tự Tuyển cũng là kẻ cần cầu cạnh, cũng không phải giống như thời điểm Vương Tử Quân chạy đến thành phố Thiền Duyên yêu cầu bọn họ hợp tác với mình nữa. Tốt, Bí Thư Vương, vậy chúng ta cùng uống say một bữa. Tôi nghe nói Bí Thư Vương ngài rất rộng lượng, lần trước chúng ta không thể nào tận hứng ở thành phố Thiền Duyên, lúc này nhất định không say không về. Tề Tự Tuyển cũng biết vào thời cơ hiện tại, nếu muốn ép Vương Tử Quân đồng ý thì căn bản là không thể. Hắn suy nghĩ một lát. Đơn giản đặt trái tim lên bàn tiệc, hy vọng có thể nhờ rượu thực hiện giấc mộng của mình. Trưởng phòng Tôn, chúng ta cùng đến khách sạn, cùng Bí Thư Tề uống vài ly. Vương Tử Quân nói đùa hai câu với Tề Tự Tuyển, sau đó phất tay nói với Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy nhìn gương mặt hồng hào của Vương Tử Quân, trong lòng càng mất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười khó xử. Bí Thư Vương, tôi thật sự không thể nào đi được, ngày mai còn có nhiều công tác quan trọng. Tôi còn phải sắp xếp lại một chút. Vương Tử Quân nở nụ cười, hắn biết Tôn Chiêu Hy nói ngày mai có công tác là thứ gì, thế nhưng cũng không chỉ ra. Hắn chỉ cười cười nói. Được rồi, trưởng phòng Chiêu Hy cứ bận rộn đi, nhưng sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, đến lúc nên nghỉ ngơi thì phải kết hợp một chút cho khỏe người. Chương 746, 2, rượu bày tỏ cảm tình. Cảm ơn Bí Thư Vương đã quan tâm, tôi biết rõ mình nên làm thế nào. Tôn Chiêu Hy nói rồi quay sang cáo từ Tề Tự Tuyển. Khi Tôn Chiêu Hy lên xe của mình, hắn chợt phát hiện đám người Vương Tử Quân đã lên xe. Hắn cũng không dám đi trước, sau khi chờ xe của nhóm Vương Tử Quân chạy đi, hắn mới nói lái xe nhấn chân ga. Phía trước có một cơn gió cuốn tung lá vàng, Tôn Chiêu Hy chợt cảm thấy có chút hiu quạnh, cuối cùng cũng đã đến trời thu. Chào Chủ tịch Trần. Lý Thuần Tường đi lại trong khu văn phòng huyện ủy. Hắn vừa suy nghĩ xem hôm nay phải làm sao đưa bản thảo cho Phó Chủ tịch Triệu vừa cúi đầu đi đường. Khi hắn phát hiện Chủ tịch Trần Minh Tuấn đi đến, lúc này Chủ tịch đã ở ngay trước mặt. Dù Lý Thuần Tường đã chào hỏi Chủ tịch Trần Minh Tuấn thế nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, dù sao vừa rồi hắn vừa cúi đầu vừa suy nghĩ đã chặn đường của Trần Minh Tuấn, mà Chủ tịch Trần là người rất ghét kẻ khác chặn đường mình. À, chào buổi sáng, Tiểu Lý. Khi Lý Thuần Tường cảm thấy thật sự không yên, chợt thấy một âm thanh ôn hòa vang vọng trong tai. Nếu như không phải Lý Thuần Tường đã quá quen thuộc với giọng nói của Chủ tịch Trần, hắn căn bản không thể tin Chủ tịch Trần sẽ nói ra những lời như vậy. Ủa, có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây? Khi Lý Thuần Tường đang cực kỳ nghi hoặc thì thấy Chủ tịch Trần đang cười tươi chào hỏi đám cán bộ trung tầng đang đi vào trong văn phòng huyện ủy. Lý Thuần Tường tự giác đi chậm lại. Nhưng thái độ khác thường của chủ tịch huyện hôm nay làm hắn cực kỳ nghi hoặc. Khi trong lòng đang cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì chợt nghe sau lưng có người nghị luận. Thấy không, không giống với ngày thường, anh Trần sao hôm nay lại tỏ ra hòa khí như vậy? Không hòa khí như vậy sao được, nghe nói lần này bình luận dân chủ sẽ là một trình tự để đề bạt cán bộ, chủ tịch Trần đây là đang tự tìm phiếu cho mình. Một người khác dùng giọng đùa cợt nói.
đánh giá xác định dân chủ. Lý Thuần Tường chợt hiểu rõ vấn đề, hắn cũng không quay đầu mà nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng lúc này trong lòng lại liên tục suy nghĩ xem xác định đánh giá dân chủ là như thế nào. Trước đó Lý Thuần Tường có nghe nói thị ủy cố ý cho chủ tịch Trần đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy, bây giờ sao lại có trình tự xác định đánh giá dân chủ? Chủ tịch Trần lần này có gặp trở ngại gì lớn ở phương diện này không? Hàng loạt ý nghĩ chợt xuất hiện trong lòng Lý Thuần Tường, đối với hắn thì căn bản không quan tâm đến Trần Minh Tuấn. Tất nhiên hắn chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ, dù không ưa đối phương thì thế nào? Cũng không ai coi hắn ra gì. Sở dĩ Lý Thuần Tường không ưa chủ tịch Trần Minh Tuấn, cũng không phải hai bên có vấn đề ở phương diện tư nhân, mà là vì hắn chướng mắt vì những hành vi của chủ tịch Trần. Chưa nói những thứ gì khác, Trần Minh Tuấn vừa lên chức đã nhét bạn bè anh em của mình vào các đơn vị ban ngành, làm cho nhiều người có ý kiến, mà Lý Thuần Tường là một trong số đó. Đáng lý ra sự việc Lý Thuần Tường được điều động làm trưởng ban đã được quyết định, thế nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim vung tay nắm bắt. Sau đó Lý Thuần Tường chú ý nghe ngóng, mới phát hiện người kia là một thân thích của chủ tịch Trần Minh Tuấn. Còn bà nó, để xem đợt đánh giá dân chủ lần này sẽ có kết quả thế nào. Lý Thuần Tường thầm lầm bầm rồi đi vào văn phòng huyện ủy. Thuần Tường, hôm nay cậu không cần phải làm gì khác, cậu theo tôi đi đến hội trường, phương diện đánh giá dân chủ lần này căn bản không được cho ra bất kỳ sai lầm nào. Lý Thuần Tường vừa mới bước vào khu văn phòng huyện ủy, đột nhiên chủ nhiệm văn phòng là anh Hào chợt lớn tiếng nói. Lý Thuần Tường có quan hệ bình thường với anh Hào, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôm nay hắn thật sự có sắp xếp như vậy, thế cho nên nhanh chóng nói. Vâng, chủ nhiệm, tôi còn có một tài liệu cần báo cáo cho chủ tịch Triệu. Được rồi, hôm nay có trình tự đánh giá dân chủ về chủ tịch Trần Minh Tuấn, tất cả hạng mục công tác khác đều phải nhường đường. Tôi nói cho cậu biết, nếu như trong quá trình đánh giá dân chủ lần này có bất kỳ vấn đề gì ở phương diện hậu cần, chủ tịch Trần sẽ tính sổ tất cả chúng ta, cậu nhanh tay nhanh chân lên cho tôi. Anh Hào nói rồi nhấc điện thoại lên nói. Chủ tịch Lý sao, tôi là Hào Đại Long của văn phòng khối chính quyền huyện. Ha ha, mời tôi uống rượu sao? Được, hai anh em chúng ta đã lâu rồi không uống rượu với nhau, tôi thật sự rất muốn với anh vài ly. À, ha ha, cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện của chủ tịch Trần. Không phải anh Trần sắp tiến lên một bước sao? Phòng tổ chức thị ủy hôm nay sẽ tiến thêm một bước đánh giá dân chủ về chủ tịch Trần, anh Lý, vào thời điểm mấu chốt mong anh có thể nhận thấy rõ tình thế. Anh yên tâm, sự việc qua đi, tôi sẽ báo cáo với chủ tịch Trần. Lãnh đạo sẽ nhớ kỹ về anh. Tuy không biết phía bên kia nói gì nhưng nghe những lời của chủ nhiệm Hào thì Lý Thuần Tường hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Hắn thầm cảm thấy hèn mọn, sau đó chuẩn bị cùng các đồng sự đi về phía phòng họp. Chào chủ tịch Trần. Tiểu Lưu đứng ở cửa ra vào chợt lớn tiếng chào hỏi người đi vào, lúc này âm thanh của hắn làm cô đám người trong văn phòng nhanh chóng đứng lên, những nhân viên trong văn phòng nhanh chóng chạy đến đứng thành hàng như đang hoan nghênh lãnh đạo giá lâm. Trên mặt Trần Minh Tuấn treo nụ cười nhẹ nhàng, hắn khẽ phất tay. Lúc này giọng điệu của anh Hào càng thêm cao vút, cuối cùng hắn nói một câu rằng chủ tịch Trần rất coi trọng công tác đánh giá dân chủ lần này, sau đó tranh thủ thời gian đặt điện thoại xuống. Chủ tịch Trần, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho vài người, yêu cầu bọn họ làm tốt công tác đánh giá dân chủ lần này. Hào Đại Long bước đến bên cạnh Trần Minh Tuấn, hắn dùng giọng ngại ngùng báo cáo. Trần Minh Tuấn khẽ cau mày, biểu hiện nghiêm túc. Giọng điệu lại có vài phần phê bình. Anh Hào, anh làm vậy là không đúng, không phải đang có hiểm nghi tranh thủ phiếu bầu sao? Giữa đất trời có một cán cân, dân chúng chính là quả cân, mọi người có ý kiến như thế nào với tôi, tất nhiên tôi cũng biết rõ ràng. Lý Thuần Tường lúc này muốn nghe thêm vài câu, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung ác quét khắp chung quanh của Hào Đại Long, hắn và những người bên cạnh cũng không dám chần chờ lâu. Bọn họ cùng nhau đi về phía phòng họp của huyện ủy. Lúc này phòng họp đã được quét dọn không một hạt bụi, tất nhiên nhân viên vệ sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ nhóm Lý Thuần Tường đi vào dọn dẹp sắp xếp, bọn họ đã quen việc dễ làm, thế cho nên cũng không có gì là khó khăn. Nửa giờ sau khi phòng họp được quét dọn sạch sẽ thì bắt đầu có người đi đến. Vì người được đánh giá là Trần Minh Tuấn, thế cho nên tất cả các vị lãnh đạo xã thị trấn và đơn vị ban ngành trong huyện đều phải tham gia, những người này đi vào phòng họp liên tục mở miệng trò chuyện với nhau. Thế nhưng lời nói lại không tương quan đến chương trình đánh giá dân chủ hôm nay. Chương 747, một không tốt. Ha ha, trưởng phòng Hiền Phong, bụng của anh đã nhỏ hơn rất nhiều,
nếu không tôi nghĩ rằng anh đang mang thai 8 tháng ấy chứ. Một âm thanh vui đùa truyền vào từ bên ngoài, khi nghe âm thanh này thì những lãnh đạo đang bàn bạc với nhau trong phòng đều ngậm miệng lại. Khi mọi người đưa mắt nhìn thì Trần Minh Tuấn đi đến, bên cạnh hắn chính là trưởng phòng tài chính Lý Hiền Phong. Trần Minh Tuấn cầm một gói thuốc, hắn đi vào phòng mà bàn tay cũng không rảnh rỗi, liên tục phát thuốc cho người chung quanh, trong miệng càng nói ra những lời chào hỏi nhiệt tình. Những người kia nhận thuốc liên tục nói ra những lời cảm tạ, thậm chí trực tiếp nói lời đảm bảo với Trần Minh Tuấn. Thế nhưng Trần Minh Tuấn chỉ cười ha hả, bộ dạng giống như đã được tính trước. Thuần Tường, biên bản này có vấn đề, anh đến phòng đánh máy làm lại cái khác đi. Một người đồng sự lên tiếng, sau đó giao biên bản cho Lý Thuần Tường. Lý Thuần Tường nhìn đồng sự bận rộn mà cũng không nói gì, sau đó xoay người đi về phía phòng đánh máy. Sau khi nói hai câu với nhân viên phòng đánh máy, Lý Thuần Tường lại đi về phía phòng họp. Chủ tịch Trần, lần này không có vấn đề, anh cứ yên tâm. Hào Đại Long chợt nói, khi âm thanh này vang lên thì Lý Thuần Tường chợt thấy Hào Đại Long đang cúi người nói chuyện với Trần Minh Tuấn ở một góc hành lang. Vẻ mặt của Trần Minh Tuấn có chút lạnh lẽo, sau khi Hào Đại Long nói xong thì hắn mở miệng mắng. Muốn thông qua đánh giá dân chủ để làm xấu chuyện của ông sao? Hừ, có vài người suy nghĩ quá đơn giản rồi, những chuyện như thế này đã được Bí thư Ngọc Hùng sắp xếp ổn thỏa, anh cứ yên tâm đi. Lý Thuần Tường nghe được ba chữ Bí thư Ngọc Hùng thì có chút buồn bực, hắn biết rõ Bí thư Ngọc Hùng là ai. Hắn nghĩ đến tình huống cường thế của Lục Ngọc Hùng ở thành phố La Nam, hắn chợt cảm thấy phương diện đánh giá dân chủ lần này chỉ là hình thức mà thôi. Rõ ràng là quan lại cấu kết với nhau, Lý Thuần Tường thầm mắng một tiếng, sau đó tìm đường khác đi đến phòng họp. Vì bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh, ngay sau đó công tác đánh giá dân chủ được bắt đầu. Lúc này những nhân viên công tác bận rộn cả nửa ngày như Lý Thuần Tường phải đi ra khỏi phòng họp, chỉ biết đứng chờ bên ngoài mà căn bản không nhận được lời phân phó nào khác. Lý Thuần Tường ngồi trong một gian phòng ở bên cạnh phòng họp, hắn nhìn gương mặt đám người trong phòng và thấy bọn họ đều có hứng thú với kết quả đánh giá dân chủ lần này. Nhưng ai cũng có tính nhẫn nại, bọn họ tình nguyên nói những lời không ăn nhập gì để chờ kết quả. Lý Thuần Tường tất nhiên cũng không nói, hắn tuy không muốn tiến chức nhưng cũng không muốn vì vài câu nói mà sau này bị người ta ép cho chết dở sống dở. Thuần Tường, tôi nghe nói thành phố chúng ta đang chọn những cán bộ trẻ có năng lực đến công tác ở văn phòng thị ủy. Đây là một cơ hội rất tốt, cậu chính là tài tử của huyện chúng ta, cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Trưởng khoa tổng hợp Triệu Tân Trang cười ha hả nói với Lý Thuần Tường. Thật ra Lý Thuần Tường cũng có ghi danh tuyển chọn nhân viên công tác cho văn phòng thị ủy, thế nhưng cuộc thi còn chưa có kết quả, hắn cũng không muốn quá phô trương, chỉ muốn qua loa mà thôi. Chợt nghe chủ nhiệm Hào đi đến nói. Tiểu Lý, chuẩn bị trà nước. Lý Thuần Tường đồng ý một tiếng, sau đó đưa nước vào phòng họp. Hắn vừa tiến vào trong phòng họp, chợt thấy những người tham gia đánh giá đang dùng bút vạch lên phiếu. Lý Thuần Tường đi đến sau lưng Chủ tịch Lý, với góc độ của hắn thì có thể thấy được một phần tờ phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Lý, vừa đúng lúc thấy Chủ tịch Lý đánh vào một dấu gạch chéo. Lý Thuần Tường thấy tờ phiếu lấy ý kiến đánh giá của Chủ tịch Lý, thế là trong lòng chợt thoải mái hơn. Hắn vốn đi khá chậm, bây giờ càng đi nhanh hơn, chỉ sau nháy mắt đã đến đài Chủ tịch, hắn mỉm cười rót nước cho các vị lãnh đạo. Lúc này tuy trời đã tối nhưng đại bộ phận nhân viên công tác của phòng tổ chức thị ủy vẫn chưa rời đi, cả đám nhanh chóng xem xét sổ công tác của mình, có rất ít người lên tiếng làm cho cả văn phòng có vẻ bị đè nén. Mặc dù không có người nói gì cả, thế nhưng đám cán bộ cơ quan với thần kinh mẫn cảm đã phát hiện ra điều khác thường. Đám người luôn bo bo giữ mình, vì thế ai cũng im lặng, tuyệt đối không nói nhiều. Đám người dù đã không còn công tác gì bận rộn cũng phải cố gắng làm ra vẻ bận rộn, mặc kệ tất cả. Bọn họ vẫn thành thật ngồi hí hoái trên bàn, dù thực tế chẳng có gì để ghi chép. Thế nào? Phó phòng tổ chức Trương Hiểu Điền bước vào văn phòng, hắn trầm giọng hỏi tên cán bộ trẻ tuổi đang làm công tác thống kê. Nữ cán bộ trẻ tuổi ngẩng đầu khẽ nói. Còn thiếu một chút. Mau lên, nhất định phải đẩy mạnh tiến độ, tôi nói cho cô biết, trưởng phòng còn đang chờ. Trương Hiểu Điền nhìn thoáng qua nữ cán bộ, hắn dùng giọng nóng lòng thúc giục. Tuy lúc này hắn rất nóng ruột. Thế nhưng hắn cũng biết không phải là lỗi của nữ cán bộ này, dù sao thì thời gian có hạn, người ta làm được như vậy đã không tồi rồi. Nữ cán bộ đồng ý một tiếng, sau đó lại vui vào công tác thống kê. Trương Hiểu Điền nhanh chóng đi vài bước trong văn phòng, dưới ánh mắt của hắn, vài tên nhớ viên đang mở miệng nói chuyện với nhau đành phải ngậm miệng lại.
Bóng đèn tỏa nhiệt làm cho bầu không khí có hơi nóng, nhưng lúc này Trương Hiểu Điền cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Dù lúc này công tác thống kê còn chưa cho ra kết quả, thế nhưng nhìn vào tình huống đánh giá dân chủ lần này, xem ra kết quả thật sự là không quá tốt. Không tốt cũng là bình thường, ví dụ như Hứa Tranh Viễn, nếu như được đánh giá tốt mới là lạ. Trương Hiểu Điền nghĩ đến những tin đồn về Hứa Tranh Viễn trong thành phố La Nam, thế là không khỏi thầm oán một câu. Trương Hiểu Điền cũng không có tình cảm gì với Hứa Tranh Viễn, nhưng lúc này cũng không phải nói tình cảm tư nhân, nó có liên quan đến trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy và phó bí thư Lục Ngọc Hùng. Trương Hiểu Điền tuy có quan hệ bình thường với Tôn Chiêu Hy, nhưng lại là cán bộ thủ hạ của bí thư Lục, hắn nhất định phải đồng lòng với bí thư Lục Ngọc Hùng. Hắn là người của bí thư Ngọc Hùng, thế cho nên khi thấy phiếu bầu của Hứa Tranh Viễn thì thật sự có chút chột dạ. Bí thư Lục là một người cực kỳ khôn khéo, vì sao có thể phạm vào sai lầm cho được? Hứa Tranh Viễn là ai? Nói người này là một con lợn thì cũng thật sự có chút quá phận. Nhưng một kẻ heo không ăn chó không gặm như người này lại có thể là điểm mấu chốt trong cuộc chiến giữa Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng, sao có thể đẩy một hạng người như thế này ra được? Không phải đang tự làm mình mất mặt sao? Chương 747, hay không tốt. Trương Hiểu Điền nghĩ đến Lục Ngọc Hùng, lại nghĩ đến gương mặt trưởng phòng Tôn Chiêu Hy. Hai ngày nay gương mặt trưởng phòng rất tiêu tụy, dù mỗi sáng sớm đến phòng tổ chức làm việc với gương mặt tinh thần no đủ, hồng hào hớn hở, thế nhưng Trương Hiểu Điền biết sau gương mặt hồng hào kia là thứ gì. Sở dĩ xuất hiện tất cả những tình huống này cũng là vì một người đang ngồi trong một khu văn phòng cách đó không xa. Trưởng phòng Trương, đã xong rồi. Nữ cán bộ đặt bút xuống, sau đó dùng giọng thoải mái nói với Trương Hiểu Điền. Trương Hiểu Điền vội vàng thu hồi tâm tư rối loạn của mình, sau đó tiếp nhận bản báo cáo trong tay nữ cán bộ. Hắn đang định nói vài câu khuyến khích nữ cán bộ làm tốt công tác, đúng lúc ánh mắt rơi lên bản báo cáo, thế là trợn mắt há mồm, cũng không nói ra được lời nào. Hứa Tranh Viễn, 7 phiếu tán thành, 50 phiếu phản đối. Trương Hiểu Điền nhìn vào kết quả thống kê, hắn chợt cảm thấy đầu óc nặng như treo ngàn cân. Điều này sao có thể? Nếu như nói Trương Hiểu Điền căn bản không ôm hy vọng quá lớn với Hứa Tranh Viễn, thế nhưng tình huống này xuất hiện không khỏi làm cho tâm tình của hắn rơi xuống đáy cốc. Sao có thể được, có 60 người tham gia, chỉ có 7 phiếu tán thành, đây là nhân tuyển hậu bị mà phòng tổ chức đã thông qua khảo hạch để đề cử cho thị ủy chuẩn bị điều động nhân sự sao? Cô có tính sai không? Chuyện gì xảy ra? Sao có 7 phiếu tán thành? Có phải vì nóng vội mà ghi lộn không? Trương Hiểu Điền nhìn thoáng qua nhân viên công tác rồi khẽ hỏi. Nữ nhân viên công tác nhìn ánh mắt mang theo vài phần kỳ vọng của phó phòng Trương Hiểu Điền, nàng lại ném cho lãnh đạo một đáp án lạnh như băng. Trưởng phòng Trương, điều này tuyệt đối không sai, chuyện lớn như vậy tôi làm sao có thể xử lý qua loa cho được. Trương Hiểu Điền nói hết câu thì mới hối hận, nếu như Hứa Tranh Viễn có được 52 phiếu tán thành, như vậy cũng không phải là Hứa Tranh Viễn nữa rồi. Trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm, cầm lấy văn kiện đi ra ngoài văn phòng. Hiểu Mai, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôi thấy vẻ mặt trưởng phòng Trương cũng không được tốt cho lắm. Một nhân viên công tác trẻ tuổi cuối cùng cũng không chịu được, hắn khẽ mở miệng hỏi nữ nhân viên công tác kia. Lúc này ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía Hiểu Mai, rõ ràng bọn họ rất hứng thú với sự kiện này. Hiểu Mai trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói. Còn là chuyện gì nữa chứ? Chỉ có 7 phiếu ủng hộ Hứa Tranh Viễn. Đám người trong phòng tổ chức tất nhiên hiểu rõ những vấn đề đang diễn ra, bây giờ cả đám nhanh chóng ngậm miệng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn ở phía bên kia. Tuy cách một lớp kính, bọn họ căn bản không nhìn thấy chủ nhân ở bên trong phòng, thế nhưng bọn họ biết rất rõ, chủ nhân của gian phòng kia căn bản sẽ không dễ chịu chút nào. Đi thôi, đã làm xong rồi, về nhà với con cái được rồi. Một viên cán bộ nhìn lên đồng hồ thấy đã 8 giờ, thế là thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Có người dẫn đầu thì có người đi theo, chỉ một lát sau thì đám người trong văn phòng đã đi sạch, thế nhưng bọn họ cũng không dám đi nhanh, chậm rãi và không quá rộn rã. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên rộn rã ở những khu văn phòng bên cạnh lại cho bọn họ biết đồng sự của mình cũng không được sung sướng như vậy. Tôn Chiêu Hy nhìn báo cáo trong tay, vẻ mặt có chút phát lạnh, hắn biết chỉ cần mình đưa báo cáo này ra, chỉ sợ giống như đang tự tát mình vài cái. Hắn là trưởng phòng tổ chức, công tác lớn nhất chính là đề cử cán bộ vĩ đại cho thị ủy, để cho bọn họ đi về cương vị quan trọng hơn. Đây là hành động điều chỉnh nhân sự với biên độ khá rộng đầu tiên của Vương Tử Quân sau khi tiến vào thành phố La Nam,
Tôn Chiêu Hy căn bản không được Vương Tử Quân giúp đỡ, chỉ cùng liên kết với Lục Ngọc Hùng ném danh sách điều động ra mà thôi. Nếu như danh sách này vượt qua thử thách, hắn tất nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng bây giờ danh sách này lại làm hắn không thoải mái. Hứa Tranh Viễn 7 phiếu, Trần Minh Tuấn 13 phiếu, Triệu Tắc Khởi 15 phiếu. Tôn Chiêu Hy nhìn những con số đáng chán nản, thế là sinh ra cảm giác đau đầu hoa mắt, thật sự khó chịu. Tôn Chiêu Hy là trưởng phòng tổ chức, những người nằm trong danh sách được hắn đề cử căn bản không có ai được nửa số phiếu thông qua phương án đánh giá dân chủ, nếu Vương Tử Quân truy cứu thì mình biết đặt mặt đi đâu. Không những uy tín của hắn giảm xuống trầm trọng, thậm chí còn bị Vương Tử Quân phản ánh là không phù hợp với chức vị. Nếu như Bí Thư Vương cố ý vận tác, chỉ sợ hắn chỉ có thể rời khỏi thành phố La Nam. Có thể thay đổi hay không? Tôn Chiêu Hy có chút trầm ngâm, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn một chút. Trương Hiểu Điền hiểu hai chữ thay đổi trong lời nói của Tôn Chiêu Hy là có ý gì, nhưng hắn lại mở miệng phá vỡ hy vọng của lãnh đạo. Trưởng phòng Tôn, lần này có Ủy ban Kỷ luật và phòng giám sát cùng nắm số phiếu, cho dù chúng ta có thao tác cũng không tạo nên tác dụng gì. Tôn Chiêu Hy thật sự không nói thêm điều gì, hắn trầm ngâm rồi phất tay với Trương Hiểu Điền, tỏ ý Trương Hiểu Điền có thể đi. Tuy Trương Hiểu Điền lúc này rất muốn nói thêm hai câu với trưởng phòng Tôn, thế nhưng cuối cùng cũng phải thở dài rời khỏi phòng. Tôn Chiêu Hy liên tục lật qua lật lại văn kiện xem xét, hắn nhìn những cái tên trong văn kiện, trong lòng thật sự bàng hoàng. Hắn hầu như có thể đoán được sự việc kế tiếp sẽ như thế nào, một trưởng phòng tổ chức không hiểu rõ tình hình cán bộ, như vậy sẽ còn tiếp tục ở lại trên vị trí nữa sao? Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Tôn Chiêu Hy nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện đó là điện thoại gọi đến từ văn phòng Lục Ngọc Hùng. Bây giờ có lẽ Lục Ngọc Hùng đã biết được kết quả, thậm chí có thể nói Lục Ngọc Hùng còn biết sớm hơn cả hắn. Nhưng biết rõ thì làm được gì? Lục Ngọc Hùng chẳng lẽ còn có thể đánh ngã kết quả này sao? Tôn Chiêu Hy thật sự thầm oán Lục Ngọc Hùng, nếu như không phải Lục Ngọc Hùng tự cho ra sắp xếp, mình sao rơi vào hoàn cảnh đối nghịch với Vương Tử Quân. Hắn cố tình không muốn nhận điện thoại, thế nhưng cuối cùng vẫn phải nghe máy. Trưởng phòng Chiêu Hy, sao lại là như vậy? Giọng nói của Lục Ngọc Hùng vẫn rất trầm thấp, nhưng bên trong đó lại có vài phần phẫn nộ. Lúc này Tôn Chiêu Hy căn bản cũng không có chút tôn kính Lục Ngọc Hùng, hắn lạnh lùng hỏi ngược lại. Bí thư Lục, đây là điều tôi muốn hỏi anh đề cử cho tôi những người gì? Sao lại không có cơ sở quần chúng như vậy? Hai người nói xong thì trầm mặc, hai người dù trầm mặc lại không nói thêm điều gì nhưng cũng không cúp điện thoại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở vang lên ở bên kia. Tôn Chiêu Hy cuối cùng cũng mở miệng nói. Bí thư Lục, làm sao bây giờ? Chương 748, lấy phân nhà nước bón ruộng nhà mình. Kết quả không thay đổi nhưng chúng ta có thể biến báo một chút, chúng ta nên phản ánh phương thức đánh giá dân chủ theo kiểu này lên lãnh đạo thượng cấp. Tôi cảm thấy đồng chí Hứa Tiền Giang sẽ căn bản không cảm thấy hứng thú gì với phương pháp điều động cán bộ thế này của thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng nói có chút mù mờ, thế nhưng lại bộc lộ hết tất cả tâm tư của mình. Đồng chí Hứa Tiền Giang. Tôn Chiêu Hy giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt hắn bừng sáng hy vọng. Dù Hứa Tiền Giang là thượng cấp nhưng cũng là trưởng phòng tổ chức, lãnh đạo sẽ có ý kiến thế nào? Tôi biết rồi, nhưng này Bí thư Lục, tôi cảm thấy tốt nhất là hai người chúng ta nên cùng nhau báo cáo với trưởng phòng Hứa. Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Kim Điền Lạc ngồi đối diện với Bí thư Vương, hắn báo cáo công tác của văn phòng thị ủy trong thời gian hai ngày qua, đặc biệt là phương diện tuyển chọn cán bộ trẻ, càng báo cáo rất chăm chú. Bí thư Vương, lần này có 1.000 cán bộ trẻ tuổi tham gia đăng ký, nếu như không phải chúng ta hạn chế ở trong phạm vi văn bằng chính quy, chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Kim Điền Lạc khẽ đặt văn kiện thống kê của phòng nội vụ lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân quét mắt nhìn văn kiện, sau đó khẽ nói. Lần này tuy chỉ chọn cán bộ trẻ nhưng thế nào cũng phải làm ra điển hình trong thành phố La Nam. Thư ký Kim, văn phòng thị ủy và phòng nội vụ cần phải tổng kết kinh nghiệm, nên tuyển chọn nhân tài không theo khuôn mẫu, phải tạo ra cơ sở tốt, cho các đồng chí vĩ đại có đức có tài có cơ hội được điều động lên cương vị phù hợp. Kim Điền Lạc đồng ý một tiếng. Sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, tôi nghe nói lần này phòng tổ chức đánh giá dân chủ các cán bộ được đề cử không nhận lấy thành công, có nhiều đồng chí không được một nửa phiếu bầu, thậm chí còn chưa đến 1/3. Đúng vậy, cán bộ có tốt hay không đều phải do quần chúng quyết định, đối với những đồng chí không thông qua phương diện đánh giá dân chủ, bây giờ đã không còn xem bọn họ có thích hợp với cương vị mới hay không, mà phải khảo hạch lại công tác hiện tại của bọn họ.
Vương Tử Quân nâng ly nước lên khẽ nhấp một ngụm, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc tất nhiên là người nghe tiếng đàn hiểu bài nhạc, hắn nghe Vương Tử Quân nói như vậy sao không hiểu rốt cuộc là lãnh đạo có tâm tư gì cho được. Nhưng điều này cũng là bình thường, dù sao bây giờ đao cũng ở trên tay Bí Thư Vương, lãnh đạo muốn xử lý người nào thì không phải chỉ là một câu nói thôi sao. Thật sự cần phải khảo sát xem xét lại. Đúng rồi, Bí Thư Vương, hôm nay tôi nhận được một vài đơn tố cáo, bên trong có nhiều đơn tố cáo chĩa vào Chủ tịch Trần Minh Tuấn của huyện Dương Phong. Kim Điền Lạc nói rồi lấy từ trong cặp ra vài tờ đơn đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiện tay cầm tờ đơn lên xem, sau đó lại đặt xuống. Sau đó hắn tiện tay xé một bao thư tố cáo căng phồng ra xem, sau đó chợt nhíu mày. Bên trong là vài tấm ảnh, là một người đàn ông trong khách sạn, người này quần áo không chỉnh tề, có hai người phụ nữ ở bên cạnh kẹp chặt hắn vào giữa. Ai vậy? Vương Tử Quân cũng không có ấn tượng với người đàn ông trong tấm ảnh, hắn cũng không xem đơn tố cáo, chỉ trầm giọng hỏi Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc thấy người đàn ông kia thì chợt sững sờ, sau đó nói. Bí Thư Vương, đây là Phó Phòng Giao Thông Hứa Tranh Viễn. Vương Tử Quân nghe Kim Điền Lạc nói như vậy thì cũng không nói gì thêm, lúc này trong lòng hắn đã hiểu, tờ đơn này chĩa về phía Hứa Tranh Viễn, mà người ném chứng cứ này ra rõ ràng là kẻ hữu tâm. Vương Tử Quân suy đoán lai lịch của tấm hình, hắn cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng mở tờ đơn ra xem, rồi mời trầm giọng nói. Chuyện này nên điều tra cho thật tốt mới được. Vương Tử Quân tuy không nói quá lớn nhưng lại làm cho Kim Điền Lạc cảm thấy phát lạnh, hắn đã hiểu Vương Tử Quân đang hạ quyết tâm, muốn điều tra rõ vụ này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là Bí Thư Trương Hợp Tuân đi vào. Trương Hợp Tuân khẽ gật đầu với Kim Điền Lạc, sau đó trầm giọng nói. Bí Thư Vương, chỗ này của tôi có vài tình huống cần phản ánh với ngài. Vương Tử Quân nhìn tờ đơn tố cáo trong tay Trương Hợp Tuân, trong lòng đã hiểu Trương Hợp Tuân muốn nói gì, thế là hắn cười nói. Bí Thư Trương, anh ngồi đi. Đồng chí Tân nhanh chóng đi vào pha trà cho Trương Hợp Tuân, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Trương Hợp Tuân chờ cửa đóng lại thì trầm giọng nói. Bí Thư Vương, điều này thật sự rất kỳ cục, loại người này thật sự quá mức rêu rao. Trương Hợp Tuân vừa nói vừa đưa một tờ đơn tố cáo đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn qua những tờ đơn tố cáo, chủ yếu là phản ánh Chủ tịch Trần Minh Tuấn mượn cơ hội thay đổi chế độ xã hội để bán nhà máy phân hóa học với giá cao hơn 5 triệu cho em họ của mình. Nhà máy phân hóa học là một đơn vị có lợi nhuận trong thành phố chúng tôi, Chủ tịch Trần bán cho em trai với giá 50 ngàn, đây không phải là lấy phân nhà nước bón cho ruộng nhà mình sao? Lúc này phân đang lên giá, nhà máy phân bón đang ở vào giai đoạn phát triển giữa ban trưa, đám nhân viên nhà máy chúng tôi cũng không còn hướng đi. Vương Tử Quân xem hết đơn tố cáo, ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Hợp Tuân, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Anh thấy những tình huống đơn tố cáo phản ánh là thế nào? Bí Thư Vương, tôi cảm thấy mặc dù có một vài phương diện ghi chép chưa rõ ràng, thế nhưng cũng không phải là tung tin đồn thất thiệt, tố cáo lung tung. Đặc biệt là liên quan đến những manh mối rất rõ ràng, tôi cảm thấy rất thích hợp điều tra. Trương Hợp Tuân tuy nói không nhiều thế nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần kiên quyết. Vương Tử Quân gật đầu nói. Ủy ban kỷ luật các anh điều tra một chút, nếu như có vấn đề gì thì thông báo cho tôi. Trường hợp Tuân hàn huyên vài câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Trường hợp Tuân rời khỏi phòng, trong lòng càng có thêm vài phần suy đoán. Trường hợp Tuân đưa đơn tố cáo đến tay mình, hắn cũng không biết đó có phải là vì công tác hay không. Lúc này xem như người ta biết trong tay mình có cầm đao, vậy là cố ý đưa đá mài đến, chờ mình cho ra quyết tâm làm thịt vài con dê. Nhưng nếu các người đã chủ động đưa đến, tôi sẽ dùng xem đá mài của các anh có làm sắc dao hay không. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, thế là hắn nhấc điện thoại gọi cho đồng chí Tân. Cho trưởng phòng tổ chức đến gặp tôi. 10 phút sau trưởng phòng Tôn Chiêu Hy đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Tôn Chiêu Hy nhìn qua vẫn có gương mặt hồng hào nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào ánh mắt để thấy vị trưởng phòng tổ chức này cũng không tình nguyện đến gặp mình. Hắn khẽ gật đầu với Tôn Chiêu Hy. Sau đó mời Tôn Chiêu Hy ngồi xuống, lúc này mới khẽ nói. Trưởng phòng Tôn, lần này kết quả đánh giá dân chủ như thế nào? Nếu như nói Vương Tử Quân không biết kết quả đánh giá dân chủ là như thế nào thì đánh chết Tôn Chiêu Hy cũng không tin. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, đám người vây chung quanh như đàn vịt, thật sự có quá nhiều người muốn gây ấn tượng với lãnh đạo, một sự việc làm người ta mở rộng tầm mắt như vậy, chẳng lẽ không có ai đến báo cáo với bí thư Vương sao?
Bất đắc dĩ là bí thư bây giờ hỏi quá nghiêm trang, Tôn Chiêu Hy là trưởng phòng tổ chức, hắn thật sự không thể nào không nói. Thế là hắn lập tức nói. Bí thư Vương, lần này kết quả đánh giá dân chủ không được lý tưởng, có những đồng chí không được cơ sở đánh giá tốt. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Tôn Chiêu Hy, hắn thản nhiên nói. Chỉ sợ không chỉ là không có cơ sở quần chúng, có những đồng chí công tác ở đơn vị nhiều năm, thế nhưng chỉ có vài phiếu tán thành, như vậy nói lên điều gì? Một người nói anh không tốt, hai người nói anh không tốt cũng có thể nhìn bằng phương pháp biện chứng, cũng không là vấn đề, nhưng nếu đa số đơn vị phản đối anh là người trong cuộc, có nên nhìn lại chính mình không? Bí thư Vương, ngài nói rất đúng, tôi cảm thấy bọn họ nên xem xét lại bản thân. Tôn Chiêu Hy tuy ngoài miệng đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy khổ sở. Dù sao những người này cũng được hắn đề cử với Vương Tử Quân, bây giờ hắn nói ra lời phủ quyết, như vậy không khác nào nói với Vương Tử Quân là mình không chịu trách nhiệm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu dùng giọng thản nhiên nói. Trưởng phòng Tôn nên tiến thêm một bước tăng cường công tác của phòng tổ chức, đặc biệt là phương diện đề cử cán bộ, cần phải thay đổi ý nghĩ, phải xuống thực địa nghiên cứu, xem xét tác phong của cán bộ mới được. Nếu là tác phong kém thì không thể được đề bạt. Chương 749, một lãnh đạo là bá đạo. Vương Tử Quân nói một câu tác phong kém thì xem như định vị cho công tác dĩ vãng của Tôn Chiêu Hy. Nếu như không có trò đánh giá dân chủ lần này, Tôn Chiêu Hy dù thế nào cũng không thể cho những lời đánh giá như vậy của Vương Tử Quân rơi lên người mình. Nhưng bây giờ trong lòng hắn không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể nuốt răng vào bụng. Bí thư Vương, sau khi quay về tôi nhất định sẽ chăm chút tổng kết kinh nghiệm đánh giá dân chủ lần này, tuyệt đối sẽ không để xuất hiện sai lầm nào khác. Tôn Chiêu Hy có chút trầm ngâm, sau đó cúi đầu tỏ thái độ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn ném cho Tôn Chiêu Hy một điếu thuốc rồi nói. Trưởng phòng Tôn, tôi rất tán thành với công tác của anh, nhưng dưới tình huống này anh làm sao để tôi cảm thấy yên tâm với công tác của phòng tổ chức được? Nếu cơ sở có phản ánh như vậy với các đồng chí sắp được đề bạt, nếu các đồng chí này vẫn tiến lên cương vị quan trọng hơn, như vậy chúng ta phải đối mặt với cơ sở, với quần chúng như thế nào? Bí thư Vương, đều là chúng tôi công tác không tốt mới tạo thành cục diện này, tôi trở về sẽ nhất định truy cứu xem xét tìm ra nguyên nhân, tuyệt đối không cho sự kiện này phát sinh lần nữa. Tôn Chiêu Hy dùng giọng đầy thành khẩn thừa nhận sai lầm, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không chuẩn bị buông tha cho Tôn Chiêu Hy chỉ bằng vài câu tự trách như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Tôn Chiêu Hy rồi nói. Thật sự rất phải truy cứu xem xét, nhưng sai lầm cần phải sửa, ngày mai tổ chức hội nghị thường ủy, phòng tổ chức các anh nói rõ ràng tình huống sự kiện này trên hội nghị cho tôi. Nói rõ tình huống trong hội nghị thường ủy, Tôn Chiêu Hy chợt cảm thấy đầu óc như nổ tung, tình huống này rõ ràng là ép hắn công khai thừa nhận sai lầm, như vậy uy tín của một vị trưởng phòng tổ chức như hắn sẽ không còn. Nhưng Tôn Chiêu Hy sẽ phải thừa nhận sai lầm sao? Hắn nhìn gương mặt lạnh băng của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ sự kiện này căn bản không còn dư âm thương lượng. Vương Tử Quân chuẩn bị lợi dụng sự việc này để đẩy mình rời khỏi chính đàn thành phố La Nam, hắn là thịt cá mà Vương Tử Quân là dao thớt. Lúc này hắn đã hiểu tất cả ý nghĩa lời nói của Bí Thư Vương, hắn gật đầu khó khăn, tuy hắn rất muốn nở nụ cười, thế nhưng thật sự là quá khó khăn. Bí Thư Vương, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép một chút. Tôn Chiêu Hy cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, hắn chuẩn bị rời đi rồi nói sau. Trưởng phòng Chiêu Hy, chuyện này anh không nên đem theo gánh nặng tư tưởng, có ai mà không từng phạm sai lầm lúc công tác. Chỉ cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, sửa chữa sai lầm thì sẽ là đồng chí tốt. Vương Tử Quân tiễn Tôn Chiêu Hy ra khỏi phòng rồi dùng giọng ôn hòa nói. Biết sửa chữa thì sẽ là đồng chí tốt, Vương Tử Quân sẽ cho mình cơ hội sửa chữa sao? Tôn Chiêu Hy nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân, giọng điệu của Vương Tử Quân với mình tràn đầy tính nghệ thuật. Nghe qua làm cho người ta sinh ra cảm giác thật tình, giống như đang an ủi. Tôn Chiêu Hy rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, gương mặt khôi phục lại như thường. Hắn nghĩ đến tình huống Lục Ngọc Hùng đến thành phố Sơn Viên vào ngày hôm nay, chỉ cần Lục Ngọc Hùng có thể đả động được Hứa Tiền Giang, như vậy kết quả cuối cùng còn chưa biết ai thắng ai bại. Trong khu nhà dành cho công nhân viên thị ủy, Vương Tử Quân đang đẩy chiếc xe nôi đi trên con đường nhỏ tĩnh lặng. Đứa bé trong xe liên tục phát ra những âm thanh ia. Giống như đang ngạc nhiên vì thế giới chung quanh. Tuy Vương Tử Quân không biết con trai của mình đang định làm gì, thế nhưng hắn lại sinh ra cảm giác ấm áp. Con trai chào đời làm cho cuộc sống của hắn thêm phong phú, thế cho nên bây giờ có bất kỳ nhiệm vụ tiếp đãi gì hắn cũng ném sang cho Chủ tịch Lý Quý Niên. Bí thư Vương,
đây là con trai của ngài sao? Thật sự quá đáng yêu. Một âm thanh khẽ vang lên, được phát ra từ trong miệng một người phụ nữ trung niên hơn 40, nàng cầm một chiếc sọ đựng thức ăn rồi khẽ cúi người dùng giọng có vài phần hâm mộ nói với Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân ở trong khu vực này khá lâu, thế nhưng hắn căn bản không có nhiều thời gian rảnh, thế nên cũng không có cơ hội tiếp xúc nói chuyện với hàng xóm. Vương Tử Quân có chút ấn tượng với người phụ nữ trung niên này, thế nhưng lại không nhớ tên. Hắn thấy nàng khen con trai của mình, thế là cười nói. Đứa bé này thật sự rất hiếu động, không muốn ở nhà, thích chạy ra ngoài này chơi đùa. Người phụ nữ trung niên vốn lợi dụng chủ đề liên quan đến đứa trẻ để được nói chuyện với Vương Tử Quân, bây giờ nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì cười nói. Con nít là như vậy, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, đều không muốn ở trong nhà. Vương Tử Quân cười cười, người phụ nữ trung niên lại tiếp tục nói vài câu với Vương Tử Quân. Sự kiện hôm nay thật sự là một đề tài có thể khoe khoang ở đơn vị, nếu mình có thể làm hàng xóm của Bí Thư Vương, hơn nữa có quan hệ tốt, sau này lãnh đạo đơn vị biết đâu sẽ xem trọng mình hơn. Nhưng Vương Tử Quân cũng không dùng vẻ nhiệt tình đáp trả lại biểu hiện nhiệt tình của người phụ nữ trung niên, trên mặt hắn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Người phụ nữ trung niên này cảm thấy bí thư trẻ tuổi và bình dị gần gũi, thế nhưng cũng cao vời không thể chạm vào. Bí Thư Vương, ngài cứ đưa bé đi dạo, tôi phải về nấu cơm. Người phụ nữ trung niên cười cười với Vương Tử Quân, sau đó đi về phía một căn nhà khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, khi nói lời chào tạm biệt với người phụ nữ trung niên thì điện thoại chợt vang lên. Hắn cúi người xem xét, giật mình phát hiện điện thoại đang bị con trai ngồi trong xe giữ được. Thì ra lúc Vương Tử Quân ra khỏi cửa thì vì không muốn bận rộn tay chân nên đặt điện thoại lên xe nôi của con, không ngờ lúc này điện thoại lại đổ chuông. Con trai của hắn bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, hai bàn tay mạp mạp nhanh chóng ôm lấy chiếc điện thoại. Vương Tử Quân nhìn con trai Tiểu Bảo Nhi khó khăn ôm lấy chiếc điện thoại màu đen mà có chút buồn cười. Lúc này chuông điện thoại vẫn vang lên, Tiểu Bảo Nhi nhìn trái nhìn phải, sau đó muốn cắn điện thoại. Vương Tử Quân vội vàng cầm lấy điện thoại trong tay con trai. Hắn vừa dỗ con đang khóc oa oa vừa tiếp điện thoại. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân, anh đang bận rộn gì vậy? Tôi là Quách Tiên Vi. Một giọng nói mang theo nụ cười từ bên kia truyền đến. Vương Tử Quân nghe được âm thanh của Quách Tiên Vi, hắn chợt cười nói. Chào trưởng phòng Quách, đã một đoạn thời gian rồi ngài chưa gọi điện thoại sắp xếp công tác cho tôi, có phải đã quên mất thuộc hạ này rồi không? Ha ha ha, Bí Thư Vương. Ngài không nên quá khiêm nhường, ngài là chư hầu một phương, tôi nào dám coi ngài là thuộc hạ cho được. Ngài nói vậy rõ ràng là đang làm khó tôi rồi. Quách Tiên Vi dù nói những lời khiêm tốn, thế nhưng đó thật sự là tình huống thực tế. Chương 749-2, lãnh đạo là bá đạo. Dù Quách Tiên Vi là lãnh đạo phó chủ tịch tỉnh ủy, là người quyền cao chức trọng, nhưng nếu so sánh với đại tướng chấp trưởng một phương như Vương Tử Quân thì vẫn còn có chút chênh lệch. Hai người nói đùa vài câu, sau đó Quách Tiên Vi chợt khẽ nói. Tử Quân, hôm nay Bí Thư Lục của thành phố La Nam vội vàng đến báo cáo công tác với trưởng phòng Hứa, tôi thuận tiện hàn huyên với anh ấy hai câu, xem ra thành phố La Nam có biến hóa rất lớn. Những người nắm công tác tổ chức thường quen cách nói một nửa giữ lại một nửa, Quách Tiên Vi là một lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy, tất nhiên càng thêm ảo diệu hơn, càng nói với ý nghĩ sâu xa hơn. Ngoài miệng tuy nói đến phương diện biến đổi của thành phố La Nam, thế nhưng rõ ràng là ông say không phải vì rượu, Vương Tử Quân tất nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩ này. Vương Tử Quân hơi híp mắt, hắn cười cười nói. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, những biến đổi ở thành phố La Nam thật sự không thể nào rời khỏi sự quan tâm của lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy. Bí Thư Vương, anh cũng đừng tâng bốc tôi, những lời này anh nói với trưởng phòng Hứa thì hay hơn. Khi Bí Thư Lục rời đi thì trưởng phòng Hứa cũng không nói gì thêm. Thế nhưng vừa rồi anh ấy lại tìm về không ít sách báo nói về trình tự trong công tác tổ chức. Quách Tiên Vi vẫn dùng giọng tràn đầy ẩn ý nói với Vương Tử Quân. Lục Ngọc Hùng đi tìm Hứa Tiền Giang, hơn nữa sau đó tâm tình của Hứa Tiền Giang lại không tốt. Trong đám cán bộ tỉnh Sơn Nam, có nhiều người biết Hứa Tiền Giang nổi giận thường thích đọc sách, bây giờ trưởng phòng Hứa tìm đọc sách về trình tự tổ chức, như vậy đã đủ nói rõ trưởng phòng Hứa Tiền Giang đang cho ra lời phê bình kín đáo với phương pháp đánh giá dân chủ của mình. Quách Tiên Vi gọi điện thoại đến nói một câu hai nghĩa với Vương Tử Quân, lại để lộ ra nhiều ý nghĩa quan trọng, thật sự là một người bạn thân thiết. Vương Tử Quân hàn huyên thêm hai câu với Quách Tiên Vi, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn lại tiếp tục đẩy con trai đi dạo trên đường, thế nhưng tâm tình có chút ảm đạm.
Vương Tử Quân đã sớm nghĩ đến tình huống Lục Ngọc Hùng sẽ phản ánh với thượng cấp, nhưng phản ứng của Hứa Tiền Giang thật sự vượt ra ngoài ý nghĩa của hắn. Hắn thấy trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang gần đây đang chú trọng xu thế cải cách nhân sự, luôn mong có phương án phù hợp mà nhìn xa trông rộng, không ngờ bây giờ lại nghe được kết quả như vậy từ miệng Quách Tiên Vi. Không thể nói ngộ tính của trưởng phòng Hứa là quá thấp, mà chính mình đang đứng trên một điểm quá cao. Vương Tử Quân cảm khái một câu, hắn khẽ ngồi xổm xuống, ngón tay sờ lên mặt con trai, sau đó mỉm cười nói. Con trai, con nói cho bố nghe xem, có phải càng lên cao càng lạnh không? À, trưởng ban chợt dùng ánh mắt sáng ngời nhìn bố rồi lắc lắc chiếc chuông trong tay, xem như cho ra một câu trả lời với người bố là bí thư thị ủy. Vương Tử Quân nghe con trai cười giòn tan, cảm giác mờ mịt trong lòng chợt tan biến vài phần. Khi Vương Tử Quân đang chìm đắm trong niềm vui thú của một người làm cha, điện thoại lại vang lên. Hắn bấm nút nghe, chợt nghe thấy từ bên kia truyền đến âm thanh của đồng chí Tân. Bí thư Vương, tôi là Chí Tân, vừa rồi văn phòng thị ủy vừa nhận được thông báo, nói rằng thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang ngày mai sẽ đến thành phố La Nam chúng ta để nghiên cứu thị sát. Vương Tử Quân ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hắn trầm ngâm giây lát rồi mở miệng sắp xếp. Nói với trưởng phòng Tôn của phòng tổ chức, yêu cầu bọn họ cho ra báo cáo phương án đón tiếp trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang. Đồng chí Tân lên tiếng đồng ý, khi Vương Tử Quân định cúp điện thoại thì đồng chí Tân chợt hỏi. Bí thư Vương, tôi cảm thấy lần này trưởng phòng Hứa đến thành phố La Nam chúng ta kiểm tra nghiên cứu, chúng ta cần phải cực kỳ coi trọng. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi biết rồi. Đồng chí Tân biết Vương Tử Quân hiểu rõ ý của mình, hắn cũng không nói nhiều mà nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi đồng chí Tân cúp điện thoại, Vương Tử Quân chợt suy nghĩ, sau đó hắn gọi điện thoại cho Hứa Tiền Giang. Điện thoại vang lên vài tiếng, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng của thư ký Hứa Tiền Giang. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân của thành phố La Nam, xin hỏi trưởng phòng Hứa có rảnh không? Vương Tử Quân thấy điện thoại nối thông thì nhanh chóng hỏi đầu dây bên kia. Thư ký bên kia biết Vương Tử Quân là ai, thế là trong điện thoại truyền đến một âm thanh khách khí. Chào bí thư Vương. Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ đi báo cáo với trưởng phòng Hứa. Nửa phút sau đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười đầy vui vẻ của Hứa Tiền Giang. Đến cấp độ của Hứa Tiền Giang, dù trong lòng lão có thật sự không vừa mắt với anh như thế nào, chỉ sợ khi nói chuyện thì vẫn ấm áp như mùa xuân tỏa nắng. Vương Tử Quân có quan hệ bình thường với Hứa Tiền Giang, bây giờ Hứa Tiền Giang lại căn bản không thích trò cải cách nhân sự của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân dùng phương án cải cách kia để đối phó với Tôn Chiêu Hy, thế nhưng Lục Ngọc Hùng lại nói một câu trúng tâm ý của Hứa Tiền Giang, đó là bầu bí thương nhau. Dù sao Hứa Tiền Giang cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão nói phương án không thể bảo chứng tính chính xác, như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề. Bí thư Tử Quân, có chuyện gì sao? Vương Tử Quân nghe giọng điệu ôn hòa như gần như xa của Hứa Tiền Giang, hắn chợt cười nói. Nghe nói trưởng phòng Hứa muốn đến thành phố La Nam chúng tôi nghiên cứu thị sát, thế cho nên tôi thật sự kích động. Trưởng phòng Hứa, hành động của ngài lần này thật sự đã tăng thêm một phần lực trong công tác giúp đỡ phát triển kinh tế thành phố La Nam chúng tôi. Thật sự là gặp quỷ. Hứa Tiền Giang không cần suy đoán cũng biết Vương Tử Quân đang nói lời không thật lòng. Cũng may Hứa Tiền Giang đã quen thói khách sáo, lão cười nói. Bí thư Tử Quân, dù cậu có thật lòng chào đón tôi hay không? Tôi cũng thật sự rất vui. Xem trưởng phòng Hứa nói gì kìa, thành phố La Nam chúng tôi nào thoát khỏi sự giúp đỡ của ngài, mà tôi cũng làm gì dám nói dối trước mặt lãnh đạo cho được. Vương Tử Quân nói càng làm cho Hứa Tiền Giang nở nụ cười cởi mở, hai người hàn huyên giống như bạn chí cốt gặp nhau. Nhưng cả hai người đều có khúc mắc, thế cho nên cũng không thể vì nụ cười ngoài mặt mà xóa tan khúc mắc trong lòng. Trưởng phòng Hứa, thật sự lời nói của tôi vừa rồi có nửa phần nói dối. Vương Tử Quân vừa cười vừa nói tiếp. Tôi gọi điện thoại cho ngài, mục đích là hoan nghênh ngài đến thành phố La Nam, đồng thời cũng có một vấn đề cần thỉnh giáo. Vấn đề cần thỉnh giáo. Hứa Tiền Giang nắm chặt điện thoại, trong đầu quay cuồng. Lão biết rõ lúc này Vương Tử Quân đang chuẩn bị nói ra mục đích thật sự của mình. Bí thư Tử Quân cứ nói, nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tư tưởng, ngàn vạn lần không nên hy vọng xa vời là có thể dựa dẫm vào tôi để tìm ra đáp án. Tôi cũng không phải là từ điển đâu nhé. Giọng nói của Hứa Tiền Giang có vẻ rất hiền hòa, trong lời nói càng mang theo vài phần ẩn giấu. Chương 750, hùng hồn với dư luận. Trưởng phòng Hứa quá khiên nhường rồi,
người nào không biết ngài là một bậc đại trí tuệ trong tỉnh Sơn Nam chúng ta. Nếu so sánh với từ điển thì rõ ràng là bôi nhọ ngài rồi. Vương Tử Quân lơ đãng cho ra một lời nịnh hót với Hứa Tiền Giang. Câu nói nịnh hót của Vương Tử Quân làm cho Hứa Tiền Giang cười lên ha hả, liên tục nói không dám nhận. Nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào lời nói của trưởng phòng Hứa để biết rằng những lời nịnh nọt của mình là có tác dụng, lãnh đạo vẫn tương đối tỏ ra hưởng thụ. Dù là anh đến cấp bậc gì, anh cũng thích những lời dễ nghe. Dù anh là một vị vua anh minh thì cũng là như vậy. Có một lần Hứa Tiền Giang xuống cơ sở nghiên cứu xem xét, đến thăm một vườn táo ở thành phố La Nam, khi đó đang vào mùa hoa, gió lạnh thổi qua, không gian dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng. Sâu trong vườn táo là nhà nông như ẩn như hiện, tiếng chó sửa gà kêu lọt vào trong tai làm cho Hứa Tiền Giang bừng bừng hào hứng, lão chống nạnh nhìn quanh khắp nơi với hứng thú dạt dào. Thật sự là không gian điền viên quá đẹp, đúng là xanh mướt mát, mát rượi tâm hồn. Tử Quân, đây là bài thơ nổi tiếng của Đào Uyên Minh, có thể nói là danh ngôn thiên cổ. Trưởng phòng Hứa thật sự là đầy bụng kinh luân. Vương Tử Quân mơ hồ nhớ bài thơ đó là của Mạnh Hạo Nhiên, thế nhưng đành phải mở miệng dùng giọng hàm hồ nói. Hứa Tiền Giang lắc lắc đầu cười cười, nụ cười vui vẻ và có chút khiêm tốn. Vì vườn cây ăn quả quá lớn, thế cho nên phải đi xe thăm thú. Hứa Tiền Giang nhìn vườn cây thông qua cửa sổ, lão không nhịn được phải chậc chậc tán thưởng. Bài thơ của Đào Uyên Minh thật sự quá chuẩn. Bạn xưa gà lúa sẵn rồi. Mời ta có dịp sang chơi bên nhà. Cây xanh xóm nhỏ La Đà. Nghiêng nghiêng núi biếc xa xa bên thành. Cảnh vườn hiện trước hiên mành. Rượu khà đàm luận dâu xanh tơ tầm. Đợi ngày trùng cửu ghé thăm. Ngắm giàn hoa cúc bên sân nở đầy. Thơ quá cố nhân trang, qua nhà bạn cũ của Mạnh Hạo Nhiên. Không phải là thi nhân đang miêu tả bức tranh này sao? Đúng vậy, thơ của Đào Uyên Minh cực kỳ thoát tục, trong thơ có họa, thật sự là thế ngoại đào viên. Vương Tử Quân nói như một người trong nghề, thế nhưng lại có chút chột dạ, chỉ sợ thư ký của Hứa Tiền Giang sẽ tìm ra được sơ hở. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn viên thư ký của Hứa Tiền Giang ở phía trước, thấy đối phương không nói lời nào. Lúc này thư ký của trưởng phòng Hứa Tiền Giang giống như kẻ điếc, căn bản không chú ý đến câu chuyện giữa hai vị lãnh đạo. Sau đó tiến chân Hứa Tiền Giang, Vương Tử Quân ngồi vào trong xe, cuối cùng cũng không chịu được mà cười lớn. Đồng chí Tân ở bên cạnh cũng không thể không cười, Vương Tử Quân thầm nghĩ hèn gì người ta gọi trưởng phòng Hứa là từ điển tiếng Chan, vì quyển từ điển này thật sự quá dối. Hứa Tiền Giang dù là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức, bây giờ càng là một bậc lãnh đạo cực cao với đám bí thư thị ủy, thế nhưng lão vẫn thích nghe những lời bùi tai. Đặc biệt là những lời như vậy lại được phát ra từ miệng Vương Tử Quân. Lão thấy người này thật sự có thể nói là cùng cấp bậc với mình. Trưởng phòng Hứa, hai ngày qua tôi đã đọc bài viết tiến thêm một bước trong công tác công khai phân công cán bộ. Của trưởng Ban Dương, bên trong có nhiều thứ tôi chưa lĩnh ngộ được, kính mong lãnh đạo chỉ bảo. Vương Tử Quân nói vẫn rất cung kính nhưng rơi vào trong tai lại làm cho Hứa Tiền Giang sững sờ, lão cũng nhớ từng xem qua, nhưng lúc này căn bản không còn nhớ nội dung nữa rồi. Trong quan trường dù là quan lớn hay nhỏ thì đều phải có nhiều bài viết. Tất nhiên những bài viết này chưa chắc là do chính lãnh đạo viết ra, cũng có thể là do thư ký làm hộ. Vì lãnh đạo thường rất bận rộn, bọn họ phải chải tóc bóng loáng, đi vào ngồi trong xe, tham gia đủ mọi hội nghị, mở miệng là phát biểu chỉ điểm Giang Sơn. Trước khi tham gia hội nghị thì thư ký phải cho ra một bài phát biểu, tất nhiên phải giúp lãnh đạo nói rõ vấn đề, bút pháp phải thần kỳ đẹp đẽ, tư tưởng phải tinh luyện phong phú, vì vậy thì bài phát biểu của lãnh đạo mới có chiều sâu lý luận cho được. Bài viết của trưởng Ban Dương hầu như đại biểu cho một xu thế cải cách nhân sự, hơn nữa trưởng Ban Dương lại là một tồn tại đặc biệt ở tỉnh Sơn Nam. Trong đầu Hứa Tiền Giang chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hầu như chỉ sau nháy mắt thì lão đã hiểu ra vì sao Vương Tử Quân lại nói như thế. Nhưng trong lòng càng căng cứng thì Hứa Tiền Giang càng biểu hiện cực kỳ thoải mái. Có câu hổ chết vẫn còn giữ lại uy phong, lão tuyệt đối không thể nào biểu hiện phương diện không thoải mái của mình ra trước mặt thủ hạ. Tử Quân, cậu nói rõ cho tôi biết một chút, nếu như tôi còn chưa quyết định được, có thể gọi điện thoại thỉnh giáo trưởng Ban Dương. Hứa Tiền Giang vẫn mở lời rất ung dung, thế nhưng cách xưng hô đã biến từ bí thư Tử Quân sang gọi tên riêng là Tử Quân, hơn nữa một câu nói phía sau lại càng biểu hiện mình và trưởng Ban Dương có quan hệ rất tốt. Bày tỏ đôi khi sẽ là thị uy, trái ngược lại cũng là một biểu hiện chột dạ. Với cấp bậc của Hứa Tiền Giang chỉ cần nói trắng ra là được. Cần gì phải khoe khoang quan hệ với trưởng Ban Dương trước mặt một người cấp dưới như Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không vạch trần Hứa Tiền Giang, hắn cười cười nói. Trưởng phòng Hứa, tôi cũng không khách khí. Thế là Vương Tử Quân lên tiếng, ném tất cả những gì mình đã chuẩn bị sẵn ra ngoài cho Hứa Tiền Giang. Đối với vấn đề này đừng nói là Hứa Tiền Giang, cho dù là bất kỳ một đồng chí nào ở phòng tổ chức cũng có thể trả lời trôi chảy. Hứa Tiền Giang nghe rõ được vài vấn đề mà thầm khen Vương Tử Quân một tiếng, lão thật sự sợ Vương Tử Quân hỏi đến phương diện cải cách, vì khi đó mình căn bản không thể nào tỏ thái độ được. Tử Quân, rất tốt, kiên trì học tập thì trình độ lý luận sẽ ngày càng cao. Sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi Vương Tử Quân mở lời cảm tạ, Hứa Tiền Giang cười tủm tỉm nói. Hứa Tiền Giang đặt điện thoại xuống mà cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi, nhưng lúc này lão cũng không thèm quan tâm. Lão vội vàng lấy ra một chồng sách báo của nửa năm qua trong tủ hồ sơ ra lục lọi xem xét. Hứa Tiền Giang nhìn bài viết có ký tên trưởng ban Dương, lão thầm mắng mình hồ đồ. Tuy bài viết không ghi rõ ràng, thế nhưng lại biểu hiện một xu thế nhân sự mới. Nếu mình xuống thành phố La Nam nói ra những lời quá khích, những lời này rơi vào trong tai trưởng ban Dương sẽ cho ra kết quả gì? Hứa Tiền Giang khẽ đặt tờ báo xuống, lão thầm mắng Lục Ngọc Hùng, thầm nghĩ người này thiếu chút nữa đã làm mình phải nhảy vào. Nếu không phải là Vương Tử Quân gọi điện thoại đến kịp thời, chính mình đang chuẩn bị tìm lời để gõ đầu Vương Tử Quân, nếu như vậy chẳng phải không bảo trì sự ăn ý trong hành động với trưởng ban Dương sao? Hứa Tiền Giang đặt hết tất cả vấn đề lên người Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy, thế là cảm giác với hai người vào lúc này khác hẳn trước kia. Lão trầm ngâm một lát, sau đó cầm điện thoại gọi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.